ha ha, muốn là ngươi có một ngày, thật có thể hô phong hoán vũ, nhớ đến bảo bọc ta, nàng dâu đẹp mắt lại mạnh mẽ, ta không ngại trở thành ăn bám, nhìn lấy người khác đối với ta ước ao ghen tị, loại kia cảm giác tuyệt đối ta thoải mái. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Đó là đương nhiên, đến lúc đó, ta thì sủng hạnh ngươi một người, dù là người trong thiên hạ cảm thấy ngươi là phế vật, cảm thấy ngươi người cảnh cáo còn nhiều, Linh Nhi đều đối ngươi không rời không bỏ. Khương Phi Linh nói. Thật, xem ra ta đây là muốn nhân vật khách mời ở rể a. Tự mang thoải mái điểm, Lý Thiên Mệnh tề mi lộng nhãn nói. Nho nhỏ người ở rể, còn không mau tới cho bản tiểu thư thỉnh an. Khương Phi Linh vào chơi. Ha ha, làm ngươi xuân thu đại mộng, lão tử sắt thép thẳng nam. Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, không lưu tình một chút nào, đau đến Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi, nắm hắn mấy lần. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới Tử Linh rãnh trời trước đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Tử Linh rãnh trời, tựa như là ngang giữa thiên địa lấp kín màu đen bức tường. Tường này thể bên trái là Viêm Hoàng Đại Lục phương hướng, phía bên phải là vô tận biển cả chỗ sâu, hai bên đều không nhìn thấy cuối cùng, đi lên nhìn, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này kỳ thật căn bản không phải tường, mà chính là hắc sắc quang mang. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu coi là, đây là khắp nơi trên đất linh tài địa phương, kỳ thật không phải. Cái này Tử Linh rãnh trời, có điểm giống là thế giới bức tường ngăn cản, đem hai thế giới ngăn cách ra. Khương Phi Linh nói, đúng, nghe nói thực lực càng mạnh người, thông qua Tử Linh rãnh trời, bị trở ngại lại càng lớn. Không có chút nào thú nguyên phàm nhân, ngược lại có thể nhẹ nhõm thông qua. Điều này nói rõ, thế giới này bức tường ngăn cản, là vì cách trở cường giả. Khương Phi Linh suy tư nói, nghe, có điểm giống là bảo vệ cổ chi thần quốc mảnh này cương vực thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, thần quốc có cái gì đáng giá bảo vệ sao? Không biết, cha ngươi chỉ nói cái này Tử Linh rãnh trời, có thể ngăn cách chuỗi nhân quả, lại không nói còn lại. Nếu như đem nó nhìn thành thế giới bức tường ngăn cản, theo một cái thế giới, đến một cái thế giới khác, có thể ngăn cách chuỗi nhân quả cũng bình thường. Khương Phi Linh hỏi, nói rất có đạo lý, không nghĩ tới người một giới phụ nhân, biết được vẫn rất nhiều. Người ta là thiếu nữ. Ha ha, tuổi trẻ. Lý Thiên Mệnh hiện tại thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5. Hắn vượt qua cái này Tử Linh rãnh trời độ khó khăn không tính quá cao, chí ít so Hiên Viên Húc đơn giản rất nhiều. Trách không được rất ít chín đại thần vực cường giả, sẽ đến chúng ta bên này, không phải bọn hắn không muốn đến, xưng vương xưng bá, mà chính là bọn họ tới không được. Đúng. Lên đường đi, Lý Thiên Mệnh nắm tay của nàng. Được. Khẽ gật đầu về sau, bọn họ thì sóng vai, đi vào hào quang màu đen kia tường trong cơ thể. Ông. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh trên người có một cỗ thiêu đốt cảm giác. Không sai, hắn thánh cung mệnh tuyền lực lượng, chính đang tiêu hao, dường như hắn đang tiến hành một trận đại chiến. Tại sao cùng Nhiên Linh có chút tương tự? Đúng vậy a, cũng là trình độ thấp một số. Khương Phi Linh nói. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, hào quang màu đen này phạm vi, cũng là Tử Linh rãnh trời phạm vi, trong này, hoàn toàn không nhìn thấy đường phía trước, vẫn còn rất xa. Thậm chí, liền bên người Khương Phi Linh, đều thấy không rõ lắm. Trước mắt thiên địa, đen kịt một màu. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được bàn tay nàng ấm áp, càng có thể cảm nhận được, trong nội tâm nàng đối với hắc ám khẩn trương. Hắn dùng sức một chút, nắm chặt bàn tay của nàng, hơi hơi nghiêng người ngăn tại trước mặt của nàng, mang theo nàng cùng một chỗ đi lên phía trước. Mặc kệ ngươi là người hay là thần, đều là của ta. Quang mang phong bạo bên trong. Lý Thiên Mệnh tại phía trước nói một câu. Ngươi cũng là của ta, nàng chấp nhất đáp lại. Vậy chúng ta là người nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Các ngươi ba cái, nội bộ tiêu hóa đi. Ta triệt thảo. Hành tẩu bên trong, Lý Thiên Mệnh hào tình vạn trượng. Hắn từng bước một hướng phía trước, mặc kệ còn có bao nhiêu hắc ám, hắn cũng không từng hoảng sợ, chỉ vì người đứng phía sau nhi, cần chính mình. Thánh Nguyên còn đang tiêu hao, nhưng hắn có Thái Nhất Tháp, có thể cấp tốc bổ sung tiêu hao. Cái này Tử Linh rãnh trời, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tiếp tục đi xuống dưới, làm quang mang xuất hiện một khắc này, bọn họ liền sẽ đến Thái Cổ Thần Vực. Đúng vào lúc này, ầm ầm, vô số hắc sắc quang mang, tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, ngưng tụ trở thành một trương giả thiên tế nhật mặt. Trên gương mặt kia, có lít nha lít nhít ánh mắt. Chí ít, ngàn vạn.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là trên đời này chí mạng nhất khủng bố. Lý Thiên Mệnh nội tâm đột nhiên run lên. Gương mặt này, để hắn có ngũ tạng lục phủ, đều bị xuyên thủng cảm giác. Kẻ ăn cắp, ngươi chung quy phải chết, thập thế luân hồi đều cứu không được ngươi, ta đã tìm được ngươi, ngươi hết thảy, kết thúc. Gương mặt kia kinh thiên nộ hống, giống như toàn bộ thế giới đều tại phá toái. Khương Phi Linh dọa đến tâm lý hoảng hốt, bàn tay của nàng đang run rẩy. Lý Thiên Mệnh quay đầu ôm lấy nàng, hắn không nói chuyện, mà chính là cúi đầu xuống, hôn xuống. Ẩm ướt cùng ấm áp, rốt cục để cho nàng hóa giải khẩn trương. Kẻ ăn cắp, ngươi chung quy phải chết, thập thế luân hồi đều cứu không được ngươi, ta đã tìm được ngươi, ngươi hết thảy, kết thúc. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng, còn ở bên tai oanh minh quanh quẩn. Cái kia nắm giữ ngàn vạn ánh mắt màu đen mặt to, còn ở trước mắt vặn vẹo. Nhưng, lời giống vậy lặp lại 2 lần, 3 lần, thậm chí là 10 lần, thì triệt để vô dụng. Vậy chỉ có thể chứng minh, đây chỉ là vô ý nghĩa đe dọa, hắn, căn bản là không có tìm tới Lý Mộ Dương, cũng không tìm được Lý Thiên Mệnh. Muốn là Lý Thiên Mệnh bị dọa đến thất kinh, tại cái này tử linh rãnh trời bên trong, đem cái gì đều nói ra, cái kia mới có thể sẽ hỏng bét. Khá hơn chút nào không? Tại hắn nhiệt liệt bên trong, Khương Phi Linh dần dần buông lỏng, toàn thân mềm nhũn. Trong bóng tối, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh kim 2 con mắt màu đen, như thế hừng hực lại kiên định. Môi đỏ đã phân, Lý Thiên Mệnh lôi kéo nàng, đón cái kia một tấm màu đen mặt to, tiếp tục đi tới. Hắn cắm đầu đâm vào trên gương mặt kia, xuyên thẳng qua mà qua, lưu lại gương mặt kia, câu nói kia, còn tại tái hiện. Đột nhiên, phía trước ánh sáng đánh tới. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ, mang theo Khương Phi Linh vọt tới. Dù là toàn thân mồ hôi lạnh, có thể Lý Thiên Mệnh vẫn là nộ hống một tiếng. Cửa này, qua. Chặt đứt nhân quả, chạy thoát. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, hắn muốn làm đến càng nhiều. Bước kế tiếp, thái cổ tà ma chi nhãn. Ánh sáng mặt trời, mây trắng, hoa tươi, cỏ tươi. Xuyên qua tử linh rãnh trời, đạp vào lục địa, Lý Thiên Mệnh sâu hít một hơi thật sâu không khí. Đây chính là tha hương nơi đất khách quê người không khí, thơm hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hương cái đầu của ngươi. Khương Phi Linh dẫm tại xốp hác trên bùn đất, nàng tại bãi cỏ cùng trong biển hoa đi lòng vòng nhi, màu xanh lam váy quay vòng lên, lộ ra một đôi trơn bóng chân dài, tuyệt vời như vậy. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, say sưa ngon lành đi lên nhìn. Làm gì nha ngươi, xem không chán à, nàng trên miệng nói, hồi tưởng lại vừa rồi tại tử linh rãnh trời bên trong, hắn vì để cho chính mình không nói lung tung, lựa chọn lấy hôn phong giam. Tại cái kia các loại hoảng sợ phong bạo bên trong ôm nhau, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Linh Nhi đẹp mắt, xem không chán, Lý Thiên Mệnh nói. Nho nhỏ người ở rể, miệng rất ngọt, hừ. Khương Phi Linh tâm lý đắc ý. Ngọt a, muốn hay không một lần nữa? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Ta nói không phải cái này ngọt, Khương Phi Linh cuống cuồng nói. Một cái ý tứ, ta hiểu. Chán ghét a, ngươi không mang theo tiểu phong đi ra. Có phải hay không chuyên môn vì khi dễ ta? Bị ngươi đoán trúng. Hiện tại cũng không biết, Thái Cổ Thần Tông, ở nơi nào, vấn đề này cũng không vội vàng được. Lý Thiên Mệnh dự định, một bên tu hành, một bên trước dò xét cái cơ sở. Cái gọi là dò xét cơ sở, ý tứ chính là, trước để cho mình biến thành một cái Thái Cổ Thần Vực, thổ dân. Bằng không, cùng người nói chuyện, 100.000 chỗ hở, đi Thái Cổ Thần Tông, cái gì cũng không biết. Thậm chí gọi người nhận ra là cổ chi thần quốc người, vậy liền khó chịu. Dò xét cơ sở chuyện này rất đơn giản, tìm có người thành trấn, ở 1 tháng thì không sai biệt lắm. Chí ít, bọn họ có thể biết Thái Cổ Thần Vực thế lực phân bố, cường giả tầng thứ, phong thổ nhân tình chờ. Lý Thiên Mệnh hiện tại tò mò nhất chính là, cái này Viêm Hoàng Đại Lục Trung ương tu luyện giả, bọn họ danh xưng là thượng thần hậu nhân, thực lực của bọn hắn, đến cùng là trình độ gì? Cổ chi thánh cảnh, sinh tử kiếp cảnh, dù sao, trước mắt Viêm Hoàng Đại Lục không có thượng thần là được rồi. Cũng không biết, sinh tử kiếp cảnh, lại giống như gì chia nhỏ. Cảnh giới này cường giả, 9 đại thần vực, lại có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ những vấn đề này, vừa cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, theo phương Bắc bờ biển, hướng về Tây Nam phương hướng mà đi. Thái cổ thần vực người tầng thứ tuy nhiên cao, nhưng số lượng không có so thần quốc nhiều. Lý Thiên Mệnh hướng Tây Nam đi tới 1 canh giờ,
vậy mà không có đụng tới người. Đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kinh thiên kêu to. Cái này kêu to bá đạo vô song, nắm giữ thống ngự tứ hải khí thế, Lý Thiên Mệnh nghe được, đây là Phượng Hoàng thanh âm. Ông! Nó một lần vỗ cánh, thiên địa đều là chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, cái hướng kia, có một cái thanh sắc Phượng Hoàng bay trên trời trì, hướng về phương Bắc mà đến. Nó còn xa xôi như thế, thì lộ ra thật lớn như thế, muốn là ở trên đỉnh đầu, chẳng phải là già thiên tế nhật. Lý Thiên Mệnh rung động trong lòng. Hắn cảm giác mình bởi vì Hiên Viên Húc, có chút đánh giá thấp chín đại thần vực tầng thứ. Hắn mang theo Khương Phi Linh, đứng tại sơn âm chỗ, tránh cho để cái này thanh sắc Phượng Hoàng phát hiện. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái kia thanh sắc Phượng Hoàng phi đến trên đỉnh đầu của hắn, vậy mà ngừng lại, xoay quanh ở trên trời. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Thật sự là đại A. So Lý Vô Địch thái cổ huyết kiếp côn bằng, lớn hơn gấp 10 lần. Hắn nhìn thoáng qua hắn hai mắt. Đậu phộng, cái này cần có 700-800 cái điểm sao. Cái này thật có chút bị hù dọa. Tại cổ chi thần quốc, không tồn tại 90 ngôi sao trở lên thánh thú, trăm tinh thánh thú, đó là chí cao truyền thuyết. Vừa tới chín đại thần vực, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cộng sinh thú, trong mắt 700-800 cái điểm sao, đây là khái niệm gì a? Nói như vậy, Hiên Viên Húc tại cái này thái cổ thần vực, thật không tính là gì nhân vật. Tại Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, lại có chút hướng tới thời điểm, cái kia thanh sắc Phượng Hoàng tựa hồ là khóa chặt vị trí của hắn. Ngay sau đó, tựa hồ có hai bóng người, theo Phượng Hoàng trên thân rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, thì đứng ở Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh trước mắt. Lý Thiên Mệnh một chút thì ý thức được, hai người trước mắt, cực kỳ nguy hiểm. Tối thiểu so cản đế, Hiên Viên Húc, nguy hiểm gấp 1000 lần. Bọn họ một ánh mắt, đều bị Lý Thiên Mệnh cảm giác được, hắn cùng bọn hắn chênh lệch, cũng là chín đại thần vực cùng cổ chi thần quốc chênh lệch. Đây là đại lục hạch tâm, cùng phong bế chi địa chênh lệch. Nếu như hắn đoán không sai, hai vị này cũng đã vượt ra cổ chi thánh cảnh, hắn nhóm khí tức trên thân, cùng thánh chi cảnh giới đã hoàn toàn khác biệt. Không ngoài dự liệu, đây chính là sinh tử kiếp cảnh. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám cùng bọn họ đối mặt. Bỗng nhiên gặp phải loại này cường giả, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn vốn là muốn dò xét cái cơ sở, sau đó chậm rãi dung nhập thái cổ thần vực. Bất quá! Hắn đổ là thấy rõ ràng, hai người này bộ dáng. Bên trái một vị, là một người mặc đen trắng trường bào nữ nhân, nàng được cẩn trọng mạng che mặt, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo, theo một đôi mắt, rất khó phán đoán tuổi của nàng, nhưng nàng thái dương có một luồng tóc trắng, giấu ở tóc dài đen nhánh ở giữa, muốn đến hẳn là một cái tiền bối. Bên phải một vị, thì là một người mặc viền vàng bạch bào thiếu niên, khí chất của hắn cùng nữ tử rất tương tự, đều là lạnh lẽo cao ngạo loại hình, có loại thiên đạo lạnh lùng cảm giác, người này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tướng mạo tuy nhiên nhu hòa, nhưng là ánh mắt sắc bén như kiếm. Trên người hắn có một cái nhất làm cho người trí nhớ khắc sâu đặc thù, cái kia chính là, mi tâm của hắn vị trí, lại có một cái dựng thẳng ánh mắt. Mà lại, cái kia con mắt vì sâu kim sắc, cùng phía dưới hai cái tròng mắt màu đen, hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên chỗ đứng tại nữ nhân kia về sau, nhìn như vậy lên, bên trái thân phận nữ nhân cần phải càng cao. Lý Thiên Mệnh trực giác cảm giác, nữ nhân này cũng càng cường. Cứ như vậy ánh mắt giao thoa trong nháy mắt, đột nhiên. Nữ nhân giơ hai tay lên thật cao, hai mắt ngậm lấy cuồng nhiệt cùng kích động, nàng bịch một tiếng, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, tại chỗ phủ phục. Sau đó, nàng thanh âm kịch liệt, khảng bang có lực nói. Thái Thanh Phương Thị, Phương Thanh Ly, bái kiến Hiên Viên Thượng Thần. Chúc mừng Thượng Thần, 100.000 năm trọng sinh trở về. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, hình dung nàng thời khắc này kích động. Nàng quỳ bái người, tự nhiên là Khương Phi Linh. Nói thật, Khương Phi Linh còn có chút bị thanh âm của nàng hù dọa, hơi hơi mộng một chút. Ngay sau đó, nữ người thiếu niên bên cạnh đồng dạng khẩn cấp quỳ xuống, lấy cao vút mà âm thanh kích động, nói, Thái Cổ Hiên Viên Thị Hậu Nhân Hiên Viên Vũ Hành, bái kiến tôn thần, chúc mừng tôn thần, nghịch thiên trọng sinh, thần lâm thiên hạ. Ong ong ong. Hai người hai câu nói, chấn động đến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, lỗ tai đều có chút oanh minh. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hai cái này quỷ bái cường giả, hắn ngay từ đầu có chút mộng, nhưng là lập tức phản ứng lại. Kế hoạch có biến. Khương Phi Linh lại bị trực tiếp phát hiện,
hơn nữa, còn là lấy Hiên Viên Si thân phận bị phát hiện. Hiện tại không có cách nào dò xét cơ sở. Mấu chốt là cái gì? Điểm này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đã sớm thảo luận qua. Mấu chốt là Trang Thần. Trang Thần có ý tứ là, tuyệt đối không thể bị Thái Cổ Thần Vực người phát hiện, nàng không phải Hiên Viên Si. Đây là hết thảy căn bản, bởi vì phương diện này muốn là phạm sai lầm, hai người bọn họ đều có thể, sẽ tao ngộ cực đoan hiểm cảnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nhiên không biết, bọn họ đến cùng là như thế nào, lấy tốc độ nhanh như vậy tìm tới. Nhưng, đã bị phát hiện, Khương Phi Linh chỉ có thể một trang đến cùng. Cái này liền cần khảo nghiệm tâm lý của nàng tố chất, cùng nắm thời cơ ứng biến năng lực. Tỷ như lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong nội tâm nàng hiểu ý, nàng dù sao có một ít Hiên Viên Si hỗn loạn trí nhớ, cho nên, nàng hít một hơi thật sâu, nói, đứng lên đi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đã thả lỏng một chút. Khương Phi Linh cũng không ngu ngốc, thời khắc mấu chốt, nàng biểu hiện này, cần phải chung quy chung củ. Vâng. Người trước mắt này, lúc này mới bỏ lên. Bất quá, bọn họ đều cúi đầu, thật không dám nhìn Khương Phi Linh. Tôn thần, đây là ngươi tại 10 vạn năm trước, lưu lại thần huyết, ngươi từng tiên đoán 100 ngàn năm sau, thần huyết sẽ thức tỉnh, mang bọn ta tìm tới ngươi, chúng ta con cháu hậu nhân, thành lập tùy tùng thần điện, trông coi thần huyết 100 ngàn năm, dù là rất nhiều người đều nói, thượng thần đều khó có khả năng nghịch thiên trọng sinh, chúng ta vẫn đối tôn thần tiên đoán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thề sống chết chờ đợi 100 ngàn năm, hôm nay tôn thần quả nhiên trở về, Viêm Hoàng đại lục, sẽ bởi vậy oanh động. Nữ tử, Phương Thanh Ly, cúi đầu, thanh âm hừng hực. Khương Phi Linh thực sự không biết nói cái gì, thì gật đầu. Tôn thần, đây là người thần huyết. Phương Thanh Ly hai tay phụng lên một cái bảo thạch, cái này bảo thạch không biết là làm bằng vật liệu gì, vậy mà không có thánh thiên văn, nhưng lại kiên cố vô cùng. Có thể nhìn đến, cái kia bảo bối trong đá. Có một giọt thần huyết, chính hướng về Khương Phi Linh phương hướng táo bạo nhảy lên. Rất hiển nhiên, bọn họ là dựa vào cái này thần huyết tìm tới. Khương Phi Linh chỉ có thể đưa tay đón. Đúng vào lúc này, Phương Thanh Ly hơi nhíu mi đầu. Tôn thần trọng sinh, làm sao tu vi, vẫn chưa tới địa chi thánh cảnh. Có vấn đề a, Khương Phi Linh học dùng, Hiên Viên Si, ngữ khí cùng thái độ nói chuyện. Không dám, Phương Thanh Ly vội vàng nói. Nàng đem đầu thấp đủ cho trầm hơn, ta lấy vi tôn thần trọng sinh, lập tức liền có thể đường lên trời. Suy nghĩ nhiều quá, ta phải làm lại từ đầu, ta đã từng 20 năm thành thần, bây giờ lại đoạt nhất mệnh, 10 năm là đủ. Những ngày qua, ta muốn các ngươi những này tử tôn, xuất ra hết thảy, toàn lực giúp ta. Khương Phi Linh nói, vâng, chúng ta hậu duệ con cháu, nhất định dốc hết toàn lực. Phương Thanh Ly nói, trước mắt nhìn. Nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao, Khương Phi Linh thần thể, bày ở chỗ này đây. Lý Thiên Mệnh nói qua với nàng, vạn vừa phát sinh trước mắt loại tình huống này, vậy thì phải cố làm ra vẻ, làm sao bá đạo thì làm sao tới. Không dạng này, ngược lại sẽ khiến người ta kỳ quái. Trong lúc nói chuyện, Khương Phi Linh cầm đi chính mình, thần huyết, bỏ vào tu di giới chỉ. Đây chính là Hiên Viên Si một giọt máu, không nghĩ tới. Nàng vậy mà lưu đến để tử tôn tìm kiếm mình. Hiên Viên Si tiên đoán chính mình 100 ngàn năm sau sẽ trọng sinh, phải cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ. Linh Nhi nói, Hiên Viên Si tại thành thần về sau, nắm giữ thượng thần lực lượng về sau, liền có thể đem vĩnh sinh thế giới thành triệu hoán mà ra, tự do ra vào. Lý Thiên Mệnh tâm lý ám đạo. Lấy tình huống trước mắt nhìn, bọn họ chỉ có thể trực tiếp tiến về Thái Cổ Thần Tông. Khương Phi Linh, trọng sinh, sao yếu như vậy, nếu là không để tử tôn hậu nhân bảo hộ, vậy coi như kỳ quái. Mang ta về tông, không giống nhau Phương Thanh Ly hỏi thăm, Khương Phi Linh liền chủ động nói chuyện. Vâng, Phương Thanh Ly quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nàng vẫy vẫy tay, trên trời cái kia to lớn thanh sắc Phượng Hoàng rơi trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện cái này Phượng Hoàng có tứ dực, thánh khiết mà cao thượng, yêu nhã cao quý, tương đối, huỳnh hỏa quả nhiên rất đất. Cái kia thanh sắc Phượng Hoàng tại Khương Phi Linh trước mặt phủ phục cúi đầu xuống, nói, tôn thần xin mời ngồi. Khương Phi Linh tại cung đình lớn lên, đối tôn ti lễ nghi đợi giải rất sâu, nàng không vội mà đi lên, mà chính là vươn tay, để Phương Thanh Ly vịn chính mình, leo lên cái kia thanh sắc Phượng Hoàng. Linh Nhi thật có khí phái, Lý Thiên Mệnh trong lòng âm thầm khâm phục, kinh tâm động phách thời điểm, có thể nhìn ra một người nội dung.
vì hai người bọn họ, có thể tại Thái Cổ Thần Vực thuận lợi sống sót, Khương Phi Linh có thể nói vô cùng nỗ lực, phá lệ cẩn thận. Phương Thanh Ly cung kính mà khẩn trương, nâng Khương Phi Linh, nhẹ nhàng khẽ kéo, mang theo nàng lên cái kia thanh sắc phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh liền nhảy lên, chuẩn bị đi theo Khương Phi Linh sau lưng. Đang lúc hắn muốn dẫm tại, cái kia thanh sắc phượng hoàng trên người thời điểm. Cái kia phượng hoàng đột nhiên hung ác nhìn lấy hắn, một cỗ áp lực kinh khủng, trấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ở đâu ra dân đen, dám không tuân theo thanh hoàng đại nhân. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Lý Thiên Mệnh còn không có kịp phản ứng, hắn người vẫn còn giữa không trung, trước mắt thì xuất hiện một bóng người. Hắn chả không có mở mắt, đối phương ra nhất trường, vừa vặn đánh vào trên bụng của hắn. Lý Thiên Mệnh miệng phun máu tươi, cả người đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị xé nứt. Càng đáng sợ chính là, muốn không phải thánh cung phía trên, tử phủ tháp, cản trở, đối phương cái này kinh khủng nhất trường, đủ để chấn vỡ hắn tam đại mệnh tuyền. Nhất trường trọng thương, kém chút bị phế. Hắn bị đánh đến có chút mộng, đây không phải đang nói hay, làm sao bỗng nhiên ra tay giết người. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh ánh mắt, trong nháy mắt đỏ lên, nói thật. Hắn liên tục giết Đông Dương Dục cùng Càn Đế, đều không thụ nặng nề như vậy thương tổn. Cũng bởi vì hắn chuẩn bị theo Khương Phi Linh, leo lên cái kia thanh sắc phượng hoàng phần lưng, vậy mà liền chịu như thế nhất trưởng. Lý Thiên Mệnh cắn răng, bò lên, ngẩng đầu nhìn lên, công kích hắn người, chính là Phương Thanh Ly bên người thiếu niên kia, tên là Hiên Viên Vũ Hành. Người này tuổi tác không lớn, đoán chừng cùng Lý Thiên Mệnh cùng tuổi, nhưng thực lực của hắn là thật mạnh. Cảm giác so Càn Đế, đều còn phải mạnh hơn nghìn lần. Đây là một loại hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác. Một trường này, để Lý Thiên Mệnh tránh thức nhận thức đến, chín đại thần vực cường thịnh cùng cường đại, nơi này, cũng là vi sinh vân tịch nói thịnh thế. Ngươi làm gì, Khương Phi Linh cái này mới phản ứng được, nàng đầu tiên là hoảng hốt, vốn là vội vã xông lên nhìn Lý Thiên Mệnh thương thế, gặp Lý Thiên Mệnh bò lên, nàng mới nhớ tới mình bây giờ thân phận. Cưỡng ép khắc chế. Bất quá, nàng vẫn là tức giận nhìn lấy Hiên Viên Vũ Hành, nói, người muốn chết. Tôn thần, Hiên Viên Vũ Hành ngốc trệ quỳ trên mặt đất, mờ mịt nói, người này thực lực hèn mọn, dung mạo thô bỉ, mắt của ta gặp hắn không biết tôn ti, vậy mà hỏi cũng không hỏi, liền muốn leo lên thanh hoàng đại nhân phần lưng, nhất thời nóng vội ngăn cản, không biết tôn thần coi trọng hắn, mời tôn thần chuộc tội. Ta ban cho ngươi tội chết. Khương Phi Linh tức giận đến chảy máu trong tim. Tôn thần, Hiên Viên Vũ Hành đứng chết chân tại chỗ, hai mắt tuyệt vọng. Tôn thần, xin thứ tội. Phương Thanh Ly vội vàng quỳ xuống, nàng sắc mặt trắng bệch, nói, Vũ Hành là đệ tử ta, hắn là tôn thần thái cổ Hiên Viên thị dòng chính, từ khi ra đời đến nay, một mực chăm chỉ hiếu học, thiên tư xuất sắc, bất quá 20 liền đã thành tựu sinh tử kiếp cảnh, chính là chín đại thần vực xuất chúng tuyệt đỉnh thiên tài, làm người chính trực nhu thuận. Rất được phụ mẫu trưởng bối ưa thích, cũng là thần tông đệ tử mẫu mực, vừa rồi hắn thật chỉ là nhất thời nóng vội. Mặt khác, Vũ Hành đã thật lâu, không đúng loại này cấp bậc thấp tu luyện giả xuất thủ, có chút đem khống không ngừng lực đạo, hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, không nghĩ tới kém chút giết người, còn mời tôn thần nể tình hắn là vô tâm chi thất phân thượng, tha thứ Vũ Hành một cái mạng, trở về thần tông về sau, ta nhất định trùng điệp trách phạt hắn, để hắn biết mình lỗ mãng cùng sai lầm. Phương Thanh Ly thanh âm thê thảm. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Cầu tôn thần tha mạng, Hiên Viên Vũ Hành đầu đầy mồ hôi, quỳ dập đầu. Hắn xác thực không có dự liệu được, Khương Phi Linh phản ứng sẽ lớn như vậy. Trường hợp như vậy, có chút ngoài Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đoán trước. Bọn họ đem Khương Phi Linh, nhấc cực kỳ cao rất cao. Đây là một cái cấp bậc xâm nghiêm đến tàn khốc thế giới, làm Khương Phi Linh đứng ở trên trời thời điểm, nếu như không có đặc thù liên lụy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ở mặt đất nhìn lên nàng. Nhẹ nhàng đẩy, suýt chút nữa thì mệnh của ta. Lý Thiên Mệnh không biết, đây có phải hay không là nhẹ nhàng đẩy, nhưng thù này, hắn nhớ kỹ. Hắn không phải xuất thân tại Viêm Hoàng Đại Lục hạch tâm người, hắn nguyện ý thừa nhận cái chênh lệch này, đối phương nếu là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đều có thể được xếp hạng số đỉnh phong thiên tài, có tư cách nhẹ nhàng đẩy, kém chút đẩy phá hắn thánh cung. Hắn không nguyện ý mượn Khương Phi Linh tay. Cứ như vậy giết Hiên Viên Vũ Hành, cái này không có ý nghĩa gì. Mà lại, Khương Phi Linh cần Hiên Viên si thân phận, nàng không cần thiết còn chưa tới Thái Cổ Thần Tông, thì cùng cái này Phương Thanh Ly sinh ra ngăn cách. Cuối cùng, nàng hiện tại vẫn là người yếu. Loại nguy hiểm này quan hệ, tốt nhất cầm cự được.
đến mức Hiên Viên Vũ Hành. Một ngày nào đó, ta cũng muốn, nhẹ nhàng đẩy, nát ngươi Thánh Cung. Không để ý, kém chút mất mạng, cái này Thái Cổ Thần Tông, từng bước hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh liếc nhau một cái. Bọn họ tại Phụ Linh thời điểm, thời khắc lưỡng tâm giao dung, có lúc coi như một ánh mắt, Khương Phi Linh đều biết, hắn là có ý gì. Tại Phương Thanh Ly thỉnh cầu phía dưới, Khương Phi Linh trên mặt lạnh lùng không có đổi, nàng nói, nể tình vi phạm lần đầu, tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là, về sau ai dám động đến hắn một cọng lông măng, đều phải đi chết. Vâng, Phương Thanh Ly cùng Hiên Viên Vũ Hành mồ hôi lạnh, đều ào 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 xuất hiện. Xin hỏi tôn thần, thiếu niên này đến cùng là? Phương Thanh Ly khẩn trương hỏi. Làm cho tôn thần tức giận như thế, làm sao cũng không phải người bình thường a? Đáp án của vấn đề này, kỳ thật phi thường mấu chốt. Nói đến hôn, dễ dàng tác động đến Khương Phi Linh thân phận, khiến người ta sinh ra khó hiểu cùng hoài nghi. Nói đến xa, Lý Thiên Mệnh tình cảnh nguy hiểm, liền Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp cũng không thể dùng. Liên quan tới vấn đề này, Lý Thiên Mệnh nghiên cứu qua, Khương Phi Linh dựa theo trước đây chuẩn bị, đến trả lời là được rồi. Trên thực tế, nàng vừa mới đang chuẩn bị giới thiệu Lý Thiên Mệnh tới, kết quả để cái này Hiên Viên Vũ Hành lỗ mãng động thủ. Ta trọng sinh gặp một vài vấn đề, là hắn giúp ta, đối với ta có ân đức. Khác, ta gặp hắn thiên phú không tồi, có ý trong tương lai, thu hắn làm đệ tử. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Trời, thiên phú không tồi, đây không phải thiên chi thánh cảnh sao? Phương Thanh Ly có chút mộng. Liền cái kia Hiên Viên Vũ Hành đều có chút khó hiểu, tại tôn thần trong mắt, thiên chi thánh cảnh, liền có thể tính toán thiên phú không tồi. Vậy ta chẳng phải là thiên phú tăng mạnh. Từ từ xem đi, ánh mắt của các ngươi, há có thể so với ta? Khương Phi Linh nói. Phương Thanh Ly cùng Hiên Viên Vũ Hành liếc nhau một cái. Bọn họ chủ phải nhớ kỹ trước một chút, cái kia chính là, người này trợ giúp qua tôn thần trọng sinh, chỉ là điểm này, có thể giải thích tôn thần vì sao che chở hắn. Tôn thần nhưng là muốn đem hắn, mang về Thái Cổ Thần Tông. Phương Thanh Ly hỏi. Đúng, thêm nhiều bồi dưỡng, vừa rồi loại sự tình này, không thể lại phát sinh. Khương Phi Linh nói. Minh bạch, tuân thần chỉ ý. Phương Thanh Ly nói. Tôn thần ân nhân. Cái thân phận này quả thật có chút kỳ quái, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tự giới thiệu mình một chút đi. Khương Phi Linh đối Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh trên thân, Thái Nhất Tháp chính đang làm dịu thương thế, hắn đã thở nổi, dễ chịu một chút, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, vãn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua Phương tiền bối, gặp qua Hiên Viên sư huynh. Lên đây đi, Phương Thanh Ly nói. Lý Thiên Mệnh dậm chân mà lên. Hắn cảm giác, chính mình không tiện lắm, đứng tại Khương Phi Linh bên người. Tao ngộ biến hóa như thế, chỗ tốt là ta cùng Linh Nhi, đều có thể đang mạo hiểm bên trong, đạt được càng nhiều cơ hội. Chỗ xấu chính là, lại nghĩ cùng trước đó một dạng tiếp xúc thân mật, không dễ dàng như vậy, chí ít, trước mặt người khác không được. Nếu là bọn họ những người này, biết trong lòng bọn họ kính ngưỡng tôn thần, buổi tối còn muốn ta ôm lấy ngủ, lại là biểu tình gì? Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Bất quá, đây quả thật là bọn họ tiếp đó, nhất định phải đối mặt vấn đề. Trước mặt người khác, bọn họ nhất định phải giữ một khoảng cách. Bảo trì Khương Phi Linh, Hiên Viên Si, thân phận, là sinh tồn cùng quật khởi căn bản. Đến mức trốn không người, bảo đảm an toàn, mới có thể khôi phục lúc đầu quan hệ. Như thế có lẽ sẽ kích thích hơn. Tuy nhiên loại này ở chung phương thức, có thể có chút thời điểm sẽ rất khó chịu, nhưng nói thật, đây là hành động bất đắc dĩ. Có Linh Nhi thân phận như vậy, ta tại Thái Cổ Thần Tông, hẳn là có thể càng nhanh, tiếp cận Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Bằng không, lấy thực lực bây giờ, theo tầng dưới chót nhất tiến Thái Cổ Thần Tông, năm nào tháng nào, mới có thể tiếp xúc đến Thần Tông Hạch Tâm. Đến đâu thì hay đến đó, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Thanh sắc Phượng Hoàng bay lên thời khắc, Lý Thiên Mệnh bay lên thương thiên, tại cuồng bạo sóng gió bên trong lòng nhiệt huyết mãnh liệt. Khương Phi Linh thì tại phía trước, nàng váy dài bay múa, từ Phương Thanh Ly thủ hộ lấy, một khắc đều không quay đầu lại. Không nghĩ tới, bỗng nhiên có một loại, nàng cách ta rất xa xôi cảm giác. Bất quá không quan hệ, ta sẽ dùng cố gắng của mình, đi tới gần nàng. Dù là hôm nay gặp khó, Lý Thiên Mệnh vẫn hào tình vạn trượng. Hắn nhìn thoáng qua bên người Hiên Viên Vũ Hành, người này xếp bằng ở thanh sắc Phượng Hoàng phía trên, ngồi 10 phần đoan chính, tại cái này trong cuồng phong,
hắn vậy mà tại nhắm mắt tu luyện. Lý Thiên Mệnh, hắn bỗng nhiên hô một tiếng. Chuyện gì? Dựa theo Thái Cổ Thần Tông quy củ, ngươi không đến sinh tử kiếp cảnh, không có tư cách gọi ta, Hiên Viên Sư Huynh. Mấy ngày sau, Lý Thiên Mệnh nghiêng người nhìn xuống, một cái khí thế bàng bạc siêu cấp tông môn, xuất hiện tại dưới con mắt của hắn. Thứ nhất mắt, hắn nhìn đến chính là, ngàn vạn linh khí suối phun. Loại này linh khí suối phun, toàn bộ thần đều chỉ có 10 đầu, hoàng thành 9 đầu, đạo cung 1 đầu. Điều này nói rõ, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục mấy trăm ngàn địa mạch linh khí hội tụ ở chỗ này, đập vào, phun trào, mãnh liệt thượng thiên, ở trên trời hội tụ thành vì linh khí mây, lại hướng về phía dưới rơi xuống. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, đều bao phủ tại cái này nồng đậm như mây mù thiên địa linh khí bên trong, rất nhiều cung đình lầu các triển lộ ra một góc của băng sơn, nhưng cũng đầy đủ khí phái. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Hô hô hô, Lý Thiên Mệnh thậm chí nghe thấy được cái kia linh khí suối phun thanh âm, hơn vạn suối phun bừng bừng phấn chấn, tựa hồ mỗi một đầu, đều so thập phương đạo cung địa mạch linh khí suối phun còn muốn dồi dào. Chính vị trí trung tâm, càng có linh khí phun trào như vạn long, gào thét thượng thiên, tràng diện kia đem Lý Thiên Mệnh chấn phục. Không thể không thừa nhận, cùng cái này đại lục trung ương thần tông người, bắt đầu so sánh. Ta chỉ là một cái nho nhỏ ếch ngồi đáy giếng a. Trách không được Thái Cổ Thần Tông như thế cường thịnh, chỉ xem linh khí này suối phun, cùng chúng ta cái kia, đều không phải là một cái cấp bậc. Từ nhỏ ở loại địa phương này lớn lên, không cường mới là lạ. Cái gì gọi là thiên địa tạo hóa? Đây chính là, có thể ở chỗ này tu hành, đó mới là Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Chi Kiêu Tử. Tuy nhiên tới có chút đột nhiên, có thể Lý Thiên Mệnh trong mắt, vẫn có hừng hực hướng tới. Ông, đúng vào lúc này, cái kia nắm giữ hơn 700 điểm sao thanh sắc phượng hoàng bỗng nhiên vỗ cánh, hướng xuống lao xuống, từng đợt phong bạo xoắn tới. Phía trước cái kia Phương Thanh Ly, cung kính canh giữ ở Khương Phi Linh trước mắt, thay nàng ngăn cản phong bạo. Bên người cái kia, Hiên Viên Vũ Hành, thì vẫn luôn đang nhắm mắt tu hành. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh gặp nhau không đến 10 mét, nhưng, hắn tựa như là trên 9 tầng trời nhân vật, khó có thể chạm đến. Đây là Lý Thiên Mệnh thấy người trong, lớn nhất, thiên tài, khí chất người, theo trên người hắn, có thể cảm nhận được thuần túy tu luyện giả ý chí. Từ Hiên Viên Vũ Hành, nhìn phiến diện, có thể thấy được Thái Cổ Thần Tông đệ tử mức độ. Vù vù, tiếng gió còn tại gào thét, thanh sắc phượng hoàng xuyên qua linh khí vân vụ về sau, Lý Thiên Mệnh trong mắt, Thái Cổ Thần Tông, rốt cục rõ ràng một số. Đây là một cái tương đương với thần đều gấp ba lớn nhỏ tông môn, cương vực bao la. Kiến trúc đều rất phong độ dồi dào, chỉ là so sánh phân tán. Dù sao, nơi này không có thành trì cư dân, tất cả đều là tu luyện đệ tử cùng cộng sinh thú. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông cương vực, trình viên hình. Cái này hình tròn, là từ hai đầu đầu đuôi tương liên, âm dương ngư, tạo thành, đây là một cái, thái cực, đồ án. Hai đầu âm dương ngư, một đầu là núi, một đầu là hồ. Đương nhiên, cũng có thể nói thành là, biển. Thái Cổ Thần Tông cung đình lầu các, liền kiến tạo tại bọn này trên núi, biển cả ở giữa. Những cái kia trong biển cung điện, rõ ràng do trời văn kết giới gia trì, vững như Thái Sơn, dù là có cộng sinh thú ngẫu nhiên đập vào, cũng sẽ không có bất kỳ chấn động. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh liền nghe đến vô số cộng sinh thú gào thét thanh âm, thậm chí có thể nhìn đến, dãy núi cùng biển cả ở giữa, vô số cộng sinh thú, bay qua trong đó, được không hùng vĩ. Thú chạy, phi cầm. Tôm cá, côn trùng, đặc thù loại chờ một chút cộng sinh thú, nhiều vô số kể, bọn họ hoặc là trêu đùa, hoặc là nghỉ ngơi, bôn tẩu khắp nơi, phi thường náo nhiệt. Xem ra cái này Thái Cổ Thần Tông đệ tử, cùng Đông Hoàng Tông một dạng, ưa thích để cộng sinh thú tại bên ngoài sinh hoạt. Chỉ có dày đặc đô thành, mới có thể hạn chế cộng sinh thú. Hoàn cảnh như vậy, đối huỳnh hỏa bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ càng thêm nhẹ nhõm. Thanh sắc phượng hoàng còn tại lao xuống. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đảo qua, dù là chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền thấy Thái Cổ Thần Tông căn bản đẳng cấp. Đây tuyệt đối là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương. Bởi vì, càng đến gần trung ương địa phương, linh khí càng là dồi dào, các loại kết giới càng là khó bề phân biệt, các loại cung đình lầu các, thì càng khí phái. Vòng ngoài nhiều người, bên trong vòng ít người. Toàn bộ hình tròn cương vực bên trong, có hai cái địa phương nhất là đặc biệt. Mọi người đều biết. Thái cực đồ án âm dương ngư, đều có mắt, theo thứ tự là hắc bên trong bạch, trắng bên trong hắc.
Đặt ở cái này Thái Cổ Thần Tông, cái kia chính là trong núi biển, trong biển núi. Dãy núi ánh mắt vị trí, có một mặt hồ nước, mà biển cả ánh mắt vị trí, có một ngọn núi. Không ngoài dự liệu, Phương Thanh Ly hẳn là mang bọn ta, tiến về cái kia, trong núi biển. Lòng hắn muốn thời điểm, thanh sắc Phượng Hoàng đã đi tới cái kia một mặt hồ nước phía trên, chỉ là mặt này hồ nước, thì có nửa cái đạo cung lớn nhỏ. Tôn thần, Hiên Viên Hồ đến. Tôn thần hậu nhân Thái Cổ Hiên Viên Thị, tự Thái Cổ thời đại, truyền thừa đến bây giờ, vẫn cường thịnh như lúc ban đầu. Thanh sắc Phượng Hoàng rơi ở trên mặt nước thời điểm, Phương Thanh Ly che chở Khương Phi Linh rơi xuống, cung kính giới thiệu. Thái Cổ Thần vực đi ra hai vị thượng thần, đều là Hiên Viên Thị, nói như vậy, cái này, Thái Cổ Hiên Viên Thị, tại Thái Cổ Thần Tông, vẫn có đỉnh phong địa vị, không người có thể dung chuyển. Nói nhiều tất nói hớ, Khương Phi Linh liền bảo trì lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Ta trước một bước thông chi tin tức, bây giờ Thần Tông thượng tầng nhân vật, đều tại Hiên Viên Thần Điện, nghênh đón Tôn Thần trở về. Phương Thanh Ly nói, Khương Phi Linh nhẹ gật đầu, ra hiệu để Phương Thanh Ly mang nàng tới. Hiên Viên Vũ Hành cùng Lý Thiên Mệnh theo sau lưng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Cái kia gạch xanh lưu ly ở giữa, điêu khắc đủ loại thần long, uy nghiêm khí phái, bao la hùng vĩ đại khí. Trên cửa chính một cái bảng hiệu, Hiên Viên Thần Điện, bốn chữ lớn chạm nổi, dường như ẩn chứa tuyệt thế ý chí, nhìn đến Lý Thiên Mệnh ánh mắt có chút đau. Ngoài điện chờ, Phương Thanh Ly biết Lý Thiên Mệnh không hiểu quy củ, thì nói với hắn một câu, sau đó mang theo Khương Phi Linh, bước vào Hiên Viên Thần Điện bên trong. Hiên Viên Vũ Hành đồng dạng không tiến vào. Xem ra, hắn mặc dù là Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, còn không có vào bên trong tư cách. Lần này, Linh Nhi phải đối mặt, chỉ sợ là toàn bộ Thái Cổ Thần Tông cường giả, không biết nàng có thể hay không đứng vững. Nói thật, Lý Thiên Mệnh còn có chút khẩn trương. Dù sao đây là thay mận đổi đào, đổi lại là chính mình, hắn cũng không dám nói có thể phát huy hoàn mỹ. Hắn chỉ có thể đứng ở ngoài điện nghe thanh âm. Khương Phi Linh mới vừa đi vào, Hiên Viên Thần Điện bên trong, lập tức truyền tới thanh âm rung trời. Quỳ bái tôn thần. Chúng ta con cháu hậu nhân, chúc mừng tôn thần nghịch thiên trọng sinh, sáng tạo huy hoàng thần tích. Phanh phanh phanh. Tựa hồ tất cả mọi người tại quỳ bái, thậm chí tại dập đầu. Thanh âm của bọn hắn, cuồng nhiệt mà sùng bái, tràn ngập khí phách. Trong này nguyên một đám, đều là Viêm Hoàng đại lục đỉnh cao cường giả, đứng tại chúng sinh chi đỉnh nhân vật. Bọn họ cho Khương Phi Linh dập đầu, Lý Thiên Mệnh tâm lý, cũng không có sảng khoái hơn. Bọn họ càng là cuồng nhiệt, nếu là xảy ra sai sót, ta cùng Linh Nhi xuống tràng, liền sẽ có nhiều thảm. Lý Thiên Mệnh thật sâu ý thức được, lâm vào cục diện bây giờ bên trong, ổn định Khương Phi Linh thân phận, so cái gì đều trọng yếu. Thái Cổ Thần Tông đối Hiên Viên Si trọng sinh, cuồng nhiệt tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh đứng tại Hiên Viên Thần Điện phía trên, hắn cảm giác cái này, Hiên Viên Hồ, đều trên mặt đất chấn, không chỉ là bên người Hiên Viên Vũ Hành quỳ xuống, hắn cảm giác toàn bộ Thái Cổ Thần Tông ngự thú sư cùng cộng sinh thú, đều tại hạ quỳ. Ong ong ong, liền trước mắt Hiên Viên Hồ, đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Giống như chơi đến có chút lớn. Hắn mới đến, còn không rõ lắm. Đối Thái Cổ Thần vực tới nói, đã từng vị thứ hai thượng thần trọng sinh, đến cùng có hạng gì kinh thiên ý nghĩa. Tôn thần trở về, chúng ta đệ nhất thần vực, sẽ làm trở lại đỉnh phong, thống ngự Viêm Hoàng, độc bá thiên hạ. Hiên Viên Thần Điện bên trong, truyền đến nổ tung một dạng thanh âm, Lý Thiên Mệnh lỗ tai, đều sắp bị phá vỡ. Quá điên cuồng, không biết Linh Nhi có thể hay không chịu đựng được. Lý Thiên Mệnh có chút vì nàng lo lắng. Hắn dứt khoát đứng ở cửa sổ. Vụng trộm hướng bên trong nhìn qua. Chỉ thấy tại Hiên Viên Thần Điện vị trí cao nhất, có một cái hắc kim sắc long ỷ, trên long ỷ đang ngồi lấy một cái mảnh mai nữ tử, chính là Khương Phi Linh. Bên cạnh nàng, Phương Thanh Ly còn phủ phục quỳ trên mặt đất, chờ chỉ thị của nàng. Trong lúc nhất thời, không ai dám nhìn thẳng nàng. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, trong lòng bàn tay nắm chặt, trước mắt của nàng quỳ trên trăm cái Thái Cổ Thần vực đỉnh cao cường giả. Nguyên một đám khí tức cường đại đến đáng sợ, mỗi người đều như một đầu hồng hoang cự thú, một ánh mắt, sợ là đều có thể nghiền nát nàng. Đều đứng lên đi, nàng tận lực đem ngữ khí thả nhẹ nhàng một chút, nói, ta lần này trở về, còn cần 10 năm trọng tu, mới có thể lại lên thần vị. Ở trước đó, hết thảy như thường lệ, không cần huy động nhân lực, ta cũng không rảnh lộ diện. Các ngươi có thể hiểu ta ý tứ.
Nghe được câu này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, ám đạo nha đầu này vẫn là đầy đủ cơ trí a. Quả nhiên, nàng sau khi nói xong, Phương Thanh Ly liền vội vàng gật đầu, nói, tôn thần, chúng ta đều hiểu, tôn thần quay về thần vị quan trọng, chúng ta tuyệt không bởi vậy sinh sôi bành trướng, hết thảy như thường lệ mới là vương đạo, tuyệt không sinh sự đầu, quấy dày tôn thần trọng tu. Thanh Ly đã để người đem, Nhiên Linh Cung, quét dọn xong, có thể cung cấp tôn thần tu hành, tùy tùng thần điện ngay tại Nhiên Linh Cung sát vách, tùy tùng thần điện có 150 người, cung phụng tôn thần đã lâu, tùy thời chờ đợi tôn thần điều khiển. Khương Phi Linh gật đầu. Mời tôn thần cho phép, ta giới thiệu một chút Thái Cổ Thần Tông, bây giờ ba vị chấp trưởng tông chủ. Phương Thanh Ly nói. Giới thiệu đi, Khương Phi Linh chậm rãi vào chơi, biểu hiện càng thêm tốt. Cái gọi là ba vị chấp trưởng tông chủ, khẳng định là Thái Cổ Thần Tông tối cao tồn tại, thân phận địa vị cùng thực lực, đồng đều tại tùy tùng thần điện Phương Thanh Ly phía trên. Lý Thiên Mệnh khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ba thân ảnh đứng tại Khương Phi Linh trước đó, hơn nữa còn là bóng lưng. Bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Khương Phi Linh. Tôn thần, cái này một vị là Thiên Nguyên Tông Chủ, tên là Phương Thái Thanh. Đến từ Thái Thanh Phương Thị. Phương Thanh Ly chỉ trung gian một cái thanh y nam tử nói. Tôn thần, cái này một vị là Địa Nguyên Tông Chủ, tên là Hiên Viên Đạo, hắn xuất từ Thái Cổ Hiên Viên Thị. Phương Thanh Ly nói, là bên trái một cái bạch bào nam tử. Cái này vị cuối cùng, là Nhân Nguyên Tông Chủ, tên là Kiếm Vô Ý, hắn xuất từ Thái Ất Kiếm Tộc. Phương Thanh Ly chỉ vị cuối cùng nam tử áo lam nói. Còn lại chấp trưởng giả cùng, Tam Nguyên Kiếp Lão, ta thì không vi tôn thần nhất nhất giới thiệu. Tôn thần có bất cứ phân phó nào, trực tiếp gọi ta, Thanh Ly tùy thời đều tại tùy tùng thần điện, ta sẽ truyền đạt cho ba vị tông chủ. Ba vị này đều là Thái Cổ Thần vực giường cột, đáng giá tín nhiệm. Phương Thanh Ly nói. Không tệ, Khương Phi Linh gật đầu. Tôn thần hiện tại phải chăng có sắp xếp? Phương Thanh Ly hỏi. Không có gì an bài, tất cả giải tán đi, sau khi trở về, ta muốn chuyên tâm tu hành một thời gian. Khương Phi Linh nói. Vâng, mọi người cúi đầu trả lời. Tôn thần ở trên, chúng ta cáo lui. Hiên Viên Thần Điện phía trên, các vị cường giả khom lưng lui lại, thẳng đến lui ra đại điện, mới dám quay người. Nhân Nguyên Tông Chủ xin dừng bước. Phương Thanh Ly nói. Hiên Viên Thần Điện bên trong, một cái nam tử áo lam vội vàng đứng lại, nói, tôn thần có phân phó, Kiếm Vô Ý muôn lần chết không từ. Kiếm Tông Chủ nói quá lời. Phương Thanh Ly khẽ mỉm cười một cái, sau đó hỏi thăm Khương Phi Linh, tôn thần, Nhân Nguyên Tông Chủ chấp trưởng, Nhân Nguyên Tông, thích hợp Lý Thiên Mệnh tu hành, liền để hắn mang Lý Thiên Mệnh đi Nhân Nguyên Tông tu hành, như thế nào? Khương Phi Linh mím môi một cái. Kỳ thật, nàng muốn đem Lý Thiên Mệnh giữ ở bên người. Nhưng là, một cái thượng thần, đem một cái thiên chi thánh cảnh đệ tử, lưu tại người nào đều không thể đi vào Nhiên Linh Cung tu luyện, có phải hay không có chút kỳ quái? Hôm nay trận này thịnh hội, đồng dạng để Khương Phi Linh, ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là, Hiên Viên Si thân phận, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vừa ra sai, phiền phức lớn rồi. Nàng hiện tại trí nhớ hỗn loạn. Đối toàn bộ Thái Cổ Thần Tông biết được không nhiều, rất nhiều phương diện đều không xác định, tùy tiện đem Lý Thiên Mệnh giữ ở bên người, tương đối nguy hiểm. Dù sao, theo lẽ thường đến xem, một cái trợ giúp qua nàng trọng sinh người bình thường, lấy Hiên Viên Si thân phận cùng tư lịch, cho khen thưởng là được rồi, khoa trương hơn điểm, khiến người ta che chở, bồi dưỡng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, nếu là giữ ở bên người, sống chung một phòng, hơn nữa còn có nam nữ khác nhau. Đây không phải thượng thần bình thường gây nên. Phương Thanh Ly vấn đề, ngay tại đất đèn hỏa quang ở giữa, mà Khương Phi Linh nghĩ không ra nhiều như vậy, nàng bản năng cảm giác, lúc này thời điểm nếu là không khắc chế một chút, sẽ rất nguy hiểm. Sau đó nàng nói, được thôi, người gọi Kiếm Vô Ý đúng không? Đúng, tôn thần, Kiếm Vô Ý ánh mắt nóng rực. Thiếu niên kia, giúp ta trọng sinh, đối với ta có ân, ta giao cho ngươi, không thể bạc đãi hắn, như xảy ra chuyện. Ta duy ngươi là hỏi. Khương Phi Linh nói. Tuân mệnh, Kiếm Vô Ý đều còn không biết các nàng nói tới ai, thì đáp ứng trước. Ta ban cho hắn hai cái bảo bối, đừng kêu người chiếm. Hắn, cũng không cần quá nhiều chiếu cố, xem bản thân hắn trưởng thành đi. Khương Phi Linh nói. Vâng, Kiếm Vô Ý lần nữa gật đầu. Hắn biết, tôn thần hôm nay nói rất ít nói, trong đó một nửa, vậy mà cùng cái này mạc danh kỳ diệu thiếu niên có quan hệ.
hắn không thể không coi trọng Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật, Khương Phi Linh đã ý thức được, chính mình nói nhiều, cho nên mới tăng thêm một câu tiếp theo. Kiếm Vô Ý cùng Phương Thanh Ly, hẳn là có thể hiểu thành, nàng đây là một loại cảm ơn. Thành thần nhân, còn có loại này phẩm chất, đúng là chân quý. Sau khi nói xong, Khương Phi Linh vẫn cảm thấy khó chịu. Tiếp tục như vậy, không phải liền là gặp mặt đều khó khăn sao? Nàng có thể chịu không được a? Cho nên, nàng vẫn là bốc lên một chút mạo hiểm, thản nhiên nói, Lý Thiên Mệnh trên người có không tệ thiên phú tiềm lực, người nói với hắn, nếu là hắn có thể ngày nào, có thể trở thành Thái Cổ Thần Tông mạnh nhất đệ tử, ta liền tự mình thu hắn làm đồ. Ở trước đó, ta còn có công pháp truyền thụ, chuẩn hắn một tháng qua gặp ta một lần. Tôn thần thu đồ đệ, Kiếm Vô Ý cùng Phương Thanh Ly liếc nhau một cái, Phương Thanh Ly tuy nhiên đã nghe Khương Phi Linh nói một lần, bây giờ vẫn là rung động. Thượng thần chi đồ, đó là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục các thiên tài mộng tưởng. Nói thật, thu đồ đệ chỉ là che giấu tai mắt người, Khương Phi Linh chính là vì gặp mặt, kỳ thật nàng muốn chính là 10 ngày gặp một lần, thế nhưng là khẽ cắn môi, vì an toàn, vẫn là nhẫn tâm đổi thành một tháng. Khương Phi Linh khóc không ra nước mắt a. Nàng mới không cần tại cái này cái gì Nhiên Linh cung tu luyện, nàng muốn là ôm lấy ngủ a. Đừng nhìn nàng hiện tại một mặt chấn định, kỳ thật tâm lý đã sớm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái này Phương Thanh Ly xé nát. Muốn là không có nàng, bọn họ đại khái có thể, trước không dùng Hiên Viên Si cái thân phận này. Làm đến hiện tại, gặp mặt đều cùng ăn trộm giống như. Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài, đồng dạng âm thầm thổ huyết. Cái này đáng đâm ngàn đao Thái Cổ Thần Tông. Cứ thế mà để cho chúng ta vượt qua đất khách yêu. Hắn biết Khương Phi Linh dụng ý, nàng làm được rất tốt. Hiện tại mới đến, trước ổn định cục diện, đằng sau quen thuộc Thái Cổ Thần Tông, lấy thân phận của nàng, muốn triệu kiến Lý Thiên Mệnh, còn không phải chuyện một câu nói. Khương Phi Linh khắc chế gặp lại Lý Thiên Mệnh một mặt tâm tình, để Phương Thanh Ly mang nàng đi Nhiên Linh Cung. Hiên Viên Thần Điện bên ngoài. Ta có chút hiếu kỳ, người tuyệt thế thiên phú, giấu ở nơi nào? Bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chính là Hiên Viên Vũ Hành. Giấu ở chỗ này đây, ngươi tin không, Lý Thiên Mệnh chỉ không thể miêu tả chi địa, híp mắt nói. A, Hiên Viên Vũ Hành không nhìn hắn nữa. Ngươi là bởi vì đẩy ta một thanh, kém chút được tôn thần muốn tánh mạng, cho nên mà đối với ta tâm không thân thiện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi, không có ý tứ, ta chỉ có thể nói, thiên chi thánh cảnh, còn không có tư cách này đi. Người đây là ta 8 tuổi cảnh giới. Hiên Viên Vũ Hành nói. 8 tuổi, trách không được có thể kiêu ngạo thành dạng này, đây là cái gì quái vật a? Lý Thiên Mệnh đối với cái này rất khó hiểu, bọn họ tại từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện a. Lý Thiên Mệnh, nỗ lực a, ta chờ nhìn ngươi, trở thành Thái Cổ Thần Tông mạnh nhất đệ tử. Hiên Viên Vũ Hành thản nhiên nói. Ta đã hiểu, người đối tôn thần có ý thu ta làm đồ đệ, không phải rất thoải mái. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hiên Viên Vũ Hành nhếch miệng, trực tiếp rời đi, cũng không muốn trả lời Lý Thiên Mệnh vấn đề. Tôn thần xác thực nhìn kỹ ta, người khí thì khí đi, dù sao, hôm nào ta cũng muốn nhẹ nhàng đẩy ngươi một thanh. Lý Thiên Mệnh đối bóng lưng của hắn nói. Hiên Viên Vũ Hành bả vai run một cái, đoán chừng là bị chọc phát cười. Hiên Viên Vũ Hành đi về sau, một cái nam tử áo lam, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Người này mày kiếm mũi ưng. Toàn thân như một thanh trường kiếm, phong mang tất lộ, nhất là ánh mắt kia, phảng phất có ngàn vạn kiếm khí hội tụ. Lý Thiên Mệnh vừa gặp qua Phương Thanh Ly, nhưng hắn cảm giác, nam tử mặc áo lam này so Phương Thanh Ly đáng sợ rất nhiều, tối thiểu nhất, ánh mắt của hắn, đều có thể đâm vào cốt tủy đau đớn. Thiên chi thánh cảnh, đối phương thấy hắn về sau, rõ ràng ngây ngốc một chút. Hắn đại khái là cảm thấy, làm cho tôn thần nói nhiều như vậy câu nói người. Tối thiểu là Thái Cổ Thần Tông đỉnh cấp thiên tài mức độ A. Vãn bối Lý Thiên Mệnh, gặp qua Nhân Nguyên Tông chủ. Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, dựa theo tôn thần phân phó, ta dẫn người đi Nhân Nguyên Tông tu luyện. Kiếm Vô Ý tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lười suy nghĩ nhiều. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái kia theo ta đi thôi. Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, ngự không phi hành. Lý Thiên Mệnh theo sau lưng. Hắn quay đầu nhớ kỹ lộ tuyến, về sau, hắn chả phải được thường trở về tìm Khương Phi Linh đây. Lý Thiên Mệnh, người xuất thân chỗ nào? Kiếm Vô Ý hỏi. Không biết a, ta không cha không mẹ, từ nhỏ khắp nơi lang thang.
Lý Thiên Mệnh vô ích nói. Vậy ngươi vẫn rất may mắn, nhất phi trùng thiên. Nhân Nguyên Tông còn nhiều, người đệ tử như vậy, nhưng trên cơ bản, cả một đời cũng sẽ không có nhìn thấy cơ hội của ta. Chớ nói chi là gặp phải tôn thần, Kiếm Vô Ý nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi đến cùng là làm sao, trợ giúp cho tôn thần. Kiếm Vô Ý theo dõi hắn hỏi. Cái này dính đến tôn thần trọng sinh chi tiết, tôn thần không cho nói. Lý Thiên Mệnh trả lời trôi chảy. Há, đã hiểu. Đúng vào lúc này. Ông, nơi xa bỗng nhiên một đạo máu tanh ma khí trùng thiên, cuốn lên linh khí vân vụ, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Một cỗ âm phong cuốn tới. Kiếm Vô Ý nhướng mày. Tông chủ, đây là cái gì a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Nguyên Đỉnh hạ thái cổ tà ma chi nhãn. Kiếm Vô Ý thuận miệng nói. Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, thái cổ thần tông giống như chia làm Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông ba đại tông môn. Cái kia cái gọi là Thiên Nguyên Đỉnh, có phải hay không tại Thiên Nguyên Tông? Đến đón lấy. Kiếm Vô Ý mang theo hắn một đường đi ra ngoài. Xem ra, Nhân Nguyên Tông hẳn là ba đại trong tông môn, vòng ngoài cùng tông môn, đó là số người nhiều nhất, tư nguyên đối lập bần cùng địa phương. Người có phải hay không muốn đi Thiên Nguyên Tông? Kiếm Vô Ý đột nhiên hỏi. Có chút, Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên đệ tử, tiêu chuẩn là đến sinh tử kiếp cảnh, người kém đến quá xa, coi như có thể vào, cũng sẽ bị thiên tài bao phủ, hoảng sợ đều phải hù chết. Tuy nhiên ta không biết rõ, tôn thần trong miệng, thiên phú của ngươi ở nơi nào, bất quá, nàng đã mở miệng, khẳng định có đạo lý riêng, ngươi từng bước một tới đi, bây giờ Nhân Nguyên Tông mới là lớn nhất thích hợp ngươi địa phương, tôn thần đã đem ngươi giao cho ta, ta đối với ngươi phụ trách. Kiếm Vô Ý nói. Cảm tạ tông chủ, Lý Thiên Mệnh đại khái tâm lý nắm chắc. Sinh tử kiếp cảnh đệ tử. Hắn không có cảm giác đến nhụt chí, ngược lại bạo phát ra vô cùng quyết tâm. Tại cổ chi thần quốc, thiên tài của hắn cử thế vô địch, khó tránh khỏi quá tịch mịch, không nhìn thấy đường ra. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn điên cuồng, liền đợi đến xông về phía trước. Theo Nhân Nguyên Tông vào tới Thiên Nguyên Tông, cần bao nhiêu thời gian? Lý Thiên Mệnh cảm giác không dùng quá lâu. Kiếm Vô Ý đem hắn đưa đến Nhân Nguyên Tông về sau, cho hắn một cái lệnh bài. Bất luận cái gì giải quyết không được sự tình, lệnh bài này có thể bãi bình. Kiếm Vô Ý nói. Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm tạ. Đương nhiên, đây là Khương Phi Linh an bài, để Kiếm Vô Ý không thể coi thường hắn. Ngươi trước quen thuộc tông môn đi, tâm ở chỗ này định ra đến, qua chút thời gian, ta lại đến xem nhìn, cho ngươi một số thứ cần thiết. Kiếm Vô Ý nói. Hắn nói không sai, mới đến, yên ổn là hơn. Hắn thời điểm ra đi, trả lại Lý Thiên Mệnh lưu lại ba quyển sách, theo thứ tự là Tông Môn Đạo Quy, Phù Sinh Chí cùng Tam Nguyên Đạo Điển. Quyển sách đầu tiên, ghi chép Thái Cổ Thần Tông Môn Quy, hết thảy trên trăm đầu, Kiếm Vô Ý căn dặn, mỗi đầu đều phải thuộc nằm lòng. Thứ hai quyển sách, ghi chép đúng Viêm Hoàng Đại Lục các loại thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, kỳ môn dị thú, quả thực là bách khoa toàn thư, Khương Phi Linh thích nhất. Cuốn thứ ba sách, đối Lý Thiên Mệnh trọng yếu nhất. Nó giới thiệu chính là, Thái Cổ Thần Tông chỉnh cái tông môn hết thảy, bao quát các loại thưởng phạt, bí cảnh, lịch luyện, cũng có đệ tử đẳng cấp, trưởng bối đẳng cấp, các phương quan chức, vân vân. Xem hết quyển sách này, trên cơ bản thì đối Thái Cổ Thần Tông, rõ như lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, tại hắn mới chỗ ở giữa, Nhân Nguyên đệ tử, trong đình viện, đem ba quyển sách tịch đọc xong, lập tức thành thổ dân. Rất nhiều nghi hoặc, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Xem ra, ta cần muốn đến sinh tử kiếp cảnh, trở thành Thiên Nguyên đệ tử, mới có thể tiếp xúc đến Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Nói ngăn trở lại dài a. Phương Thanh Ly không cho hắn trực tiếp an bài tiến Thiên Nguyên Tông, kỳ thật cũng có đạo lý, hắn hiện tại một cái thiên chi thánh cảnh, đi Thiên Nguyên Tông, thuần túy là tìm tai vạ. Lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại phán đoán, nếu như Khương Phi Linh trực tiếp giúp mình cầm Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, mạo hiểm phi thường lớn. Bởi vì, đó là tai họa thương sinh ma vật. Nàng muốn là lấy ra giao cho Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là điên rồi. Đường, muốn từng bước một đi. Có điều, ta có thể gia tốc. Xem hết cái này ba quyển sách, tim của hắn, triệt để định xuống. Tiếp đó, tu luyện thì xong việc. Hắn xếp bằng ở đình viện trên tảng đá, đang chuẩn bị nhập định. Đúng vào lúc này, sát phách bỗng nhiên truyền đến ầm ĩ thanh âm. Lâm Tiêu Tiêu, người dám can đảm ăn cắp, Phó Bác Sư Huynh, bảo vật,
chúng ta bây giờ liền phải đem ngươi chật đưa đến thẩm phán điện. Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười lên. Thần mẹ nó Lâm Tiêu Tiêu, tại sao không gọi Lâm Tiêu Đình a? Lúc này mới vừa tới Thái Cổ Thần Tông, kiếm vô ý tùy tiện cho mình an bài một cái, đệ tử chỗ ở, sát vách hàng xóm vậy mà gọi Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến tiểu cô nương kia, Lôi Tôn phủ hủy diệt về sau, nàng thì rời nhà trốn đi, đi xa thiên nhai. Nàng nếu có thể chạy Thái Cổ Thần Tông đến, ta gọi nàng làm mẹ. Huỳnh Hòa tại trong đình viện trong ao bơi ngửa đây. Đệ tử này chỗ ở đình viện, cùng tinh tướng phủ đệ không chênh lệch nhiều, đầy đủ lam hoang phía trên phi nước đại. Lý Thiên Mệnh không có nghĩ quá nhiều, Viêm Hoàng đại lục ở bên trên chúng sinh vô số, cùng tên quá nhiều. Hắn tiếp tục tu luyện. Bất quá, sát phách càng ngày càng ồn ào. Thái Cổ Thần Tông đối đệ tử tranh chấp khống chế, không phải rất nghiêm ngặt, nhất là Nhân Nguyên Tông. Tam Nguyên Đạo Điển ghi chép, Nhân Nguyên Tông đệ tử số lượng là Địa Nguyên Tông gấp 10 lần, là Thiên Nguyên Tông nghìn lần, Thái Cổ Thần vực thế lực khắp nơi con cháu hậu nhân, đều ở nơi này tu hành. Phó bác, cái này, Cửu Dương Kiếm, là ta tại Trạm Tinh Cổ Lộ đoạt được, coi như đi, thẩm phán điện, cũng không đến được trên tay ngươi. Đây là một cái có chút không u thanh âm cô gái, mang theo một số ủ rũ. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Huỳnh Hỏa ngây người tại chỗ. Nói đến kỳ quái, trên thế giới này người nhiều như vậy, thậm chí tướng mạo tương tự đều có vô số, có thể thanh âm của một người, nói chuyện tốc độ nói cùng cảm giác, có lúc lại có thể tùy tiện phân biệt. Ta tiếp cận, Huỳnh Hỏa một mặt mộng bức, hướng về bên kia bay đi, Lý Thiên Mệnh chớp mắt theo tới. Một người một gà, đều có chút khó có thể tin. Bọn họ ghé vào tường cao phía trên, hướng về sát vách đình viện nhìn qua. Chỉ thấy cái kia cửa đình viện, đứng đấy mấy cái nam nữ, bọn họ hiện lên hình quạt vây lại một cái áo đen thiếu nữ. Cầm đầu một người nam tử dài đến khôi ngô cao lớn, so thiếu nữ cao hơn ra một cái đầu, hắn diện mạo lỗ mãng, khoanh tay, ngoài miệng treo một luồng khó coi cười lạnh. Hắn cũng không nói lời nào, mà chính là để bên người mấy cái nam nữ, tiếp tục hướng thiếu nữ tạo áp lực. Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này, chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này rất quen thuộc. Tên, thanh âm cùng bóng lưng cùng nhau, trên cơ bản có thể kết luận một người. Làm sao có thể, Tiêu Tiêu rời đi Diễm Đô thời điểm, chỉ là linh nguyên cảnh, nàng nhiều lắm là có thể tại Đông Hoàng cảnh mò mẫm quay, làm sao có thể đi vào Thái Cổ Thần Tông. Không khách khí nói, Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Theo Diễm Đô một đường giết tới Thái Cổ Thần Tông, đã coi như là kỳ tích. Lâm Tiêu Tiêu dựa vào cái gì? Tâm tình của hắn kịch liệt biến hóa, sắc mặt biến ảo không ngừng. Không phải nàng a, để cho nàng xoay người lại, cho lão tử nhìn một cái, ta cũng không tin. Huỳnh Hỏa táo bạo nói. Xem trước một chút, Lý Thiên Mệnh áp chế nghi ngờ trong lòng. Trong đình viện, cái kia dáng người khôi ngô, tên là Phó Bác Nam Tử, rốt cục nói chuyện. Cửu Dương Kiếm do ta đoạt được, ta có 5 cái nhân chứng, có thể chứng minh, ngươi chui vào ta chỗ ở ăn cắp, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Tiêu Tiêu, đừng nghĩ cãi chảy cãi cối, đi thẩm phán điện, tự nhiên có người công chính đối đãi ngươi. Phó bác nói xong, còn lại mấy người đều nở nụ cười. Cha ngươi cũng là thẩm phán điện trưởng lão, đối ngươi đương nhiên công chính. Áo đen thiếu nữ nói. Biết liền tốt, lôi kéo ngươi tiến, Long Vũ Minh, là nể mặt ngươi. Còn ở lại chỗ này giả thanh cao, vô căn vô bình muốn tại Thái Cổ Thần Tông lăn lộn, còn không nghe lời, sớm muộn sẽ bị người chơi chết. Phó bác nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Áo đen thiếu nữ cúi đầu, không nói gì. Chống chọi nàng, mang đến thẩm phán điện, thân là Thái Cổ Thần Tông đệ tử, vậy mà làm trộm đạo hoạt động, thật sự là mất mặt. Đoán chừng, thẩm phán điện thẩm tra xác minh, sẽ đem ngươi ném ra thần tông, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Phó bác cười nói. Mọi người cười vang. Cười còn về sau, bọn họ biểu lộ thẳng hung ác, trực tiếp tới liền muốn bắt áo đen thiếu nữ. Đúng vào lúc này, áo đen thiếu nữ lấy ra một cái lửa trường kiếm màu đỏ, trường kiếm kia phía trên khảm nạm lấy 9 cái liệt dương một dạng bảo thạch, nóng rực trên thân kiếm, lại có 99 điều thánh thiên văn, có thể so với Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực. Đây quả nhiên là cái bảo bối, trách không được sẽ để cho người đỏ mắt. Tại Thái Cổ Thần Tông, 99 điều thánh thiên văn thánh thú binh, tựa hồ không tính là gì, nhưng tại Nhân Nguyên Tông đệ tử trong tay, đây tuyệt đối là bảo bối. Cầm đi đi, đừng đến phiền ta, áo đen thiếu nữ nói.
Nàng thanh âm có chút bất lực, nghe có chút mờ mịt. Sớm thức thời không phải tốt, bất quá, ta hỏi lại ngươi một câu, thêm không gia nhập, Long Vũ Minh. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi tiến thần tông 2 tháng này, liền phá 3 trọng cảnh giới, tốc độ rất kinh người, ta mời ngươi, là thật để mắt ngươi. Không có ý gì khác, phó bác cũng không nóng nảy đi đón Cửu Dương kiếm, mà chính là đứng tại áo đen thiếu nữ trước mắt, híp mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Ta gia nhập, liền muốn cùng các ngươi một đạo lịch luyện, sau đó tìm cơ hội, tại chỗ không có người khi nhục ta, đúng không? Áo đen thiếu nữ ngẩng đầu, thanh âm có chút lạnh. Phó bác ngây ra một lúc. Ngươi nói ngươi lẻ loi một mình, như cái xúc sinh một dạng, dài đến động lòng người coi như xong, làm gì thông minh như vậy a? Phó bác im lặng nói. Áo đen thiếu nữ bả vai đã run một cái, xem ra rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh nhìn không được. Hắn ngược lại không phải là đồng tình cái gì, mà chính là trong lòng của hắn vội vàng muốn biết rõ đáp án. Những người này ở đây nơi này, cũng là lãng phí thời gian của hắn. Thái cổ thần tông thật sự là châu, cái này phó bác đoán chừng thì hơn 20 tuổi, lại có cung chủ một dạng thực lực. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, đây mới là thái cổ thần tông phổ thông đệ tử mức độ, hiên viên vũ hành vậy coi như là đại lục đỉnh phong thiên tài, đối phó bác tới nói, sợ đều là giống như thần tồn tại. Nhân Nguyên tông xác thực thích hợp Lý Thiên Mệnh, đến bớt ở chỗ này, hắn còn lời nói có trọng lượng. Phó bác mấy cái người hầu, vậy cũng là thiên chi thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn không có nhìn ở trong mắt. Lúc này thời điểm, phó bác đang muốn thân thủ, đi lấy áo đen thiếu nữ trong tay Cửu Dương kiếm. Bỗng nhiên, một đạo tinh quang lóe qua. Đinh! Phó bác bị bước lùi mấy bước, trước mắt không còn, Cửu Dương kiếm đã không thấy. Người nào, đến miệng thịt bỗng nhiên bay, phó bác giận tím mặt. Hắn mấy người bên cạnh càng mau nhìn hơn đến, một cái thiếu niên tóc trắng, theo tường cao phía trên nhảy xuống, cướp đi Cửu Dương kiếm. Bọn họ giận quát to một tiếng, trực tiếp nhào tới. Lý Thiên Mệnh trong tay, Tam Thiên Tinh Vực đột nhiên hất lên, trong lúc nhất thời tinh quang thiểm diệu, Cửu Thiên Ngân Hà quyết gào thét ở giữa, quất vào mấy người kia miệng phía trên. Ba ba ba, vài tiếng giòn vang, từng đợt kêu thảm, mấy người kia ngã trên mặt đất, trên mặt đều là vết máu thật sâu, miệng đều bị quất sai lệch. Thiên chi thánh cảnh, dám đến tìm cái chết, ngươi xác định nhận biết ta, phó bác mắt hổ trừng đến to lớn. Hung quang chợt hiện. Hắn tiến lên trước một bước, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh chân áp mà đến. Ba đại thánh chi cảnh giới, đến cùng là thánh, thiên thánh vẫn là cổ thánh, lấy sinh mệnh tầng thứ cùng huyết nhục khí tức, liếc một chút liền có thể phân biệt. Đối cổ chi thánh cảnh phó bác tới nói, Lý Thiên Mệnh cụ thể là thiên thánh thứ mấy trọng, cũng không sao cả. Tông môn pháp quy quy định, thần tông phạm vi bên trong có thể tranh đấu. Mặc kệ là Đông Hoàng Tông vẫn là Thập Phương Đạo Cung, đều không cho đệ tử tùy tiện tranh đấu, mà thần tông vậy mà cho phép đệ tử một lời không hợp thì đánh, có thể thấy nơi đây dân phong chi hung hãn. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm. Tại phó bác vò tới trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trên tay cầm lấy cái kia Cửu Dương kiếm, đột nhiên đâm một cái. Đinh! Vạn kiếp kiếm theo Cửu Dương kiếm bên trong bạo phát, một đạo kiếm khí 7 màu, trong nháy mắt lao vút đến phó bác trước mắt. Phốc phốc! Phó bác kêu thảm một tiếng lăn trên mặt đất. Ở ngực bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. Vạn kiếp kiếm vừa tu thành thời điểm, Lý Vô Địch sử dụng huyết ma biến mới chống đỡ được. Một kiếm đánh tan phó bác, cũng không khó. Lần trước cùng càn đế giao chiến, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, tại luân hồi kính diện phá nát thời điểm, điên cuồng trưởng thành, vô hạn tới gần thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Hắn trước khi đến tử linh rãnh trời cái kia gần nửa tháng, đã chính thức đem cảnh giới. Đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Hiện ở đây, coi như không có Khương Phi Linh, hắn thu thập cổ thánh cảnh đệ nhất trọng phó bác, dễ như trở bàn tay. Lan, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tên là gì? Phó bác bò lên, kinh hãi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh thu tay lại, vừa mới một chiêu có thể xuyên thủng lồng ngực của hắn, để hắn trong nháy mắt mất mạng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nói, tốt, ta nhớ kỹ, chờ xem. Phó bác bò lên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đi. Hắn mang theo mấy cái người hầu, ánh mắt hung ác lui ra ngoài, trước khi đi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Sau khi rời khỏi đây, cho ta điều tra rõ ràng, cái này Lâm Phong bối cảnh, muốn là đằng sau không ai, cho ta giết chết hắn. Phó bác âm ngoan nói,
Phó bác sư huynh, gọi Lâm Phong cái tên này quá nhiều người, Nhân Nguyên Tông tối thiểu 300 cái, làm sao điều tra a? Người hầu đau đầu nói. Ngu, Lâm Tiêu Tiêu sát phách Lâm Phong. Vâng. Trong đình viện, Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, đứng đấy một cái liệt diễm tiểu phượng hoàng, trên tay hắn nắm bắt cửu dương kiếm, tay cầm tại trên thân kiếm vuốt ve, kim hai tròng mắt màu đen, đã sớm mắt nhìn trước thiếu nữ mặc áo đen này rất lâu. Đối phương lùi lại 5 bước, cái ót đụng vào tường, một đôi diễm tròng mắt màu đỏ, ngơ ngác nhìn hắn. Nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, lại không phát ra được thanh âm nào, mảnh khảnh ngón tay đội lên trên vách tường, móng tay cắm vào bức tường phía trên, khẩn trương phía dưới, kéo ra khỏi từng đạo vết cào. Lý Thiên Mệnh xác định, con mắt của nàng nhan sắc, biến hóa. Thậm chí có thể nói, khí chất đại biến. Theo một cái bình thường tiểu cô nương, tiểu mỹ nhân bại hoại, trổ mã thành chân chính mỹ nhân, nàng vẫn khéo léo đẹp đẽ, xem ra người vô hại và vật vô hại, thế nhưng là bây giờ nàng, trên người có một loại nói không rõ ràng quỷ dị khí chất, tựa như là thâm uyên. Không sai, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng cái này diễm con mắt màu đỏ, ánh mắt tán loạn, còn có loại kia mờ mịt, dẫy dụa cảm giác, còn có cái kia không u, uể oải thanh âm, giống như là thâm uyên. Ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi 15 tuổi, hiện tại, ngươi trưởng thành. Lý Thiên Mệnh đi hướng nàng, nóng rực ánh mắt cùng cặp mắt của nàng đụng vào nhau. Lâm Tiêu Tiêu toàn thân có chút phát run, nàng dựa vào ở trên vách tường, không ngừng hướng bên cạnh tránh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng thanh âm yên lặng, khó có thể tin hỏi. Vấn đề này, cần phải từ ta hỏi ngươi, Lâm Tiêu Tiêu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, cửu dương kiếm đâm vào cổ của nàng bên cạnh, đinh một tiếng, cắm vào trên vách tường. Tại nàng cái kia trắng như tuyết chỗ cổ, lưu lại một đạo vết máu. Lý Thiên Mệnh, ta hiểu được, người chỗ lấy có thể tại diễm đô chuyển bại thành thắng, ngóc đầu trở lại, là bởi vì ngươi được kinh thiên tạo hóa, đủ để trèo chống ngươi tại trong 3 năm, đi vào Thái Cổ Thần Tông tu hành. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi vẫn rất sẽ đoán, cho nên ngươi thì sao? Ngươi dựa vào cái gì đi đến nơi đây? Lý Thiên Mệnh vươn tay, bóp ở trên cổ của nàng, một đôi tròng mắt như là vòng xoáy. Kim sắc chướng mắt, màu đen âm u. Hắn không thể không dạng này, bởi vì hắn ý thức được, Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện, là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Nàng biết Lý Thiên Mệnh đến từ cổ chi thần quốc, cái này không có gì cái gọi là, dù sao hắn là tôn thần, mang tới, trên tay Đông Hoàng kiếm cũng không sợ người đoạt. Mấu chốt là, Lâm Tiêu Tiêu nhận biết Khương Phi Linh. Dù là Khương Phi Linh tại Nhiên Linh Cung, sẽ không ra đến. Lâm Tiêu Tiêu căn bản không có khả năng nhìn thấy nàng. Nhưng, nàng biết Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh là người yêu, ai biết, có thể hay không dẫn xuất phiền phức. Dưới sự đè ép của hắn, Lâm Tiêu Tiêu gấp nương tựa vách tường, nàng cắn môi không nói lời nào, lông mi đều đang run rẩy. Cái gì gặp gỡ, có thể để ngươi theo Linh Nguyên Cảnh, tại trong vòng 2, 3 năm, biểu bay đến Thiên Chi Thánh Cảnh. Lấy ra, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Lâm Tiêu Tiêu to khỏe thở dốc. Cổ của nàng đã để Lý Thiên Mệnh bóp lấy vết máu, có thể nàng vẫn là quay đầu, không nói lời nào. Lý Thiên Mệnh lực lượng, đem vách tường ép tới đổ sụp đi vào, ầm vang một thanh âm vang lên động, bọn họ cùng một chỗ va vào một gian tối tăm phòng tu luyện. Nói, Lý Thiên Mệnh nói. Nàng vẫn là không nói lời nào, Lý Thiên Mệnh nắm bắt cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Tay của nàng tại giữa không trung vô lực loạn lắc, một đôi diễm con mắt màu đỏ. Dẫy dụa lấy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tán loạn nhưng lại lộ ra tuyệt vọng, tựa như là chết đuối người, tại đem hết toàn lực dẫy dụa. Không biết vì cái gì, màn này để Lý Thiên Mệnh, chợt nhớ tới Mộc Tình Tình treo cổ tại cửa đá phía trên dáng vẻ. Trong lòng của hắn đau nhói một chút, buông lỏng tay ra. Nàng ném xuống đất, bò đứng lên. Nàng không có chạy. Ngươi nhìn bên kia, huỳnh hỏa chỉ một cái phương hướng. Lý Thiên Mệnh sớm biết phòng tu luyện chỗ sâu có đồ tại, hắn đoán chừng cũng là Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh thú đi. Nhớ mang máng, tựa như là một cái hùng ưng, một cái hoàng kim viên khỉ, đều là lôi đỉnh thuộc tính. Nhưng là, làm hắn nhìn sang thời điểm, bất ngờ phát hiện, đây không phải ưng, cũng không phải viên hầu. Cái này phòng tu luyện nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, bò lổm ngổm một cái màu đen cự thú, nó toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng vảy giáp màu đen. Một đôi diễm tròng mắt màu đỏ trong bóng đêm cực kỳ hung lệ cùng thô bạo, phảng phất là trong vực sâu ác ma. Lại nhìn kỹ, có thể phát hiện, đây là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng màu đen cự thú, đầu của nó giống như là đầu rồng,
nhưng lại mọc đầy gai xương, ngoài miệng răng nanh sắc bén như kiếm, cái kia thon dài trên cổ, đồng dạng khắp nơi đều là gai nhọn. Hắn thân thể so thần long muốn khôi ngô rất nhiều, chi sau nhất là thô to, chân trước long chảo đồng dạng là cỗ máy giết chóc, càng dễ thấy chính là, nó có một đôi màu đen con rơi cánh thịt, còn có một đầu mọc đầy gai xương long đuôi. Lý Thiên Mệnh đang nhìn nó cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Trực giác nói cho Lý Thiên Mệnh, cái này màu đen cự thú, so Lâm Tiêu Tiêu muốn nguy hiểm rất nhiều. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cộng sinh thú, Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói. Nói đùa đâu, ngươi cho ta chưa thấy qua ngươi cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói. Gặp qua, bọn họ đều đã chết. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt mờ mịt, cực kỳ thống khổ. Cái ánh mắt này, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến hai chữ cô độc. Nó đâu? Giống như ngươi, huyết thần khế ước tìm cộng sinh thú. Lâm Tiêu Tiêu nói. Huyết thần khế ước, có thể tìm tới trăm ngôi sao cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn, chính hắn đều biết, huyết thần khế ước cũng là cái cấp bậc thấp ngự thú sư đối cộng sinh thú bổ cứu, căn bản không có chân chính tác dụng. Ngươi đều có thể, không có gì ta không thể. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh không có phản ứng nàng, hắn đi hướng cái kia màu đen cự thú, mà cái kia màu đen cự thú, khẽ ngẩng đầu, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy hắn. Gần trong gang tấc, ngươi rất hung hãn a. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nó cái kia bén nhọn hàm răng nói. Muốn nói cảnh giới, cái này màu đen cự thú cũng là thiên chi thánh cảnh, nhưng là, nó trên thân có một loại, cùng Lâm Tiêu Tiêu một dạng thâm uyên cảm giác. Thậm chí, cảm giác của nó càng nồng nặc. Tại Lý Thiên Mệnh nóng rực trong ánh mắt, cái này màu đen cự thú cúi đầu xuống, ô ô một tiếng, lựa chọn thần phục, không còn dám nhìn thẳng hắn. IQ rất thấp, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Nàng cúi đầu nói. Ngươi vẫn chưa trả lời, vấn đề của ta đây. Lý Thiên Mệnh quay đầu đi tới. Nàng không nói lời nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, sát cơ của hắn chỉ ít đạt đến 7 thành. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Duy nhất trở ngại chính là, Lâm Tiêu Tiêu, nàng xem như một cô nương tốt đi, nàng và Lôi Tôn Phủ không hợp nhau. Nàng thậm chí không phản kháng. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta có cái gì gặp gỡ, nếu như ngươi cho rằng giết ta, liền có thể chiếm lấy ta thứ ở trên thân, vậy ngươi thì giết đi. Lâm Tiêu Tiêu dứt khoát nói. Nàng vậy mà không biết, Lý Thiên Mệnh kiêng kỵ nàng nguyên nhân thực sự, là bởi vì nàng nhận biết Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh xuất ra nàng Cửu Dương kiếm. Bất quá, hắn vẫn là do dự một chút. Dù sao, nàng hiện tại liền chân tướng cũng không biết. Nói không chừng, cũng không có như vậy cực đoan. Thanh kiếm kia, đến tại cổ của nàng chỗ, chừng một phút. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên khóc giống rơi lệ. Ta rời đi Diễm Đô, đời này không muốn nhất đụng phải người cũng là ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện. Nàng triệt để hỏng mất. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi làm sao lại âm hồn bất tán đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể lựa chọn sao? Ta từ đầu tới đuôi, đều không có lựa chọn cơ hội. Nàng ánh mắt thảm đạm nói. Vậy cũng chỉ có thể quái vận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, ta đã sớm nhận mệnh, cho nên ngươi muốn làm cái gì, đều tùy tiện ngươi, khắc nhục nhã ta liền tốt, cho một chút tôn nghiêm, ngươi nói muốn chết, ta tùy thời đi chết, dù sao hết thảy đều tại ngươi trưởng khống chi hạ không phải sao? Nàng có chút cuồng loạn mà nói. Người cái này 2-3 năm kinh lịch cái gì, biến thành dạng này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không liên quan gì đến ngươi. Nàng giãy giụa lấy đứng lên. Nàng lời đã nói, cũng không sợ chết rồi, cơm hộp làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, cái kia làm gì, vẫn là đến làm gì. Ngươi không giết ta, ta muốn tu luyện. Nàng nói. Lưu ngươi 2 ngày tánh mạng, ta trước quan sát quan sát. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng liền vội vàng mà qua, đến cái kia màu đen cự thú bên cạnh, trong nháy mắt, cái kia màu đen cự thú vậy mà biến mất tại bên người nàng. Điều này nói rõ, cái kia thật là nàng cộng sinh thú. Huyết thần khế ước. Cái này liền có chút nhìn không thấu. Nàng loại này tăng lên, cùng nàng cái này cộng sinh thú có quan hệ. Lý Thiên Mệnh ngồi tại cửa ra vào ghế đá, trong mắt của hắn Lâm Tiêu Tiêu, vẫn thật là bắt đầu chuyên tâm tu hành. Mềm lòng. Huỳnh hỏa bay nhào mà đến, rơi vào trên bàn đá hỏi. Đó cũng không phải, tình huống trước mắt tới nói, nàng không có gì tiếp xúc đến Linh Nhi cơ hội, nếu có điểm báo, ta sẽ giải quyết nàng còn kịp. Cái này không phải liền là mềm lòng sao? Chủ yếu vẫn là, ta
ta tu hành tranh đấu đến bây giờ, mỗi giết một người đều có ân oán thiện ác, giết người yêu cầu suy nghĩ thông suốt, hiện tại gút mắc, đối ý chí của ta cùng nói, sẽ có ảnh hưởng. Ta muốn trước quan sát một chút, nhìn nàng một cái đến cùng đã trải qua biến hóa gì, tình huống trước mắt còn có biến hóa chỗ trống, không cần thiết trực tiếp thì giết người. Mà lại, nàng vẫn luôn tính toán cô nương tốt, đúng không? Vậy trước tiên nhìn xem chứ sao? Vì bảo vệ chính mình bình an, không phân tốt xấu, gặp người thì giết, tình nguyện ngươi phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ngươi, vậy thì không phải là ngươi. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Ta cảm thấy nàng cộng sinh thú có gì đó quái lạ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cảm giác có chút cùng loại chúng ta. Huỳnh Hỏa nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Cái kia không có khả năng, nhưng có khả năng, là vật gì khác. Này sẽ là cái gì? Lão tử nào biết được? Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu Tiêu xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt mắt. Tìm cơ hội giết hắn, dò xét bí mật của hắn. Một cái khàn khàn, khô khan thanh âm, theo cộng sinh không gian truyền đến. Vì cái gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hắn giết cả nhà ngươi. Hắn hủy ngươi hết thảy, không cần phải để hắn nợ máu trả bằng máu sao? Cái thanh âm kia dữ tợn nói. Hắn chỉ giết ta ca, đó là bọn họ ba cái ở giữa ân oán, ta không đủ sức, ta đã đầy đủ mệt mỏi, rời đi Diễm Đô chính là vì triệt để vứt bỏ đã từng, khác lại đề lên được không? Cừu hận nhiều lắm, không muốn lại tiếp tục, Lâm Tiêu Tiêu nói. Phụ thân ngươi, đối ngươi dưỡng dục, không có ân đức sao? Phụ thân ta không có chết ở trên tay hắn, Diễm Đô tất cả mọi người nói, Lôi Tôn phủ xuống chàng là báo ứng, ta có thể nói cái gì? Ta cũng đi làm ruồng bỏ chính mình ác đồ sao? Ngươi tốt nhất đừng có lại nhìn trộm trí nhớ của ta hiện tại còn sống đã không có ý nghĩa, ngươi liền để ta cái xác không hồn, ta xong xuôi sự tình, đáng chết liền sẽ chết, ngươi quản ta nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi không chết được, ta và ngươi cả đời trói chặt, có ta ở đây, ngươi liền có thể quật khởi, hợp thành thần cũng chỉ là bước đầu tiên. Thanh âm kia táo bạo nói, há, xin lỗi ngươi tìm nhầm người, ta không có ngươi muốn dã tâm. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Ta sống trăm vạn năm, ngươi tu ý chí của ta, cho ta một phần ngàn vạn, đều đầy đủ ngươi phá sinh tử kiếp. Muốn không phải ngươi tầng thứ quá thấp, căn bản không dùng, chạm tinh cổ lộ, phồn tinh thiên ý làm qua độ. Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi một ngày nào đó, sẽ trở thành chúng sinh ngưỡng vọng tà ma. Ngươi phải cảm tạ ta. Thanh âm kia cuống cuồng nói. Cảm tạ ngươi giết ta thích nhất hai cái thân nhân, sau đó thay vào đó, để cho ta làm khôi lỗi của ngươi sao? Ta hiện tại muốn giết nhất cũng là ngươi. Ta mỗi lần cùng ngươi cộng sinh tu luyện đều là ác mộng, đều là đối lưng của bọn nó phản. Nàng phẫn nộ mà thống khổ. Ta cho ngươi tạo hóa, ngươi muốn giết ta. Hai cái phế vật cộng sinh thú ngươi cũng hiếm có. Chúng ta bây giờ là cộng sinh quan hệ, như thế nào gọi là khôi lỗ? Thanh âm kia nói. Vậy ngươi thì im miệng, làm cộng sinh thú, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi phải có mạnh như vậy, hiện tại cần gì cùng ta cộng sinh tu luyện a? Lâm Tiêu Tiêu nói nước mắt bừng lên. Rời đi Diễm Đô, nàng coi là có thể cùng bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, có thể vận mệnh để cho nàng cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh mất đi Kim Vũ thống khổ. Nàng rốt cuộc để ý giải Lý Thiên Mệnh phẫn nộ cùng cừu hận. Ngươi, Phu U, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ hết tất cả nỗ lực, tiến Thiên Nguyên Tông, vì ngươi cầm tới, con mắt của ngươi, nhưng là còn lại tất cả mọi chuyện, ngươi không cần quản. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi phản ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có gì truy cầu, ta không sợ làm rác rưởi, ta không quan tâm cái gì thái cổ tà ma, ngươi giết không được ta, thì đừng ép ta. Ngươi tội đáng chết vạn lần, xú nha đầu. Đúng vậy à, thì sao đâu? Sau hai canh giờ, Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, đi ra xem xét, Lý Thiên Mệnh còn ở bên ngoài. Ngươi làm sao không đi? Ta định ở cái này, Lý Thiên Mệnh nói. Bất kể nói thế nào, hắn đều phải nhìn kỹ nha đầu này, để phòng sự cố. Dù sao đều là hàng xóm, chạy không được. Ta muốn đi trạm tinh cổ lộ tu hành, người đi không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đi. Nhân Nguyên Tông rất lớn. Lấy tốc độ của bọn hắn, ngự không phi hành đến trạm tinh cổ lộ lối vào, đều cần nửa canh giờ. Cái kia cửa vào ở vào Thái Cổ Thần Tông vùng biển. Trên đường. Dưới chân sóng biển cuồn cuộn, gió nhẹ quất vào mặt. Ngươi còn muốn sát nhân đoạt bảo sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Còn đang suy nghĩ bên trong. Lý Thiên Mệnh nói.
Nói thật, người đoạt không được, giết liền không có. Vậy ta hỏi ngươi, muốn báo thù sao? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy con mắt của nàng hỏi. Cái gì thù? Lôi Tôn Phủ thù. Ta hiện tại là cái Tiêu Diêu người, đừng tìm ta nói Lôi Tôn Phủ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai biết ngươi nói là nói thật nói dối, ẩn nhẫn ẩn núp muốn báo thù người, đều là ngươi nói như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Hoài nghi liền giết ta, để cho ta giải thoát. Nàng nói. Giải thoát, Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu hai chữ này. Hắn không tín nhiệm Lâm Tiêu Tiêu. Hắn lần này cùng với nàng đi ra, một mặt là phán đoán một chút uy hiếp của nàng, một phương diện khác, hắn nhìn Tam Nguyên Đạo Điển, đã sớm đối Trạm Tinh Cổ Lộ, vô cùng hướng tới. Tam Nguyên Đạo Điển cũng liền giới thiệu một thứ đại khái, cụ thể như thế nào, còn cần hắn tự thể nghiệm. Tiêu Tiêu, người đến Thái Cổ Thần Tông thời gian không dài. Lý Thiên Mệnh hỏi. So ngươi sớm chừng 2 tháng. Trạm Tinh Cổ Lộ đi qua mấy lần? Mỗi ngày đều đi. Cho sư đệ giới thiệu một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lấy cái này, sư đệ. Ngươi vừa mới cũng không phải cái dạng này. Ta không quá ưa thích nghiêm túc không khí, trò chuyện vẫn là dễ dàng một chút tốt, bất quá, muốn để ta phát hiện, ngươi có cái gì quỷ tâm tư, ta cười cũng sẽ làm thịt ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. À, nàng mắt nhìn phía trước, hồi đáp, Trạm Tinh Cổ Lộ, là Thái Cổ Thần Tông đệ tử cường đại căn bản. Là cái này tông môn trọng yếu nhất, tài nguyên tu luyện. Loại này tư nguyên, cùng thánh tinh, công pháp, chiến quyết khác biệt, đây là chuyển không đi đồ vật. Nghe nói, Trạm Tinh Cổ Lộ là Thái Cổ Thần vực đệ nhất thượng thần, tại, vực ngoại tinh không, lấy được thần vật, trong đó bộ tự thành một cái thế giới kia bố cục là một con đường, một đi thẳng về phía trước, vĩnh viễn không có tận cùng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói tiếp, đừng ngừng. Lý Thiên Mệnh nói. Trạm Tinh Cổ Lộ tác dụng lớn nhất, cũng là sắp chết tại, sinh tử kiếp, tu luyện giả, bao quát ngự thú sư cùng cộng sinh thú thiên ý, chuyển hóa làm Trạm Tinh Cổ Lộ phồn tinh thiên ý, tựa như là tinh thần một dạng, treo ở trên trời, vẫn lạc tại cổ lộ trên, để hậu bối đệ tử có thể tại phồn tinh thiên ý trợ giúp dưới, lĩnh hội chính mình thiên ý, gia tốc thiên ý trưởng thành. Vận khí tốt người, có thể trực tiếp đạt được, thích hợp bản thân phồn tinh thiên ý, tận mắt quan sát tiền bối tu hành quá trình cùng thành quả. Trạm Tinh Cổ Lộ đã tồn tại 200.000 năm, cái này 2-100.000 năm qua, vô số chết tại, sinh tử kiếp, tiền bối, bọn họ thiên ý cùng kinh nghiệm tu luyện, tại Trạm Tinh Cổ Lộ phía trên, thành tựu sáng chói đầy sao. Truyền thừa kéo dài, là Thái Cổ Thần Tông cường thịnh căn bản cam đoan, cũng là nơi này cùng chúng ta chỗ đó, căn bản nhất khác nhau. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi xem qua cái kia phồn tinh thiên ý sao, như thế nào? Rất kỳ diệu, cái kia tinh thần rơi xuống. Thả trong tay, có thể nhìn đến một cái nào đó tiền bối theo trời ý hình thành, đến chết tại, sinh tử kiếp, đến chỉnh cái quá trình tu luyện, lấy cái kia thị giác nhìn, vạn nhất là thích hợp bản thân thiên ý, hiệu dụng sẽ rất lớn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe nàng nói như vậy, Lý Thiên Mệnh đều có chút không kịp chờ đợi, muốn đi cái này Trạm Tinh Cổ Lộ nhìn một chút. Chết tại, sinh tử kiếp, đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không hiểu rõ sinh tử kiếp cảnh sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Sinh tử kiếp cảnh, là con đường thành thần, hết thảy thập nhị trọng, siêu việt 12 lần sinh tử, kinh lịch 12 lần kiếp nạn, mới có thể leo lên thần vị. Cụ thể như thế nào? Thập nhị trọng sinh tử kiếp, mỗi một tầng đều có 2 bộ phận, nhất trọng sinh kiếp, nhất trọng tử kiếp. Sinh kiếp lúc, huyết nhục sinh cơ tràn đầy, kéo dài tuổi thọ, một khi tử kiếp buông xuống, nhục thân liền sẽ gấp 10 lần già yếu, chuyển hóa làm lực lượng. Liền xem như người trẻ tuổi bước vào tử kiếp. Đều sẽ nhanh chóng suy kiệt, nếu như tại thân tử đạo tiêu trước đó, không có thể đột phá đến tầng thứ 2 sinh kiếp, vậy liền mất mạng. Lâm Tiêu Tiêu đối cái này sinh tử kiếp cảnh giới, có chút kính sợ, nàng không sợ chết, nhưng là cũng cảm thấy, sinh tử kiếp cảnh, là một đầu không có cách nào quay đầu không đường về. Ý tứ chính là, sinh tử kiếp cảnh, phải không ngừng tiến sinh kiếp, nhập tử kiếp, lại tiến sinh kiếp. Một khi kẹt tại tử kiếp bên trong, không đột phá nổi sinh kiếp. Thì gấp 10 lần già yếu mà chết. Lý Thiên Mệnh rung động hỏi. Hắn vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cũng là tiếp tục gấp 10 lần già yếu, cái này muốn là đem cái chết kiếp gấp 10 lần đến thêm tiến đến, đây là gấp 20 lần, vẫn là gấp 100 lần. Suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ nổi da gà. Đúng vậy, thập nhị trọng sinh tử kiếp, mỗi lần theo sinh kiếp đi vào tử kiếp, cùng theo tử kiếp trở lại sinh kiếp, đều là một lần lực lượng bạo tăng,
cho nên thập nhị trọng sinh tử kiếp, nhưng thật ra là 24 cảnh giới. 24 cảnh giới bên trong, yếu nhất là đệ nhất trọng sinh kiếp, mạnh nhất là thập nhị trọng tử kiếp, một khi theo thập nhị trọng tử kiếp bên trong chịu nổi, cái kia chính là nghịch thiên thành thần. Lâm Tiêu Tiêu nói, vậy ta dừng ở nhất trọng sinh kiếp, không đột phá đến nhất trọng tử kiếp, không được sao? Lý Thiên Mệnh nói, cái này vừa vào tử kiếp, mặc dù sẽ mạnh lên, nhưng gấp 10 lần giả yếu, ai có thể chịu nổi a? Ngươi làm sao không ở lại cổ chi thánh cảnh đâu, còn có thể sống 500 năm đây, ai không muốn mạnh lên, ai không muốn độ kiếp 12 lần thành thần. Vạn nhất có thể vượt qua một đạo tử kiếp, đi vào sinh kiếp, hao tổn thọ nguyên toàn bộ trở về, còn có thể mạnh lên, người nào không muốn đây này. Cho nên, thường xuyên có thể phát hiện, ở vào sinh kiếp cường giả, đều sẽ rất nhẹ nhàng, một khi tiến vào tử kiếp, từng cái so với ai khác đều gấp. Lâm Tiêu Tiêu nói, cái này vẫn luôn tại thời khắc sinh tử thay phiên, một hồi gia tăng thọ nguyên, một hồi nhục thân giả yếu, rất kích thích a. Lý Thiên Mệnh im lặng nói, bằng không Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, chỉ từng sinh ra 10 cái thần đâu. Thành thần, vốn là nghịch thiên chi lộ, muốn siêu việt hết thảy, liền phải siêu thoát sinh tử 12 lần. Tam nguyên đạo điển phía trên, không có sinh tử kiếp cảnh ghi chép. Lý Thiên Mệnh còn phải cảm tạ Lâm Tiêu Tiêu, để hắn sớm làm xong, sinh tử kiếp cảnh, chuẩn bị tâm lý. Tiêu Tiêu, có phải như vậy hay không? Nói thí dụ như một người, 20 tuổi bước vào sinh tử kiếp cảnh, theo sinh kiếp nhập tử kiếp, hắn vốn là có 500 năm thọ nguyên, nhưng là nhập tử kiếp về sau, chỉ còn lại 50 năm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sai, tính cả tu hành giờ cao điểm, kỳ thật chỉ có 2-30 năm, không phá đến, tầng thứ 2 sinh kiếp, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nhưng muốn là thành công, 500 năm còn có thể trở về. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thật kích thích, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nếu là 100 tuổi, lại bước vào sinh tử kiếp cảnh, cái kia chẳng phải không có hy vọng. Rất nhiều người chọn kẻ tại sinh kiếp, không lại tu luyện, không tiến tử kiếp. Thì ra là thế, đúng, lại nói những ngày kia Nguyên Tông ra hỏa, là tu luyện thế nào? 20 tuổi tiến sinh tử kiếp cảnh, bọn họ theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện a. Lý Thiên Mệnh hỏi cái rất khó hiểu vấn đề. Hiên Viên Vũ Hành, mang cho hắn rất lớn hoang mang. Không phải như vậy, sinh tử kiếp cảnh người, thân thể sẽ có một ít biến hóa, ảnh hưởng đến sinh đẻ cùng truyền thừa. Nếu như phụ mẫu đều tại sinh tử kiếp cảnh, muốn sinh con so sánh khó khăn, mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng một khi sinh ra, tiểu hài tử tiên thiên tố chất sẽ phi thường cao, một sinh ra thì có địa thánh cảnh thể chất, bọn họ chỉ cần tại 3 tuổi bắt đầu ngưng tụ thiên ý, trước tiến hành thiên ý tu luyện, một khi hoàn thành thiên ý 9 tầng, liền có thể trực tiếp triển khai thánh chi cảnh giới tu luyện chi lộ. Lâm Tiêu Tiêu nói, ta dựa vào, cái này đều được, cái này không phải liền là tương đương nói. Chúng ta tu luyện theo thú mạch cảnh bắt đầu, bọn họ theo thiên ý cảnh bắt đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Mà lại bọn họ cái này thiên ý cảnh, chỉ tu thiên ý, không dùng linh nguyên. Không có linh nguyên, bọn họ trời sinh thánh cung, một khi thiên ý 9 tầng hoàn thành, trực tiếp tu luyện mệnh tuyền. Châu Phê. Đây là huyết mạch lực lượng, bằng không, sinh tử kiếp cảnh tuy nhiên sinh tử một đường, có thể làm bước vào này cảnh giới, tu luyện giả vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cường giả luôn luôn dễ dàng đạt được tôn nghiêm, Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Tạo thành 9 đại thần vực viễn siêu cổ chi thần quốc căn bản, không chỉ là thiên phú, tư nguyên, càng quan trọng hơn là truyền thừa. Trạm tinh cổ lộ, truyền thừa thiên ý. Huyết mạch sinh sôi, truyền thừa nhục thể. Xuất sinh thì có thánh thể, cái này hắn mèo vẫn còn so sánh cái rắm. Nói như vậy, cái kia Thiên Nguyên Tông, đều là 20-30 tuổi. Tu thành sinh tử kiếp cảnh thiên tài. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá loại thứ này đại lục đứng đầu nhất, số lượng sẽ không quá nhiều, thiên nguyên đệ tử giống như thì 500 cái hai bên. Lâm Tiêu Tiêu nói. 500 cái, Lý Thiên Mệnh lúc này mới dễ chịu một số, chỉ ít, hắn thấy được trở thành thần tông mạnh nhất đệ tử, hy vọng. Hiện ở đây, Khương Phi Linh muốn là thu hắn làm đồ, đều khuyết thiếu sức thuyết phục. Địa nguyên đệ tử mấy người. Địa nguyên đệ tử tại cổ chi thánh cảnh tầng thứ 6 trở lên, ước chừng 5 vạn người đi. Nhân nguyên đệ tử đâu? 500 ngàn người. Cái này 500 ngàn người, tại thái cổ thần vực xa xôi khu vực, đều xem như thiên tài. Lấy Lý Thiên Mệnh cảnh giới bây giờ, ngoại trừ địa nguyên tông, thiên nguyên tông, tại người trẻ tuổi bên trong, vẫn là đầy đủ lẫn vào.
ổn định khác lãng, làm ra làm chơi ra chơi. Hiện tại tình thế rất tốt. Lấy hắn tư bản, lại đụng vào thái cổ thần tông tư nguyên trồng chất, sớm muộn kinh thiên quật khởi. Trong lúc nói chuyện, trạm tinh cổ lộ nhanh đến. Lâm Tiêu Tiêu chợt dừng bước. Làm cái gì? Ta không muốn cùng người tranh chấp, cho nên khắp nơi thụ khi dễ, bị người xem thường, người khẳng định muốn cùng ta đi một đạo sao? Nàng hỏi. Không quan trọng, ta mới đến, còn không người mang mang, ngươi, được thông qua dùng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi hôm nay động cái kia, Long Vũ Minh, người, thần tông đệ tử tranh đấu kịch liệt, bọn họ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sẽ phế bỏ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi cảm thấy ta sợ sao? Vậy thì liền tùy tiện ngươi. Lại nói Long Vũ Minh, là cái thứ gì? Nhân Nguyên Tông, đệ tử liên minh, nói trắng ra là cũng là đệ tử kéo bè kết phái thế lực, thần tông rất cổ vũ loại này, hiện tại Nhân Nguyên Tông, cũng là đệ tử bang phái đem khống. Long Vũ Minh hạch tâm là thần tông lớn nhất thị tộc, Thái Cổ Hiên Viên Thị, đây là từng sinh ra hai vị thượng thần thị tộc. Lâm Tiêu Tiêu nói, có thể xưng vương xưng bá. Lý Thiên Mệnh hỏi, có Thái Cổ Hiên Viên Thị chỗ dựa, bọn họ có thể lên làm đệ tử liên minh minh chủ, cũng là Nhân Nguyên Tông vương. Tông chủ mặc kệ a, treo cái tên mà thôi, Nhân Nguyên Tông cũng là ngoại tông, cho phép chém giết tranh đấu địa phương, hạch tâm tại Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông. Thú vị, tương đương với tốt xấu lẫn lộn, tranh đấu chém giết, cường giả cá chép vượt long môn. Lý Thiên Mệnh nói, còn có cái gì cường đại minh hội? Thanh Hà hội, Kiếm Vương Minh chờ, Kiếm Vương Minh từ, Thái Ất kiếm tộc, con cháu đem khống. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, cũng là Thái Ất kiếm tộc. Mỗi ngày kéo bè kết phái, đây là muốn tác chiến a? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đánh, minh hội chiến, muốn bắt đầu, cho nên bọn họ mới đến chỗ kéo người, đi vào cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta tiếp cận, cái này tông môn kích thích. Thí dụ như Đông Hoàng Tông cùng Thập Phương Đạo Cung, trên cơ bản không cho phép sinh tử xung đột, nơi này ngược lại tốt, trực tiếp cho lên minh hội chiến. Dạng này như là chiến trường giống như tông môn, lo gì cường giả quật khởi. Minh hội chiến nếu có thể thắng, xếp hàng thứ nhất, tông môn cho khen thưởng rất nhiều, cơ bản nhất cũng là trạm tinh cổ lộ thời gian tu luyện, còn có còn lại tư nguyên tranh đoạt. Nếu là có thể tiến đệ tử minh hội cao tầng, khen thưởng phong phú hơn. Minh chủ thì càng không cần phải nói. Lâm Tiêu Tiêu híp mắt, tựa hồ nói đến một kiện cảm thấy hứng thú sự tình. Ồ, xếp hàng thứ nhất minh chủ, khen thưởng là cái gì? Thiên Nguyên Đỉnh tiến vào tư cách, Lâm Tiêu Tiêu nói. Thiên Nguyên Đỉnh, Lý Thiên Mệnh trong mắt hơi híp, Tam Nguyên Đạo Điển phía trên, không có liên quan tới Thiên Nguyên Đỉnh giới thiệu. Đúng thế. Nơi đó có cái gì? Nắm giữ kiếp văn, linh tai, hội tụ thành hải dương, cái gì loại hình đều có, là thần tông đệ tử, luyện thể thánh địa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Nắm giữ kiếp văn linh tai. Có thể hay không, tìm tới để tiểu tứ ấp trứng cái chủng loại kia. Mặt khác, luyện thể thánh địa, đây ý là cùng kiếm khí chỉ, như thế. Hắn không có hỏi nhiều, có điều hắn cảm thấy, chính mình được thật tốt dò nghe, liên quan tới minh hội chiến sự tình. Trạm tinh cổ lộ lối vào. Nơi này là một tòa màu xanh thẳm cung điện, phía trước cửa vào, là một cái tinh hải giống như vòng xoáy. Sáng chói, ánh sáng. Nhân Nguyên đệ tử Lý Thiên Mệnh, trạm tinh cổ lộ thời gian dài, mỗi ngày nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ không ra, hủy bỏ trạm tinh cổ lộ tư cách một tháng. Lý Thiên Mệnh nộp đệ tử lệnh bài, cao tọa phía trên sư huynh không sao cả nhìn hắn, tiện tay ghi chép một ít thời gian. Đương nhiên, đây không phải Kiếm Vô Ý cho cái lệnh bài kia. Ta có biện pháp nào, có thể gia tăng trạm tinh cổ lộ thời gian tu luyện? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại đệ tử minh hội đảm nhiệm tầng quản lý, hoặc là săn giết hung thú, xuất ngoại chấp hành tông môn nhiệm vụ chờ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Làm tầng quản lý liền có thể thêm thời gian, mục nát a. Tầng quản lý, cần dựa vào thực lực đánh lên đi. Thật hiện thực. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, chút chuyện nhỏ này, còn là mình làm đi. Lâm Tiêu Tiêu ở phía trước bước vào cái kia tinh hải vòng xoáy, Lý Thiên Mệnh cùng đi theo tiến trong đó. Ầm ầm, tinh không biến hóa, quang mang lập lòe. Lý Thiên Mệnh phát hiện, chính mình đứng trong tinh không, dưới chân một đầu bảy màu con đường, thông hướng vĩnh viễn không có điểm dừng phía trước. Ngẩng đầu nhìn, đầy sao dày đặc. Nghe nói, mỗi một cái ngôi sao, đều là trong mấy trăm ngàn năm nay,
Thái Cổ Thần Tông chết tại, sinh tử kiếp tiền bối thiên ý ngưng kết. Đây chính là phồn tinh thiên ý. Làm Lý Thiên Mệnh bước vào trạm tinh cổ lộ giờ khắc này, bỗng nhiên, tròm sao rung động. Bởi vì, bọn chúng đế hoàng, đến. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, mắt thấy trên trời tròm sao chấn động, cùng trong thức hải của chính mình đế hoàng thiên ý, tạo thành hô ứng cùng liên lụy. Loại cảm giác này, có một loại chúng sinh triều bái ý tứ. Tiêu Tiêu, những thứ này tiền bối phồn tinh thiên ý, đều là như vậy nghênh đón tân nhân sao? Cái này cũng quá nhiệt tình, Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không phải là, Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói, kỳ thật nàng ánh mắt chấn động một cái, lấp lóe một tia vẻ bất đắc dĩ. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái này quần tinh rung động, giống như là, những thứ này Thái Cổ Thần Tông tiền bối đều còn sống, cùng một chỗ nhìn lấy chính mình. Ta không biết, chưa bao giờ qua cùng loại động tĩnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh liền không hỏi thêm nữa. Phồn tinh thiên ý sẽ tự mình rơi xuống. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trên đỉnh đầu cái kia rung động tròm sao, một phần nhỏ bỗng nhiên vẫn lạc, ước chừng có trên trăm cái, hướng về Lý Thiên Mệnh phương hướng này, tụ đến. Trong thức hải, Đông Hoàng Kiếm, như là quân lâm thiên hạ, hấp dẫn lấy tròm sao đến. Lâm Tiêu Tiêu tận mắt thấy cái này trên trăm phồn tinh thiên ý, đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, nàng ngẩn ngơ, nói, người bình thường tiến đến, trong vòng nửa canh giờ, có thể tại lối vào dẫn tới một hạt phồn tinh thiên ý, liền đã không tệ. Lý Thiên Mệnh tạo thành rầm rộ, không chỉ là nàng nhìn thấy, đằng sau người tiến vào Nguyên Tông đệ tử, đều thấy rất rõ ràng. Đó là ai? Không biết. Đây là cái gì tình huống? Đầy sao vây quanh, tổ tiên ban ơn. Vừa mới tiến đến thì có trên trăm đầy sao tụ đến, trước kia cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này. Bất quá, hắn lĩnh hội qua được tới sao? Đối với người bình thường tới nói, phồn tinh thiên ý nhiều cũng vô dụng, trong thời gian ngắn, có thể tìm hiểu, quan sát một vị tiền bối thiên ý con đường, liền đã rất tốt. Ngay cả như vậy, vẫn là có không ít người, vây quanh tại Lý Thiên Mệnh bên người, nghe ngóng thân phận của hắn. Mấy trăm người tiến đến, vậy mà không một người biết hắn, tất cả mọi người so sánh ngạc nhiên. Ngược lại là có người nhận biết Lâm Tiêu Tiêu, nhìn ra nàng và Lý Thiên Mệnh đi được gần, liền tới hỏi vài câu. Hắn gọi Lý Thiên Mệnh. Vừa tới Thái Cổ Thần Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vừa tới, tân nhân. Đúng. Mới người, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Có người nói. Cái này lại không là chính hắn nguyện ý. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh đã đắm chìm trong thiên ý lĩnh ngộ bên trong. Những người khác thời gian đều rất quý giá. Phổ thông đệ tử trên cơ bản thì nửa canh giờ. Sau đó cái mới bắt đầu đi lên phía trước, chờ đợi tinh thần vẫn lạc. Đầu này chạm tinh cổ lộ phía trên. Càng là đi lên phía trước tinh thần ẩn chứa phồn tinh thiên ý, tầng thứ thì càng cao, nói rõ cái này một vị tiền bối, trước khi chết tu vi càng mạnh. Trạm tinh cổ lộ hết thảy ba cái cửa vào, còn có hai cái tại Địa Nguyên Tông cùng Thiên Nguyên Tông, đều tại trạm tinh cổ lộ phía trước. Địa Nguyên đệ tử cùng Thiên Nguyên đệ tử thừa nhận phồn tinh thiên ý, tự nhiên càng tốt hơn. Nghe nói, còn có phồn tinh trì các loại chỗ đặc thù. Lý Thiên Mệnh theo bên người vây quanh phồn tinh thiên ý bên trong, tuyển bên trong một cái. Những ngôi sao này chọn chúng hắn, người khác cũng đoạt không đi. Hắn đi đến trong khắp ngõ ngách, tận lực không chặn nhân đạo đường, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Trên tay một khỏa ngôi sao, ở trước mắt tản ra mông lung quang hoa, Lý Thiên Mệnh ánh mắt cùng tinh thần, cấp tốc lâm vào trong đó. Làm cái kia một khỏa ngôi sao dán tại trên trán thời điểm, Lý Thiên Mệnh trước mắt. Có thật nhiều hình ảnh không ngừng lấp lóe, bên tai xuất hiện rất nhiều thanh âm. Hắn tựa như là, đang nhìn một người tu luyện cố sự. Kiếm phong xích, tu hành, phong đao thiên ý. Gió lực lượng, là thiên địa hung hãn nhất đao. Phồn tinh thiên ý, đem cái này gọi là kiếm phong xích người, theo sau khi sinh bắt đầu ngưng tụ thiên ý, mãi cho đến sinh tử kiếp cảnh thiên ý quá trình, phân tích bày ra. Hắn đối với cái này thiên ý mỗi từng giờ từng phút cảm ngộ. Hắn lĩnh ngộ quá trình, đều có thể thấy rất rõ ràng. Thần kỳ, hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Chính là bởi vì trạm tinh cổ lộ thần kỳ, còn có tiền bối truyền thừa vĩ đại, mới khiến cho Thái Cổ Thần Tông nhiều đời thiên tài quật khởi. Mặc kệ cái này tiền bối phương thức tu luyện, phải chăng thích hợp bản thân, quan sát người khác tu luyện cảm ngộ con đường, đều sẽ có thu hoạch. Tiêu Tiêu nói, vạn nhất nếu là gặp phải, cùng mình tu luyện cùng một loại thiên ý tiền bối. Vậy thì tương đương với tiền nhân chỉ đường, hiệu dụng lớn nhất.
Lý Thiên Mệnh tu luyện đế hoàng thiên ý, hắn không nghe người ta tu luyện qua, muốn đến cái này trạm tinh cổ lộ, không có cùng hắn giống nhau tu luyện giả. Nhưng là, làm hắn đế hoàng thiên ý, cùng phồn tinh thiên ý thời điểm đụng chạm, hắn bỗng nhiên ý thức được một chút. Phồn tinh thiên ý, chỉ cũng là chúng sinh như đầy sao một dạng đông đảo thiên ý. Ta vừa lúc tiến vào, chòm sao chiều bái, chẳng lẽ nói, cái này phồn tinh thiên ý, cũng là chúng sinh thiên ý một bộ phận, mà chúng sinh thiên ý, có thể nắm nâng ta đế hoàng thiên ý, thậm chí, hình thành đế hoàng thiên ý một bộ phận. Hải nạp bách xuyên, đế hoàng thiên ý, chính là cái này biển. Điều này nói rõ, mỗi một loại phồn tinh thiên ý, đều đối ta hữu dụng. Ta không cần đi lựa chọn, có cái gì, ta thì nhìn cái gì. Có cái này giác ngộ về sau, trong lòng của hắn không nóng không vội, kiên nhẫn quan sát kiếm phong xích quá trình tu luyện. Hắn nhìn lấy kiếm phong xích, theo bi bô tập nói, đến thành vì sinh tử kiếp cảnh cường giả. Thiên ý trưởng thành, không có cuộc sống của hắn lịch luyện, nhưng là trong tấm hình có một ít ngộ hiểu thời khắc, hắn tâm tình biến hóa, thông qua phồn tinh thiên ý, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được. Thiên đạo thiên ý, hạo hãn vô biên, mỗi người đều thiên đạo lĩnh ngộ, đều đáng giá khâm phục. Xem hết kiếm phong xích thiên ý con đường, Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái. Muốn đứng tại chúng sinh phía trên, nhất định phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, khiêm tốn tiếp nhận. Cổ chi thần quốc một đoạn kinh lịch, để Lý Thiên Mệnh càng biết suy nghĩ, quan hệ giữa người và người. Tôn trọng chúng sinh, coi trọng người khác, cường giả chân chính, theo chúng sinh ở giữa sinh ra. Một cái phồn tinh thiên ý, trợ giúp có lẽ có hạn, nhưng là ngàn vạn đâu. Không biết người khác, lĩnh hội quan sát tốc độ như thế nào. Lý Thiên Mệnh phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Hắn xem hết kiếm phong xích cả đời tu luyện, thời gian dường như đi qua rất ngắn, ước chừng thì 60 hơi thở thời gian. Hắn cùng phồn tinh thiên ý ở giữa, tựa hồ có thể đạt tới một loại dung hội hiệu quả, mà không phải cùng người khác một dạng, vẻn vẹn chỉ là quan sát. Nhưng hắn buông ra kiếm phong xích phồn tinh thiên ý về sau, hắn phát hiện, một ngôi sao này, lặng lẽ hóa thành bọt nước, biến mất tại trước mắt của hắn, dường như tất cả hàm ý, đều đến trên người hắn. Điều này tựa hồ có chút đáng tiếc. Bất quá, trạm tinh cổ lộ tồn tại đến nay, hội tụ quá nhiều tiền bối thiên ý, hiện tại bầu trời lít nha lít nhít, thiếu 100.000 cái cũng nhìn không ra. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, những người khác sau khi xem xong, cái kia phồn tinh thiên ý, sẽ còn trở lại tinh không phía trên. Nói cách khác, ta tương đương với dung hội hấp thu, mới có nhanh như vậy quan sát tốc độ. Hắn có thể cảm nhận được thiên ý trưởng thành. Tuy nhiên không bằng chân chính chúng sinh thiên ý cuốn tới thời điểm, bạo tăng nhanh như vậy, nhưng so với Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, kỳ thật phải nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, lẫn nhau không xung đột, lẫn nhau bổ khuyết chống không. Tiếp tục, hắn lười nhác quản quá nhiều, bên người còn có trên trăm phồn tinh thiên ý, hắn lấy tốc độ khủng khiếp quan sát, dung hội hấp thu. Trong lúc bất chi bất giác, bên người phồn tinh thiên ý đã không có. Hắn nửa canh giờ thời gian, cũng đến. Lý Thiên Mệnh không thể không, theo trạm tinh cổ lộ bên trong đi ra. Thời gian quá ngắn, ta còn có tiến bộ không gian. Không được, ta phải tăng ra trạm tinh cổ lộ thời gian tu luyện. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Khương Phi Linh. Vẫn là trước đừng có dùng Linh Nhi, lại vững vàng một đoạn thời gian nhìn. Dù sao muốn tham gia Minh hội chiến, đi tranh thủ thiên nguyên đỉnh tiến vào tư cách, ta vẫn là đi đệ tử Minh hội làm tầng quản lý đi. Nghe nói Minh hội chiến xếp hàng thứ nhất minh chủ, có thể đi vào Thiên Nguyên đỉnh. Một phương diện, Thiên Nguyên đỉnh trấn áp thái cổ tà ma chi nhãn, một phương diện khác, chỗ đó nắm giữ kiếp văn linh tai. Vì cái này hai đại lý do, Lý Thiên Mệnh đều phải tranh thủ một chút. Những thứ này thuận lý thành chương có thể làm được sự tình, Lý Thiên Mệnh không định để Khương Phi Linh dùng tôn thần thân phận làm. Hắn muốn chờ đợi xem, hiện tại những chuyện nhỏ nhặt này đều bị nàng xuất mã. Khẳng định không thích hợp, cần phải lưu cho đại sự. Tuy nhiên chỉ có nửa canh giờ, nhưng hiệu quả thật sự quá tốt rồi, sau khi trở về, còn cần thật tốt tiêu hóa. Theo trạm tinh cổ lộ trở về chỗ ở, hắn trên cơ bản tương đương tiến vào bế quan trạng thái. Như vậy lặp lại 5 ngày thời gian. Trạm tinh cổ lộ hiệu quả, tốt tới trình độ nào? Chỉ là cái này 5 ngày, dùng hội hơn 500 phồn tinh thiên ý, hắn đế hoàng thiên ý. Liền đã phát triển đến thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trình độ. Đến đón lấy chỉ cần muốn gia tăng thánh nguyên, tránh thức đột phá đến thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Vì bảo trì điệu thấp,
hắn chả chuyên môn đi đến vắng vẻ địa phương, nhưng, mỗi lần đều có trên trăm phồn tinh thiên ý vần quanh, nói thế nào đều sẽ làm người khác chú ý. Gần nhất đã có không ít, nhân nguyên đệ tử, đang đàm luận hắn. Nếu như ta tại trạm tinh cổ lộ thời gian, mỗi ngày có thể có 2 canh giờ là có thể, nhiều cũng vô dụng, dù sao ở bên kia dung hội phồn tinh thiên ý, trở về còn phải tốn thời gian chỉnh lý tiêu hóa. Thái cổ thần tông rồi rào linh khí, coi như không dùng đợi tại linh khí suối phun bên cạnh, hiệu quả đều rất đáng sợ. Ngày thứ 6, Lý Thiên Mệnh mặc kệ là thánh nguyên vẫn là thiên ý, đều chính thức bước vào thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Ta nếu là có thể tu thành cổ thánh, thì sẽ có được 500 năm thọ nguyên, tương đương với cho mình tăng lên 20-30 năm thời gian tu luyện, tạm thời là sẽ không chết tại vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất, cũng là cổ chi thánh cảnh. Khương Phi Linh địa vị bây giờ là hư, chỉ có cảnh giới thực lực, mới là căn bản. Còn kém mấy môn chiến quyết, nói thí dụ như, sinh tử kiếp cảnh chiến quyết. Cổ thánh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh tu luyện qua bất diệt kiếm thể cùng cửu thiên ngân hà quyết, đối nắm giữ 10 kiếp luân hồi chi thể thiên phú hắn tới nói, độ khó khăn không lớn. Hắn muốn tìm, sinh tử kiếp cảnh chiến quyết, thử một chút. Thái cổ thần tông chiến quyết, cần làm tông môn nhiệm vụ, tính gộp lại tông môn cống hiến. Thắng được điểm công lao, mới có thể đổi lấy, có chút lãng phí thời gian, nếu là có thể dùng tiền mua, thì phải nhanh rất nhiều. Ta nói thế nào cũng là, tôn thần, hôn phu, vì bảo hiểm, tại cái này nhân nguyên tông lăn lộn coi như xong, cũng không thể còn muốn đi vất vả làm tông môn nhiệm vụ a. Qua chút thời gian đi tìm Linh Nhi, nhìn nàng có hay không tiền riêng, có thể hay không hố một chút tới. Lý Thiên Mệnh là cái bây giờ người, hiện tại trạm tinh cổ lộ tạo hóa. Đủ để cho hắn lấy tốc độ khủng khiếp quật khởi, hắn định đem thời gian, thả ở trên đây. Đối hắn hiện tại tới nói, ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tông môn trấn áp thần vực hoắc loạn, xác thực bỏ gốc lấy ngọn. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, lúc này thời điểm. Nhân nguyên tông chủ kiếm vô ý, vậy mà xuất hiện tại hắn trong đình viện. Lý Thiên Mệnh, ta nghe nói người tại trạm tinh cổ lộ, rất được phồn tinh thiên ý ưu ái, mỗi lần đều có trên trăm đầy sao, hạ xuống tại bên cạnh ngươi. Kiếm vô ý hỏi. Đúng, tiền bối bảo vệ, thụ sủng nhược kinh a. Lý Thiên Mệnh nói. Người lĩnh hội qua được đến a. Nhai nhiều không nát biết không. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Kiếm vô ý nói. Minh bạch, tông chủ, ta lần sau chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thích ứng đến như thế nào? Kiếm vô ý hỏi. Còn có thể, thần tông đệ tử đều rất nhiệt tình. Nhiệt tình, kiếm vô ý cười cười, nói, thành đi. Vậy ngươi thêm nhiều lịch luyện. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác kiếm vô ý, bởi vì hắn biết, kiếm vô ý thuần túy là bởi vì tôn thần mới khách khí với chính mình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn, cần giữ vững bản phận. Tuyệt bất quá nhiều yêu cầu. Đúng, tông chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, tôn thần để cho ta cho mang ít đồ. Kiếm vô ý xuất ra một cái tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Hắn thân thủ tới bắt. Kiếm vô ý sắc mặt lạnh lẽo. Đa tạ tôn thần, đa tạ tông chủ, Lý Thiên Mệnh vội vàng kịp phản ứng, hắn vừa có chút lỗ máng, quên tôn ti. Người vận khí thật là tốt, kiếm vô ý hai tay cầm na tu di giới chỉ, tự mình giao cho Lý Thiên Mệnh trên tay, có thể thấy được hắn đối Khương Phi Linh tôn trọng. Cho hết đồ vật về sau, kiếm vô ý liền đi. Nhà đầu này, vừa tách ra 6 ngày, thì cho ta cái gì đâu. Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi hướng tu di giới chỉ xem xét, thì cái này nháy mắt, ánh mắt đều sắp bị chọc mù. Ta dựa vào. Bên trong là lít nha lít nhít thánh tinh. Cái này cần có bao nhiêu a? Cái này tu di giới chỉ nội bộ không gian nhất là to lớn, Lý Thiên Mệnh trong cảm giác thánh tinh, đều chồng chất thành một tòa núi lớn. Thánh tinh chỉ có chừng hạt gạo, một ngọn núi, cái kia là bao nhiêu tài phú. Hắn nhanh chóng rõ ràng đếm thời điểm. Phát hiện bên trong còn kẹp lấy một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh cầm lên xem xét, liền biết đây là Khương Phi Linh chữ viết, phía trên viết. Một ngày không thấy, như cách 3 thu, còn có 24 ngày mới có thể gặp mặt, thời gian thật là khó chờ. Nghĩ ngươi, nghĩ ngươi. Sợ ngươi khát lấy, bị đói, sợ người khi dễ ngươi, lại không dám nói lung tung, sợ lộ tẩy, sợ để Phương lão thái bà, hoài nghi, tốt đau đầu. Càng nghĩ... Trước lấy cho ngươi đi 1 tỷ thánh tinh đi, về sau mỗi tháng đều có, xem như ngươi ở rể bổng lộc, đây chính là ta theo tiền để dành của mình bên trong, đập ra đến cấp ngươi đây này. Lý Thiên Mệnh,
không cho phép cầm bản tôn thần cho tiền đi tán gái nha. Trong câu chữ, đều có thể thấy được nàng tưởng niệm, hờn dỗi, còn có uy hiếp. Mẹ của ta, thật ngọt. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất thưởng thức được, ăn bám hạnh phúc. Một tháng một tỷ, nơi nào còn có linh nhi loại này phú bà, ta không muốn cố gắng, nhanh, cho ta phương thức liên lạc. Huỳnh Hỏa hưng phấn chấp cánh. Gà đại ca, bản mèo cũng không muốn cố gắng, mang mang ta. Miêu Miêu ngáp nói. Người hắn mèo nỗ lực qua. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Đừng nói như vậy, chân mũi lớn nhỏ nỗ lực, vậy cũng gọi nỗ lực. Lý Thiên Mệnh không đếm, một tỷ thánh tinh, đếm tới năm nào tháng nào. Ấn từng tòa núi tính toán là được rồi. Hắn biết Khương Phi Linh vì sao lại có nhiều như vậy thánh tinh, nàng hiện tại đoán chừng vừa tới thánh chi cảnh giới, đối với nàng mà nói, lớn nhất ôn hòa linh quẳng cũng là thánh tinh, Phương Thanh Ly những người kia, khẳng định liều mạng hướng nàng cái kia đưa, ước gì tôn thần sớm một chút lại lên thần vị. Nhà đầu này thật không sợ nguy hiểm, còn hướng bên trong nhét tờ giấy. Xem ở ngươi sợ ta nghèo phân thượng, lần này thì không so đo. Lần trước là vội vàng mà khác, Lý Thiên Mệnh một tháng có thể gặp nàng một lần, các loại đã đến giờ liền có thể đi nhận lấy, còn rể bổng lộc thì không cần đến kiếm vô ý. Nói thật, một tỷ thánh tinh, thật rất nhiều, dù sao, ai muốn có nhiều như vậy thánh tinh, sớm liền sử dụng cao cấp hơn tiền tệ. Đặt ở chu tước quốc dân ở giữa, cái này tương đương với hơn ước tiền đồng, lấy ra đều dọa người. Nhân Nguyên Tông bên này, so sánh lưu thông tiền tệ vẫn là thánh tinh, vừa vặn thích hợp Lý Thiên Mệnh. Có tôn thần nàng dâu cũng là tốt, eo quấn vạn kim, đi bộ đều mang gió. Hắn tại sảng khoái sau khi, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng Khương Phi Linh. Trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả Linh Nhi, nàng muốn cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, còn muốn khắc chế tưởng niệm, nàng vốn là chỉ là tiểu cô nương A. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không có cách, trách nàng mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể nghĩ, chính ta nhiều tranh giành điểm khí, nhiều nỗ lực một chút được rồi, đừng cho nàng gây phiền toái, để cho nàng nhẹ nhõm một chút. Hắn hô một chút ba cái cộng sinh thú. Các huynh đệ, nàng dâu phát tiền, đi, ra ngoài tiêu phí. Phanh phanh phanh, có người gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu mở ra diễm trong mắt màu đỏ, nàng tại tu luyện, chính đến thời điểm then chốt, cho nên mà không phải rất muốn phản ứng. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nàng chỉ có thể ra đi mở cửa, môn vừa mới mở ra, một cái thô to màu nâu đầu rồng ra bên ngoài bây giờ, hưng phấn nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi cộng sinh thú chơi đùa. Ong ong, cái kia giọng quá lớn, chấn động đến Lâm Tiêu Tiêu tóc đều bay lên, để cho nàng trong gió lộn xộn. Nàng biết, đây là Lý Thiên Mệnh cái thứ ba cộng sinh thú. Không chơi, chúng ta tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu đóng cửa lại, một lần nữa nhập định. Phanh phanh phanh, lại là gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ, nàng lần nữa mở cửa. Lúc này thời điểm, bên ngoài xuất hiện một cái màu xanh lam đầu rồng, nó tế thanh tế khí nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, vừa mới thật xin lỗi, ta giọng quá lớn, lão đại của chúng ta phê bình ta. Cái này một tên tráng hán nắm bắt cuống họng, kẹp lấy bắp đùi nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu nghe sợ nổi da gà. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng hỏi. Ta muốn cùng ngươi cộng sinh thú tỷ tỷ chơi đùa, lão đại nói nó cũng là long, chúng ta có thể này nạo ý e ý é này nạo ý e ý é. Lam Hoàng hưng phấn nói. Ngươi, Lâm Tiêu Tiêu quay cuồng, đây không phải dở trò lưu manh sao? Cái gì là này nạo ý e ý é này nạo ý e ý é a? Lam Hoàng lệch ra cái đầu hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn lấy nó cái này dáng vẻ ngây thơ, nàng bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta không biết, hỏi Lý Thiên Mệnh đi. Lúc nói chuyện, nàng dẫn động cộng sinh không gian, đem bên trong cái kia màu đen cự thú ném đi ra. Lâm Tiêu Tiêu, cái kia màu đen cự thú rất là bất mãn, muốn về cộng sinh không gian. Tỷ tỷ, đi ra này a! Lam Hoàng duỗi ra một đôi long chảo, bắt lấy cái đuôi của nó, trực tiếp hướng mặt ngoài kéo. Người buông tay cho ta! Màu đen cự thú ánh mắt tinh hồng nói. A, nguyên lai người biết nói chuyện a, Lý Thiên Mệnh còn nói người IQ so ta còn thấp đâu. Lam Hoàng cười ha ha, toàn bộ đình viện kiến trúc đều đang run rẩy. Thiểu năng trí tuệ, màu đen cự thú ra sức rút ra cái đuôi, hung hãn nhìn lấy Lam Hoàng. Nó còn chưa lên tiếng, Lam Hoàng bỗng nhiên vọt lên, đâm vào trên người của nó, đem nó đỉnh bay lên. Tỷ tỷ, ta thích nhất chơi, đính ngưu, người khổ người lớn, mau tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Lam Hoàng hưng phấn nói.
Nó trước đó cùng hồn ma, thường xuyên tại tinh tướng phủ đệ đánh tới đánh tới. Giống. Màu đen cự thú bị đỉnh mộng, đập xuống đất rơi thất điên bát đảo, dưới sự phẫn nộ phát ra rít lên một tiếng. Ầm. Lam Hoàng lần nữa đánh tới, lần nữa đem nó đỉnh bay lên. Ha ha, tỷ tỷ thích ta đem ngươi đỉnh thật cao sao? Còn có thể càng cao nha. Ầm. Ầm. Trên vách tường, Huỳnh Hỏa ôm lấy hai cánh, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, tiện như vậy cười một tiếng. Thứ quỷ gì, để cho ta quy đệ xuất mã, sớm muộn để ngươi hiện ra nguyên hình. Đương nhiên, đây hết thảy, đều xuất từ nó bày mưu đặt kế. Ngoại trừ nó bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đứng chung một chỗ, hắn trên mặt nụ cười, nói, hai cái này tiểu khả ái thật là ngây thơ, hạnh phúc tốt thuần túy, chơi đến thật là náo nhiệt. Hâm mộ bọn họ. Náo nhiệt, Lâm Tiêu Tiêu nén cười đã nửa ngày. Nàng đột nhiên cảm giác được rất thoải mái, vậy đến tự vực ngoại tinh không ma vật, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú chơi đến mặt mũi mất hết, còn phải khống chế tâm tình của mình. Dù sao, nó xác thực hết Lam Hoang Cường. Cái này cộng sinh thú kêu cái gì a? Huyết hồn lôi ngục ma long, Lâm Tiêu Tiêu nói. Thì cái đồ chơi này cũng gọi long a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người cái kia con rùa đen, không phải cũng gọi long? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Người con mắt mù a? Người mới mù, còn dám mạnh miệng? Không dám, Lâm Tiêu Tiêu nhìn lấy hắn, hỏi, người có thể nhiều để người cái này cộng sinh thú, tìm đến nó chơi sao? Còn có thể chơi đến kích thích điểm? Có thể a, đều là bạn tốt, cần phải, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đại khái xác định. Lâm Tiêu Tiêu có thể theo Chu Tước Quốc chạy đến Thái Cổ Thần Tông, dựa vào là cũng là đầu này cộng sinh thú. Hắn hôm nay tới tìm Lâm Tiêu Tiêu, thuận tiện thăm dò một chút, tiếp đó, liền để Lam Hoang đem cái này, huyết hồn lôi ngục ma long, mỗi ngày bắt đi ra chơi. Hắn cũng không tin, cái này không làm rõ ràng được Lâm Tiêu Tiêu bí mật. Mà lại, hắn đã nhìn ra, Lâm Tiêu Tiêu cùng cái này cộng sinh thú quan hệ, có chút cổ quái. Hắn cảm nhận được một đạo nguy hiểm ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia, huyết hồn lôi ngục ma long, ngay tại hung ác nhìn mình chằm chằm. Ầm. Nó lại bị Lam Hoang đỉnh bay ra ngoài. Đỉnh thật cao, chơi vui. Huyết hồn lôi ngục ma long ngao ô một tiếng, triệt để hỏng mất. Tỷ tỷ, gà đại ca để ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm bạn gái của nó? Lam Hoang nghiêm túc hỏi. Mẹ nó, là bạn gái của ngươi, không phải ta. Huỳnh Hỏa mặt toát mồ hôi nói. A nha, tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý hay không, làm bạn gái của ta? Ngu xuẩn, ngươi đi chết. Không đáp ứng. Đỉnh thật cao. Để chúng nó ba cái tiểu ma đầu náo xong về sau, cái kia huyết hồn lôi ngục ma long, mới một mặt thất bại, khóc không ra nước mắt bỏ lại tới. Tiêu Tiêu, người biết, Cổ Phong đường phố, làm sao chạy sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Tam Nguyên Đạo Điển ghi chép, đây là nhân nguyên tông bên trong thương mậu chi địa, 500.000 nhân nguyên đệ tử, đem nơi đây chống đỡ đến vô cùng phồn hoa. Biết. Dẫn đường. Dựa vào cái gì? Ta là ngươi nha hoàn, Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Không nghe lời, một hồi ta cũng đem ngươi nâng thật cao. Có người dẫn đường, vậy cũng không cần mù lung lay. Những người này biên soạn cái gì Tam Nguyên Đạo Điển, cũng không thêm một cái trên bản đồ đi, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh hùng hùng hổ hổ nói. Kỳ thật, hắn tạm thời không quá nguyện ý, để Lâm Tiêu Tiêu rời đi ánh mắt của mình. Là địch hay bạn, nàng đến cùng có hay không để xuống lôi tôn phủ cửu hận. Lý Thiên Mệnh không cách nào xác định. Người này muốn là giết, vậy liền xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như nàng chỉ là muốn thật tốt còn sống, thì mặc danh kỳ diệu bị giết lầm, vậy liền khó chịu. Cổ Phong đường phố. Nơi này tên văn nhã, kỳ thật ầm ĩ mà hỗn loạn, bên đường cửa hàng trên cơ bản đều là nhân nguyên tông đệ tử mở. Nói trắng ra là, đây coi như là cái tự mình giao dịch chi địa, nhưng chỗ tốt là hàng đẹp giá rẻ, mà lại dễ dàng kiếm đến bảo bối. Các đại đệ tử liên minh thế lực, nắm trong tay nơi này. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu tướng mạo khí chất cũng không tệ, có thể thần tông khắp nơi đều là kỳ dị người, tăng thêm bọn họ danh tiếng quá kém, đi trên đường, thiên chi thánh cảnh cảnh giới, trên cơ bản không ai nhìn nhiều. Nhân nguyên tông quá lớn, mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đứng tại một gian chiếm diện tích bát ngát cửa hàng trước mặt. Lối vào cửa hàng treo một khối bảng hiệu Vĩnh Định Các. Tên cũng không tệ lắm. Trong này bán chiến quyết, Lý Thiên Mệnh nói. Bán? Người nào mở?
Thái Cổ Hiên Viên Thị người, trước mắt trưởng quản Vĩnh Định Các chính là Long Vũ Minh người. Lâm Tiêu Tiêu nói, Thái Cổ Hiên Viên Thị trải rộng toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, Nhân Nguyên Tông chỉ là một bộ phận. Người biết còn không ít a. Muốn ở chỗ này sinh tồn, cái gì đều phải biết. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi không phải đối chết cũng không đáng kể sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, không có trả lời. Đi vào đi. Vĩnh Định Các rất lớn, nơi này bán chiến quyết địa phương, vốn hẳn nên an tĩnh, có thể bên trong kỳ thật thẳng ồn ào. Vừa mới tiến đến, liền thấy có một đám thiếu niên nam nữ, tập hợp một chỗ đàm tiếu, bọn họ đàm luận Nhân Nguyên Tông bên trong phát sinh chuyện lý thú, nhắc lên người nào ra đại sử, liền phình bụng cười to, cực kỳ sung sướng. Bọn họ đều tại sau quầy, hẳn là bây giờ nhìn cửa hàng người. Trong phòng còn có không ít Nhân Nguyên đệ tử, đang chuyên tâm chọn lựa chiến quyết. Chọn tốt thanh toán là có thể, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó. Hắn tại nguyên một đám kệ hàng phía trên nhìn sang, phát hiện mỗi một vốn cẩn trọng thư tịch phía trên, đều đè ép một cái ngọc thạch, phía trên điêu khắc chiến quyết tên. Cái kia trên ngọc thạch có đặc thù tiểu hình thiên văn kết giới, thoạt nhìn là dùng làm phân biệt. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ Ngọc Thạch hỏi. Chiến quyết Ngọc Giản. Có làm được cái gì? Nắm giữ chiến quyết Ngọc Giản, mới có tư cách tu hành, sử dụng cái môn này Thái Cổ Thần Tông chiến quyết. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không hiểu. Cổ phong đường phố mua bán tất cả chiến quyết, đều đến tự Thái Cổ Thần Tông, tông môn đệ tử thông qua chấp hành các loại nhiệm vụ, vì tông môn cống hiến, đổi lấy suất chiến quyết. Có chút không cần, hoặc là có dư, bọn họ sẽ gửi ở cổ phong đường phố bán. Chiến quyết là có thể sao chép, một mình truyền thụ cho đồ vật, thần tông vì cấm đoán chiến quyết một mình sao chép, truyền thụ, quy định nắm giữ chiến quyết Ngọc Giản mới có thể tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu nói, ta đã hiểu, ý tứ chính là, ta ở chỗ này mua, không chỉ là một môn chiến quyết, càng quan trọng hơn là chiến quyết quyền sử dụng. Nếu như ta tu luyện một môn chiến quyết, lại không có chiến quyết Ngọc Giản sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi, tu luyện không quan hệ, nhưng nếu là sử dụng đi ra, khiến người ta nhìn đến, lúc đó bị thần tông trọng phạt. Dù sao, một cái tông môn chiến quyết, công pháp, đều là truyền thừa căn bản, đệ tử dụng công tích đổi lấy đạt được sau, có thể tự mình tu luyện, cũng có thể biến hiện bán, nhưng, vĩnh viễn chỉ có một người có thể tu luyện, cái kia chính là nắm giữ chiến quyết Ngọc Giản người đâu. Đệ tử thu hoạch được chiến quyết, đều sẽ có ghi lại trong danh sách, nếu là có người truyền đến tông môn bên ngoài, nếu là bị điều tra ra, sẽ bị tông môn truy sát. Lâm Tiêu Tiêu nói, lợi hại, quy củ nghiêm mật, Đông Hoàng Tông cùng bọn hắn tương đối, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lý Thiên Mệnh nói, tông môn pháp quy có đối một mình sao chép, truyền thụ chiến quyết trừng phạt rõ ràng chi tiết, nhưng lại không nói gì thêm là chiến quyết Ngọc Giản, đoán chừng đây là chín đại thần vực thường thức. May mắn mang theo cái Lâm Tiêu Tiêu, không phải vậy còn phải ăn thiệt thòi. Bọn họ đối truyền thừa bảo hộ là nghiêm khắc nhất, đây là cường đại căn bản. Lâm Tiêu Tiêu nói, cho nên chính là, ta còn phải tùy thân mang theo cái này chiến quyết Ngọc Giản, chứng minh ta có quyền sử dụng thôi. Đúng, nơi này chiến quyết, đều là đệ tử khác gửi ở nơi này. Có một phần là, cũng có bộ phận là, Vĩnh Định Các trực tiếp mua lại. Vĩnh Định Các từ Long Vũ Minh thao tác, bọn họ mặt mũi lớn nhất, hàng tồn nhiều nhất. Lâm Tiêu Tiêu nói, thành, vậy ta chọn đi. Vĩnh Định Các rất lớn. Lý Thiên Mệnh vòng vo mấy cái cung điện, hắn phát hiện hàng trên kệ, trên cơ bản đều là thiên thánh chiến quyết cùng cổ thánh chiến quyết. Có hay không sinh tử kiếp cảnh chiến quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta làm sao biết, người hỏi bọn hắn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ bên kia còn tại cười vang mấy người trẻ tuổi nói. Những người này cũng là chủ quán, nhưng hoàn toàn không nhìn cửa hàng, tiêu sái cực kỳ. Bọn họ cũng là Long Vũ Minh người. Lâm Tiêu Tiêu bổ sung một câu. Lý Thiên Mệnh mới lười nhác quản là ai, hắn không rảnh đi làm tông môn nhiệm vụ, dùng tiền ngược lại là tiết kiệm thời gian phương thức. Các vị, có bán, sinh tử chiến quyết sao? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Bọn họ còn đang đàm tiếu, mấy người quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, ngơ ngác một chút, lại quay đầu cười. Các ngươi đó là không có tận mắt thấy, tên kia biểu lộ, hắn để cho ta nhị ca nhất quyền đánh rất miệng đầy hàm răng, tại chỗ cho quỳ xuống. Trong đám người. Một người mặc màu vàng nhạt áo nhỏ đáng yêu thiếu nữ che miệng cười nói. Ha ha, thật sự là hả giận, để hắn kiếm vương minh người phách lối, ha ha, cũng không hỏi xem, tại Thái Cổ Thần Tông, ai là lão đại.
Bọn họ cười đến vui sướng. Lý Thiên Mệnh phiền muộn, có như thế làm ăn sao? Hắn vỗ vỗ cái bàn, hỏi các người đâu, có bán, sinh tử chiến quyết sao? Cho đến lúc này, tiếng cười của bọn hắn mới ngừng lại được. Cái kia đáng yêu thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, hướng mọi người nói, mọi người chờ ta một hồi, lập tức quay lại. Nàng choàng một kiện áo choàng, miết miệng đi tới, nói, làm gì đâu? Ngươi, thiên chi thánh cảnh mua cái gì sinh tử chiến quyết a? Đây không phải thuần tâm đến đùa ta đây. Ngươi có phải hay không đến bắt chuyện đó a? Bắt chuyện ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, cô nương này vẫn rất tự tin. Thật bắt chuyện a? Mau mau cút, cô nương chính vui sướng đây. Khác vui vẻ, mở cửa làm ăn, thành ý điểm, ta không có đùa ngươi, chọn đến thích hợp thì trả tiền rời đi, không chậm trễ ngươi thời gian. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Sinh tử chiến quyết, đây chính là muốn kiếp tinh, mới có thể mua, người có kiếp tinh sao? Móc ra nhìn xem, đáng yêu cô nương rõ ràng hơi không kiên nhẫn, chỉ là trở ngại Lý Thiên Mệnh là khách hàng, còn nhẫn nại tính tình. Tích tích, Khác phản ứng đến hắn, mau tới. Uy, người ở đâu ra? Khác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngay cả chúng ta nhà Tích Tích cũng dám bắt chuyện, cút xa một chút. Bên kia hai người thiếu niên kêu gào nói. Lý Thiên Mệnh sắc mặt tối sầm. Thiên chi thánh cảnh cũng không phải ăn nhà bọn hắn gạo, mua cái chiến quyết, còn muốn bị khinh bỉ. Còn có hay không tiệm khác? Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Bên này là tốt nhất cửa hàng, kém chút cửa hàng cũng có, bất quá, cảnh giới của ngươi liền cổ thánh cảnh cũng chưa tới, người khác đều sẽ cho là ngươi đang trêu chọc bọn họ. Sinh tử chiến quyết, là nhân nguyên tông chí cao chiến quyết, không có mấy người có thể tu thành. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thảo. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là lười nhác chậm trễ thời gian, muốn đều là loại tình huống này, vì sinh tử chiến quyết, hắn thì nhịn. Uy, kiếp tinh không có, thánh tinh có thể chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi cái kia gọi là Tích Tích cô nương. Thánh tinh, vậy ngươi xuất ra 50 triệu ra đến xem, Tích Tích vừa cùng bọn họ đàm tiếu một bên nói. Cổ thánh cảnh tài phú, trên cơ bản đều là ngàn vạn thánh tinh cấp bậc, 50 triệu thánh tinh mua một bản siêu việt cổ thánh cảnh chiến quyết, không đắt lắm. Khương Phi Linh cho 1 tỷ, kỳ thật cũng là con số dọa người, đối cổ thánh cảnh tới nói, thánh tinh tác dụng cũng không tính là lớn bao nhiêu. Cái kia nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh là có tiền, đầu ngón tay hất lên, một tòa núi nhỏ một dạng thánh tinh, ở trước mặt mọi người trồng chất. Đủ rồi đủ, Tích Tích một mặt ngốc trệ. Nàng người bên cạnh, cũng đều lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Thời đại này, cầm thánh tinh đến mua sinh tử chiến quyết. Hơn nữa còn là cái thiên chi thánh cảnh đệ tử, quả thật làm cho người rối loạn. Ngươi là thay người mua a? Sớm một chút nói tốt sao? Tích Tích im lặng nói. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác những người này thật sự là phiền. Lần sau nhớ đến để hắn cho ngươi kiếp tinh, không phải vậy ta còn phải rõ ràng đếm nửa ngày. Nàng chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, ngươi chờ ta một hồi, ta trước hướng ta nhị ca báo cáo chuẩn bị một chút, nơi này hắn làm chủ. Người muốn mua, cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Nàng một đường chạy chậm lên lầu, tại tận cùng bên trong nhất cửa gian phòng gõ cửa một cái, hỏi, nhị ca, phía dưới có người muốn mua sinh tử chiến quyết. Người nào? Không biết, hô cái chân chạy tới. Minh hội chiến đều nhanh muốn bắt đầu, lúc này thời điểm lâm thời ôm chân Phật sao. Người kia lạnh giọng cười một tiếng. Bán hay không, ta sợ đối phương bởi vậy mạnh lên. Tích Tích nói. Bán. Kiếm tiền vì cái gì không kiếm lời, thì cái này chút thời gian, nếu có thể tu thành, ta cũng không cần lăn lộn. Vâng, Hiên Viên Tích Tích lúc này mới xuống lầu đến, ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, chân chạy, ngươi theo ta đi. Chân chạy, Lý Thiên Mệnh thật nghĩ quất nhà đầu này một trận, miệng cũng quá thiếu. Chủ yếu vẫn là chưa quen cuộc sống nơi đây, cường long không áp địa đầu xà. Hắn đi theo. Hiên Viên Tích Tích cho hắn mở ra một gian kim bích huy hoàng gian phòng, nói, vâng, đều ở nơi này, đều là nhân nguyên tông đỉnh phong cao thủ, gửi ở nơi này mua bán, đều bỏ ra hơn 100 vạn điểm công lao, mới đổi lấy sinh tử chiến quyết, ngươi đừng nghĩ ăn cắp, ta nhìn chằm chằm ngươi đây. Làm như vậy sinh ý a, ta sớm muộn thu thành sinh tử chiến quyết, đem các ngươi vĩnh định các cho đâm phát nổ. Lý Thiên Mệnh nói, phốc phốc, Hiên Viên Tích Tích phình bụng cười to, nháy mắt mấy cái. Nói, ngươi người này vẫn rất hài hước, xem ở ngươi tốn sức chọc cười mức của ta, ta không chế nhạo ngươi, mau đưa chân trốn thoát đi. Hắn đều mắng người,
đối phương còn tưởng rằng hắn đang trêu chọc cười đâu. Lý Thiên Mệnh đi vào. Tại hắn nghiêm túc chọn lựa thời điểm, Hiên Viên Tích Tích sau lưng, lặng lẽ đi tới một người. Phó bác, ngươi tới đây làm gì? Hiên Viên Tích Tích hỏi. Tứ tiểu thư, để cho ta nhìn bên trong người kia liếc một chút. Phó bác nói. Nhìn cái gì đâu, ngươi coi trọng hắn à? Hiên Viên Tích Tích hỏi. Không phải, phó bác hướng bên trong xem xét, giận hướng tâm đến, nói, tứ tiểu thư, người này tên là Lâm Phong, suýt chút nữa thì mệnh của ta, cùng ta có sống tử thù. Ngươi nói thật chứ, Hiên Viên Tích Tích trừng mắt hỏi. Ta lần trước không phải muốn đến cướp đoạt Cửu Dương kiếm nha, chính là người này phá hư, kém chút đem ta đánh chết. Ta chính nghĩ biện pháp giết chết hắn đây. Tứ tiểu thư, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi có thể ngàn vạn muốn giúp ta ra cái này giọng điệu. Phó bác trầm giọng nói. Ta suy nghĩ một chút, Hiên Viên Tích Tích chớp mắt, nảy ra ý hay, nói, có, hắn không phải tại chúng ta cái này mua sinh tử chiến quyết đâu. Chờ hắn thời điểm ra đi, chúng ta theo sau, phù hãm hắn trộm chúng ta chiến quyết, đánh cho hắn một trận, lại tiễn đến thẩm phán điện đi, để ngươi cha giáo dục. Để hắn cả người cả của đều không còn. Cảm tạ tứ tiểu thư, phó bác mừng rỡ. Việc rất nhỏ, cái này làm càn làm bậy quá ngu. Mình hội chiến đều sắp bắt đầu, hắn ngốc không kéo mấy cái cho người làm chân chạy, đến chúng ta cái này mua chiến quyết, cũng là muốn bị đánh. Thế nhưng là ta muốn phế đi hắn, phó bác nói. Tùy tiện ngươi, ta liền giúp ngươi đem người cầm xuống, đằng sau chính ngươi chơi. Hiên Viên Tích Tích hướng bên trong xem xét, Lý Thiên Mệnh giống như chọn lựa tốt, nàng vội vàng để phó bác đi trước. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Mệnh thì đi ra, cầm trong tay một bản chiến quyết, một cái chiến quyết ngọc giản. Ngươi thế nào, ánh mắt cổ quái như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hiên Viên Tích Tích nhìn thoáng qua trong tay hắn chiến quyết, trừng mắt, nói, ngươi điên rồi, đây là chúng ta cái này tốt nhất chiến quyết, giá trị 300 kiếp tinh, sinh tử kiếp cảnh người đều chưa hẳn có thể tu luyện thành, ngươi mua về, cẩn thận cho ngươi cố chủ đánh chết. Đổi lấy thành thánh tinh bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi, với hắn mà nói, Hiên Viên Tích Tích nói cũng là nói nhảm. Muốn không phải bản này chiến quyết thật sự quá tốt rồi, quá thích hợp bản thân, lấy những người này làm ăn thái độ, Lý Thiên Mệnh sớm đi. 300 triệu, Hiên Viên Tích Tích cắn răng nói. Thành, ca đằng sau có người, là có tiền, Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tích Tích có chút đau đầu, Lý Thiên Mệnh trên tay bản này chiến quyết, nàng nhị ca trước kia nói rõ, tuyệt đối không bán cho địch nhân, Lý Thiên Mệnh hết lần này tới lần khác thì chọn chúng bản này. Không có việc gì. Chờ một lát còn phải cướp về, mà lại trắng thu 300 triệu thánh tinh, ta vẫn là kiếm lời, ta thật là một cái tiểu thiên tài. Hiên Viên Tích Tích nghĩ thầm. Tại nàng âm tình bất định trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh trả tiền rời đi. Núi nhỏ kia một dạng 300 triệu thánh tinh, làm cho cả Vĩnh Định các người, trong gió lộn xộn. Thái Cổ Thần Tông chỗ mảnh này, Sơn Hải, tên là Thái Cực Phong Hồ. Thái Cực Phong Hồ trình viên hình, lấy âm dương ngư chia làm Sơn Hải hai nửa. Lại có thể chia làm ba vòng, vòng ngoài, bên trong vòng cùng bên trong vòng. Vòng ngoài vì Nhân Nguyên Tông, phạm vi lớn nhất, chiếm cứ 60%. Bên trong vòng vì Địa Nguyên Tông, chiếm cứ 30%, bên trong vòng là Thiên Nguyên Tông, chiếm cứ 10%. Nhưng nếu là tính cả nhân số, chỉ có 500 người đệ tử Thiên Nguyên Tông, bình quân đầu người hoạt động diện tích, viễn siêu 500.000 người Nhân Nguyên Tông. Nhân Nguyên Tông có núi có biển, đồi núi cao ngất, biển cả thâm trầm. Đệ tử chỗ ở cùng các kiến trúc lớn, kiến tạo trên chân núi, trong nước. Nhưng trên đại thể, vẫn là lấy trên núi chiếm đa số. Cổ Phong đường phố, thì ở trên núi. Lý Thiên Mệnh theo Cổ Phong đường phố trở về, dọc theo đường đều là rừng rậm, rất nhiều đại thụ cao đến 100 mét, rễ cây phía dưới, không biết giấu có bao nhiêu hải cốt. Nhân Nguyên Tông quản hạt vô cùng lỏng, nếu là vô căn vô bình, chết tại dã ngoại hoang vu, đoán chừng đều không người quản. Các thiếu niên thiếu nữ, đều là huyết khí phương cương, rất thích tàn nhẫn tranh đấu số tuổi, nghe con mới sinh không sợ cọp, ai cũng không phục người nào. Cho nên nói, Nhân Nguyên Tông nơi này, nước rất sâu. Cơ hồ các đệ tử mục tiêu, đều là thoát ly Nhân Nguyên Tông, bò lên trên Địa Nguyên Tông, đó mới tính toán chân chính Thái Cổ Thần Tông đệ tử. Nếu không, vượt qua 30 tuổi, vẫn không có đạt tới Địa Nguyên Tông tiêu chuẩn. Trên cơ bản cũng chỉ có thể thêm vào, Thái Cổ Thần Quân, trấn thủ Thái Cổ Thần Vực, về sau không gian phát triển rất có hạn. Nói một cách khác, Thái Cổ Thần Tông, cũng là Thái Cổ Thần Vực cường giả môi trường nuôi cấy.
chỉ có lớn nhất siêu tuyệt nhân vật mới có thể lưu tại thần tông. Như lấy nhân nguyên đệ tử thân phận ra ngoài, dù là so chúng sinh vạn dân cao, nhưng cũng đã mất đi đứng tại đại lục đỉnh phong cơ hội. Chín đại thần vực không phải bình thản chi địa, hơn 200.000 năm qua thần vực ở giữa chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, tất cả mỏ quặng, tư nguyên, thiên tài địa bảo sinh ra, đều thế tất gây nên tranh đoạt. Đây hết thảy, đều là Khương Phi Linh lấy tôn thần thân phận trở về, Thái Cổ Thần Tông khắp trốn mừng vui nguyên nhân. Khương Phi Linh trở về ngày nào đó, Thái Cổ Thần vực biên cảnh, thì toàn diện bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thời đại này, quần hùng cùng nổi lên. Một ngày này, không ai sẽ chú ý. Một cái đến từ phong bế chi địa thiếu niên, đi tới Viêm Hoàng Đại Lục Trung ương sân khấu, cầm lấy phần thứ nhất, sinh tử chiến quyết, chính thức bước vào thần tông đệ tử tu luyện chi lộ. Hỏi thương mang đại lục, cuộc đời thăng trầm. Gần nhất khí trời có chút chuyển sang lạnh lẽo, hàn khí đã đi lên. Thái Cổ Thần Tông ở vào Viêm Hoàng Đại Lục phương Bắc, trong một năm có một nửa thời gian, đều tại băng tuyết ngập trời bên trong. Hiện tại Thái Cực Phong Hồ, Thái Cực Hồ, có vài chỗ đã kết băng, đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ băng phong vạn lý. Rừng cây lá cây trên cơ bản đã điều lệnh, dọc theo đường lên một mảnh mờ nhạt. Lý Thiên Mệnh áo đen tóc trắng, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, Lâm Tiêu Tiêu hất lên một kiện màu đen áo choàng, co lại ở bên trong, đi theo phía sau hắn. Đi nhanh điểm, lầm bà lầm bầm, Lý Thiên Mệnh quay đầu hô nàng một tiếng. A, Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, tăng tốc cước bộ đuổi theo. Người mỗi ngày vẻ mặt cầu xin, không chua xót a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có a. Theo sát điểm. Nàng hiện tại có bộ dáng như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng lười cải biến nàng. Bọn họ bước nhanh hơn. Đứng lại. Phía sau của hắn, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kêu chói tai. Nói với ta đâu, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Trong mắt hắn, có chừng 7-8 cái thiếu niên thiếu nữ tốc độ cao nhất đuổi theo. Trong đó, cầm đầu người kia, người mặc màu vàng nhạt áo nhỏ, lại hất lên một kiện điêu áo khoác bằng da, nói còn nghe điểm cũng là ung dung hoa quý, nói khó nghe cũng là bựa. Đúng, kêu cũng là ngươi, thiếu nữ sắc mặt có chút lãnh đạm. Có việc gì thế, 300 triệu thánh tinh đếm xong chưa ngươi, nhanh như vậy thì đuổi theo, vội vã cùng ta thổ lộ đâu. Thật sao, Lý Thiên Mệnh phát hiện đối phương không có hảo ý, hắn lười nhác khách khí. Làm càn, ngươi cũng đã biết, ngươi tại nói chuyện với người nào. Cô nương kia bên người mấy cái thanh niên, trực tiếp tản ra, đem Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu bao vây lại. Những người này, từng cái đều là cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại biết, bọn họ có thể thu thành cổ chi thánh cảnh, thứ nhất là dựa vào trạm tinh cổ lộ, thứ hai là dựa vào sinh tử kiếp phụ mẫu cho huyết nhục truyền thừa. Bọn họ thành tựu cổ thánh độ khó khăn, so Lý Vô Địch thấp nhiều. Nói trắng ra là, cũng là Thái Cổ Thần vực cái này thịnh thế, đem bọn hắn nắm nâng đến mạnh như vậy, mà không phải bọn họ bản thân thiên phú mạnh bao nhiêu. Thiên phú siêu nhiên những người kia, đã tại Thiên Nguyên Tông. Cho nên nói, một đám cổ chi thánh cảnh, đặt ở cổ chi thần quốc đó là oanh động cả nước, thả đến nơi đây, thì như vậy đi. Hắn nhìn cái kia ở giữa cô nương liếc một chút, nàng tựa hồ gọi là Hiên Viên Tích Tích, đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, thần tông đệ nhất thị tộc. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, chính mình không có đắc tội cô nương này a. Ánh mắt quét qua, hắn hiểu được. Ngay tại cái này cô phía sau mẹ, đứng đấy một cái cao lớn khôi ngô thanh niên, đang mục quang u ám nhìn lấy chính mình. Là ngươi thì sao, thương thế tốt lên nhanh như vậy, cái này đi ra nhảy nhót, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thì ngươi một người mới, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi là không biết Nhân Nguyên Tông là địa phương nào, vẫn là não tử có vấn đề. Phó bác âm lãnh nói. Phó bác, lui ra, làm sao nói chuyện ngươi, làm cho chúng ta ỷ thế hiếp người giống như. Hiên Viên Tích Tích chừng mắt liếc hắn một cái, lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong, chúng ta hoài nghi ngươi chui vào Vĩnh Định Các, ăn cắp sinh tử của chúng ta chiến quyết, thức thời thì chính mình lấy ra, đừng ép ta nhóm cầm xuống ngươi, thông minh một chút có thể thiếu chịu một trận đánh đập. Không phải vậy để cho chúng ta tìm ra tang vật đến thẩm phán điện, ngươi còn phải bị phạt một lần. Cái gì thẩm phán điện a? Không chính là của các ngươi gia trưởng sao? Nơi này đánh một trận, lại mang về nhà các ngươi đánh một trận, thật hung ác a, cần thiết hay không? Lý Thiên Mệnh tức cười cười nói. Ngươi có thể chớ nói nhảm, chúng ta có lý có cứ, thẩm phán điện công chính công bình. Hiên Viên Tích Tích nghiêm mặt nói. Đúng, mọi người phụ họa cười nói.
Tiêu Tiêu, cái gọi là Thái Cổ Thần Tông, có rất nhiều bọn họ loại này, ỷ thế hiếp người cẩu vật sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi nàng. Trong nhà có người làm chỗ dựa, có trưởng bối che chở, tại sao lại không chứ? Đào thải những người khác, bọn họ mới có thể leo đến Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Như thế hiện thực. Thiên Viên Tích Tích cười khúc khích, nói, thối chân chạy, ngươi bây giờ mới biết a, ngươi sợ, cũng không cần tân tân khổ khổ đánh vào Thái Cổ Thần Tông a, cái này không gọi hiện thực, cái này gọi thực lực phi tôn. Giữa người và người, tốt nhất vẫn là coi trọng điểm thể diện cho thỏa đáng. Không chậm trễ mọi người cùng nhau tu hành trưởng thành, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ta lưu ngươi nhất mệnh, tính toán cho ngươi tình cảm. Phó bác cười lạnh nói. Đừng nói nhảm, làm hắn. Dám đụng đến ta Hiên Viên Tích Tích người, cũng là không cho ta mặt nhi. Ta không dùng lăn lộn a. Tới Nhân Nguyên Tông trả lại bản cô nương giả trang khờ dại, đáng đời ngươi ngốc không kéo mấy cái cho người ta chân chạy. Lý Thiên Mệnh vừa theo thần đô tới, nói thật, thượng cổ hoàng tộc con cháu, hung ác tàn nhẫn, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, nhưng cũng sẽ không cùng du côn lưu manh giống như. Ngược lại là cái này Thái Cổ Thần Tông, rất có giang hồ khí. Lý Thiên Mệnh bởi vậy minh bạch một cái đạo lý. Người có thể có ngày hố giống như thực lực chi kém, thiên phú có khác, nhưng thượng thiên coi như công bình, chí ít mọi người IQ không sai biệt lắm. Nhiều lắm là có ít người sống lâu một số năm, kinh nghiệm phong phú, bá lực kinh thiên. Nhưng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cơ bản đều như vậy đi, so hung ác, một cái so một cái hung ác, nhưng nếu luận làm việc hậu quả, suy tính người không nhiều. Thì lúc này thời điểm. Ngoại trừ cái kia Hiên Viên Tích Tích bên ngoài, hết thảy 7 người, 10 đầu cộng sinh thú, trong nháy mắt vây quanh Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, trực tiếp tấn công tới. Cái này không thể trốn đi đâu được, không thể không đánh. Người đi một bên, khác vướng bận, Lý Thiên Mệnh quay đầu đè lại Lâm Tiêu Tiêu chán, về sau đẩy, đem nàng cho văng ra ngoài. Ngươi làm gì đâu, ngươi, Lâm Tiêu Tiêu tóc rối tung, kém chút đụng tại trên cây. Nàng biết Lý Thiên Mệnh đây là sợ ngộ thương nàng. Nhưng động tác đến mức như thế thô lỗ sao? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh thì cùng đối thủ giết đến cùng một chỗ. Hắn ba đầu cộng sinh thú đột nhiên đều xuất hiện. Lam Hoang một ngựa trước mắt, đầu tiên là một đạo hồng mông âm ba, đã thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng nó, thánh nguyên có thể so với cổ thánh cảnh, một tiếng thần thông bạo phát, chấn đối phương một đám người thú tại chỗ kêu đau. Trạm Lam Hải Ngục. Tại cái này, Thái Cực Phong, trên núi, đương nhiên là chuyển hóa làm vùng biển. Càng có phát huy chỗ trống, mặc dù đối phương cũng có thủy thuộc tính cộng sinh thú, nhưng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nhờ vào đó, đem chiến trường cắt ra. Siêu. Phó bác hoàn toàn không biết, Lý Thiên Mệnh so với lần trước còn mạnh hơn nhất trọng, trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, chỉ cần không đột phá cổ chi thánh cảnh, cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9. Hắn cũng không tin, một cái thiên chi thánh cảnh, có thể đánh thắng một đám cổ chi thánh cảnh. Vừa nghĩ tới đây. Trước mắt một đạo chướng mắt tinh quang thiểm diệu, phó bác né tránh không kịp, dưới hông trực tiếp chịu một roi. A! À, một trận mổ heo kêu thảm, hai tay của hắn bưng bít lấy không thể miêu tả chi địa, khuôn mặt đã là màu gan heo. Cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng về sau, hắn tam đại mệnh tuyển thánh nguyên, thì không so cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng kém, thậm chí tiếp cận cổ thánh cảnh tầng thứ 2. Đây là không dùng Đông Hoàng kiếm. Hắn tạm thời không có ý định sử dụng Đông Hoàng kiếm, tuy nhiên Khương Phi Linh đã thông báo kiếm vô ý, nhưng hắn cũng tiết kiệm phiền phức. Ra hiện tại trong tay, là hắn theo Lâm Tiêu Tiêu trong tay lấy đi Cửu Dương kiếm. Không sai, lúc đó tới tay, Lý Thiên Mệnh thì không nghĩ tới còn cho nàng, dù sao cứu được nàng một lần, không dùng thu phí a. Cửu Dương kiếm tới tay, hắn cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu cùng một chỗ, tốc độ nhanh đến khủng bố. Rầm rầm rầm. Miêu miêu thần thông oanh tạc, tia chớp lôi đình bao phủ lái đi, trong lúc nhất thời toàn bộ hoang dã đều bị lôi đình chìm ngập. Trạm Lam Hải Ngục bên trong, Lam Hoang chỉ là thiên chi thánh cảnh cộng sinh thú, lấy một địch năm, nó hình thể so với đối phương càng lớn, cận thân chém giết, hoàn toàn không có hiển lộ ra yếu thế. Lý Thiên Mệnh không có Khương Phi Linh phụ trợ về sau, lại đột phá hai trọng cảnh giới, thực lực biến đến mạnh hơn, càng đáng sợ chính là, trên người hắn còn có linh hồn kiếp phó. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lý Thiên Mệnh dần dần có thể cảm nhận được nó tồn tại, thậm chí có thể cùng nó, có một ít tâm hồn câu thông cùng phản ứng. Hắn đại khái có thể cảm nhận được, linh hồn kiếp phó có một ít năng lực kỳ lạ, tỉ như cái thứ nhất, cũng là trưởng khống địch nhân binh khí.
nó trước mắt 10 phần yếu ớt, Lý Thiên Mệnh liền để nó tự mình phát huy. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, kiếm khí mãnh liệt, cửu dương kiếm chỗ đến, kiếm kiếm phun huyết. Ăn lão tử một đạo ảm nhiên tiêu hồn kiếm. Huỳnh Hỏa, vô tình giết qua. Ngao ô, mấy cái đường đường nam nhân, kẹp chặt hai chân, cái rắm huyết cuồng bão tố, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Loại kia thê thảm, cùng trước đó phách lối hung ác, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ta giết qua người, so người ăn rồi cơm đều nhiều, người cùng ta so hung hãn. Không thể không nói, những người này tinh thần ý chí, cùng kinh lịch Đông Hoàng Cảnh Tông môn chi chiến, thần đô quyết chiến Lý Thiên Mệnh, căn bản không cách nào so sánh được. Tại cái kia sinh tử chiến trường, là đúng ý chí cùng sinh tử ma luyện, thái cổ thần tông đệ tử, không có mấy người sẽ có hắn loại kinh nghiệm này. Khi đó, hắn giết không phải người yếu, mà chính là cửu minh nhất tộc cuồng nhiệt chi đồ. Phốc phốc, phốc phốc, cửu dương kiếm cực kỳ sắc bén, trường kiếm chỗ qua, nguyên một đám ngự thú sư, cộng sinh thú quỷ trên mặt đất, cắn răng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cút, Lý Thiên Mệnh cái kia hắc ám cánh tay trực tiếp chặn đối phương một kiếm, thân thủ liền đem kiếm đánh tới, đâm vào đối phương trên bụng. A, à, người kia sóng xoài trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn cùng ba đầu cộng sinh thú tàn phá bừa bãi phía dưới, hiên viên tích tích thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất kêu rên. Trước mắt của hắn, chỉ có hiên viên tích tích một người. Cái kia hất lên điều áo khoác bằng da thiếu nữ, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn có chút mộng. Người cảnh giới gì, Lý Thiên Mệnh đi hướng nàng. Cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai, hiên viên tích tích tâm tình rung động, nhưng lại còn không có bị hù sợ. Cùng càn đế một cảnh giới. Đáng tiếc là, người cùng hắn so ra, tựa như là bạch si. Nói như vậy, thiên đạo cũng không có như vậy công bình. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mắng ta, ngươi cái này thối chân chạy, đánh bại mấy người, ngươi thì thở lên. Hiên viên tích tích trợn mắt nói. Ta hiện tại vẫn là chân chạy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Phong, ngươi là thật không biết, thân phận của ta, hay là giả không biết? Đắc tội ta kết cục gì ngươi biết không? Thì ngươi loại này đệ tử, ta giết qua 10 cái trở lên, thi thể chôn đều không người truy cứu. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi, ngươi dám hoàn thủ sao ngươi? Hiên viên tích tích kiêu ngạo nói. Xem ra, nàng đối thân phận của mình bối cảnh rất tự tin. Là cá nhân đều biết, chỉ phải mang theo thái cổ hiên viên thị, cái thân phận này, tại nhân nguyên tông xưng vương xưng bá, cũng không có vấn đề gì. Mà lại mấu chốt là, nàng hiên viên tích tích huynh trưởng, đều là Long Vũ Minh cao tầng. Ngươi giết qua 10 cái trở lên, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, hắn nâng kiếm liền đi hướng hiên viên tích tích, trầm giọng nói, đây không phải ta có dám hay không hoàn thủ vấn đề, mà là ta hôm nay liền muốn đánh ngươi. Ngươi cầm điêu ngoa làm một người tính, không ai chỉ ngươi đúng không? Ta người này không chủ động tìm người phiền phức, nhưng là ngươi chọc ta thì đánh ngươi một trầu, quản giáo ngươi, không cần cảm ơn. Làm càn, hiên viên tích tích nổi giận, nàng để người bên cạnh toàn bộ lăn đi. Cùng nàng cộng sinh thú, ngũ nhạc trấn ngục long cùng một chỗ giết đến. Không sai, nàng cộng sinh thú, là một đầu thần long, nắm giữ 97 cái điểm sao, so Huỳnh Hỏa đều muốn thêm ra 10 cái. Xem ra thái cổ thần vực bên này, cũng không thiếu tối đỉnh cấp cổ chi thần nguyên, thậm chí, có rất nhiều làm cho cộng sinh thú, cầm giữ có mấy trăm điểm sao thần nguyên. Thái cổ hiên viên thị, chính là viêm hoàng đại lục xếp hàng thứ nhất thần long nhất tộc, tại 20 vạn năm trước thái cổ thời đại. Thần Long nhất tộc chính là viêm hoàng đại lục duy nhất bá chủ, về sau còn lại thần vực lần lượt sinh ra, hình thành hôm nay thiên hạ chín phần cục diện. Đệ nhất thượng thần cộng sinh thú, cũng là một con rồng. Thái cổ hiên viên thị, cũng là hậu duệ của hắn, chỉ có cái họ này, là chân chính theo 20 vạn năm trước truyền thừa, mới có thể xứng với thái cổ, hai chữ này. Dù sao, viêm hoàng đại lục đem 10 vạn năm trước, định nghĩa vì thượng cổ thời đại, 20 vạn năm trước. Định nghĩa vì thái cổ thời đại. Ngoại trừ đệ nhất thượng thần, còn lại 9 cái thượng thần, đều là thượng cổ thời đại sinh ra, trong đó 10 vạn năm trước hiên viên si, cũng là điểm cuối. Sau đó 100 ngàn năm, lại không thượng thần sinh ra. Hiên viên si đừng nói con nối dõi, tu luyện 20 năm, nam nhân đều chưa thấy qua mấy cái thì thành thần, tự nhiên cũng không thể để thái cổ thần vực lại lớn mạnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại đối mặt cổ thánh cảnh tầng thứ 2 đối thủ. Hắn sớm đã không có, lúc trước quyết đấu càn đế thời điểm kịch liệt tâm tình ba động. Đã từng không thể vượt qua cao điểm, phụ cận lại thành trước mắt tầm thường đồi núi,
hắn vượt một bước liền đi qua. Cái này, cũng là cường đại ý nghĩa. Cường giả, mới có thể chi phối nhân sinh, mới có thể có tôn nghiêm, mới có thể thủ hộ thân nhân. Lấy như thế nóng rực chi tâm, hắn cùng Hiên Viên Tích Tích, đột nhiên giao phong. Hiên Viên Tích Tích sử dụng một cây trường thương, nàng thực lực xác thực thực coi như không tệ, sử dụng cũng là trung phẩm cổ thánh chiến quyết. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh vạn kiếp kiếm, theo cửu dương kiếm bên trong trực tiếp bạo phát, một kiếm chặt chém, hơn vạn kiếm khí bạo phát. Làm, Hiên Viên Tích Tích trường kiếm quăng bay ra đi, bạo loạn kiếm khí nuốt sống thân thể mềm mại của nàng, xé rách trên người nàng phòng ngự áo giáp, vô số kiếm khí tràn vào thân thể của nàng. A, Hiên Viên Tích Tích kêu đau đớn một tiếng, lật lăn trên mặt đất, sắc mặt xanh lét tử. Nàng tại tiếp nhận, Lý Thiên Mệnh tại kiếm khí chỉ tiếp nhận thống khổ. Y, nhanh cứu ta. Nàng giãy giụa lấy đứng lên, mở mắt xem xét, nàng ngũ nhạc trấn ngục long, bị Lý Thiên Mệnh ba đầu cộng sinh thú ấn trong nước, tiếng kêu rên liên hồi. Quỷ đệ, ta cho ngươi đè xuống, nhanh lên nó, khắp nơi đều là long, ngươi sướng rồi. Huỳnh Hỏa cười to nói. Lam Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng diệt tuyệt long kiếm bổ đi lên, chém vào ngũ nhạc trấn ngục long máu me khắp người. Ta không có ngươi dùng thanh kiếm này a. Huỳnh Hỏa che mặt nói. Gà đại ca, quỷ đệ còn nhỏ, ngươi có phải hay không quá tà ác, mà lại, đầu này tựa như là công. Miêu Miêu nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa lửa giận ngút trời, nhớ tới chính mình còn nhỏ thời điểm không tốt trí nhớ, lão tử ghét nhất giả gái, đánh nó. Phanh phanh phanh. Thấy cảnh này, Hiên Viên Tích Tích quỳ trên mặt đất. Uy, ta có còn hay không là chân chạy? Lý Thiên Mệnh nắm bắt khóe miệng của nàng, cho nàng nhấc lên. Bất diệt kiếm khí còn tại thân thể của nàng tàn phá bừa bãi, nàng chỉ có thể kêu đau dãy giụa. Lâm Phong, người nhất định phải chết, người to gan lớn mật, dám như thế khi nhục ta, người sẽ chỉ thê thảm mà chết. Hiên Viên Tích Tích ánh mắt đẫm máu và nước mắt. Lại là một bộ này, người liền không thể tranh giành điểm khí, không dựa vào người khác, chính mình tìm ta báo thù sao. Thật kém cỏi. Tính toán ta cũng đã quen, người có bối cảnh gì, thì hướng về phía ta, Lâm Phong, đến. Ta Lâm Phong không có chút nào sợ, dù sao gọi cái tên này nhiều người. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Tức chết ta rồi, tiện nhân, cha ngươi nhất định là cái vạn người thóa mà tiện nhân, mẹ ngươi nhất định bị ngàn người chơi, mới sinh ra ngươi cái tiện chủng. Hiên Viên Tích Tích thét to. Như thế không có tố chất, không tốt lắm đâu, Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh xuống. Ta nói chúng thật sao? Ha ha! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Cái này điêu ngoa thiếu nữ thật đúng là đủ cứng, hoành hành bá đạo quen thuộc, cho nên thật chẳng sợ hãi. Nàng còn muốn nói sao, Lý Thiên Mệnh một bàn tay, tát tại trên mặt của nàng. Ba, nàng nửa bên mặt sưng đỏ. Hiên Viên Tích Tích há mồm phun một cái, mấy cái hàm răng rớt xuống. Thư phục hay không, Lý Thiên Mệnh đem nàng nhấc lên hỏi. Ngươi, ba, Lý Thiên Mệnh lần nữa một bàn tay, đem nàng làm đến mặt đất, lại đề lên đến hỏi. Thư phục hay không? Sẽ đem miệng ngậm lại sao? Qua! Hiên Viên Tích Tích há mồm phun một cái này răng cửa lớn đều bị phun ra, trong miệng miệng đầy mùi máu tươi. Dài đến thật đáng yêu, ác độc như vậy linh hồn, không xứng với người thân thể này. Lý Thiên Mệnh đem nàng đập xuống đất, nói, được, ngươi chính là miệng tiện, ta tha cho ngươi nhất mệnh, lần sau còn tới trước mặt ta nhảy nhót, ta đưa ngươi thượng thiên. Ô ô! Hiên Viên Tích Tích nằm dạp trên mặt đất. Ôm đầu khóc giống. Trước đây không lâu, nàng còn cười qua người khác rơi trọn vẹn nha răng, cái này tốt, chính mình cũng rơi xong. Bất quá nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng đúng là đáng đời, làm tiểu bá vương làm quen thuộc, không khéo đụng tới xương cứng. Hắn không phải người gây chuyện, nhưng là hắn không sợ tới sự. Thần đô quyết chiến đều còn sống, còn có thể cho nha đầu này quỳ xuống cầu xin tha thứ sao. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng lệ hống. Lý Thiên Mệnh, người phế đi chính mình, nếu không ta giết nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nguyên lai là phó bác. Hắn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, thanh kiếm đến tại cổ họng của nàng lên. Lý Thiên Mệnh không thấy được Lâm Tiêu Tiêu cộng sinh thú, nói rõ phó bác công kích nàng thời điểm, nàng cộng sinh thú không có đi ra. Người chắc chắn chứ, Lý Thiên Mệnh hướng cái kia vừa đi đi, ánh mắt của hắn triệt để lạnh xuống. Nói nhảm, tranh thủ thời gian tự phế thánh cung. Nếu không bảo nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngươi thì hối hận cả một đời đi. Phó bác điên cuồng tiếu. Hắn đây là nhiệt huyết hướng não. Tại trước mắt hắn, Lâm Tiêu Tiêu hai tay chắp sau lưng,
nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi cũng đã biết, ta chán ghét nhất người khác, dùng ta bằng hữu tánh mạng uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh nói, bằng hữu hai chữ này, để Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt, nhỏ hơi run lên một cái. Bạn gái của ngươi sắp chết đến nơi, ngươi trả lại cho ta lắp đặt rồi. Phó bác cắn răng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí, trong nháy mắt lao vút đến trước mắt của hắn. Thật nhanh. Phó bác một mộng. Phốc phốc. Kiếm khí theo trên đầu của hắn xuyên qua. Phó bác ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn trừng to mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bịch. Rơi trên mặt đất, đã là một cỗ thi thể. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Hiên Viên Tích Tích cùng nàng người hầu nhóm, bò lên, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mở mịt. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt mở mịt nhìn lấy hắn. Đi. Lý Thiên Mệnh kéo một chút tay của nàng, kéo lấy nàng, nghênh ngang rời đi. Chậm một chút, Lâm Tiêu Tiêu kém chút ngã trên mặt đất. Chậm cái rắm, gắn xong bức tranh thủ thời gian chạy, kích thích. Lý Thiên Mệnh cũng không quay đầu lại nói. Lý Thiên Mệnh đệ tử chỗ ở. Ngoài cửa, tụ tập một đám người. Trong đám người, một cái cao lớn lỗ máng, không giận mà uy, hung thần ác sát nam tử, trên mặt sát cơ nồng đậm, đi tới phía trước nhất. Hiên Viên Tích Tích cùng ở phía sau hắn. Chính là chỗ này a? Thanh âm nam tử thô giáp hỏi. Cũng là gian này, hắn giết phó bác về sau, ta khiến người ta theo dõi hắn, hắn đến bây giờ đều không đi ra qua. Phó thúc thúc, ngươi nhưng muốn cho phó bác báo thù a? Hiên Viên Tích Tích khuôn mặt sưng đỏ, nói chuyện hở, đối từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm nàng tới nói, hiện tại quả thực là cái chuyện cười lớn. Tên gọi là gì? Lâm Phong. Vẫn còn có đồng lõa sao? Ta cùng nhau giết. Còn có cái gọi Lâm Tiêu Tiêu, tại sát phách. Còn lại đâu, bối cảnh đâu? Không biết, phó bác điều tra, nhưng là không có điều tra ra, không biết làm sao trà trộn vào Nhân Nguyên Tông. Đoán chừng không có bối cảnh gì. Hiên Viên Tích Tích ánh mắt đẫm máu nói. Ừm. Nam tử nhẹ gật đầu, bay thẳng tiến vào trong đình viện. Ha ha, cùng ta đấu. Đến phó thúc thúc trên tay, người muốn chết cũng khó khăn. Hiên Viên Tích Tích sưng đỏ trên mặt, toát ra một tia vẻ âm tàn. Trong đình viện, Lý Thiên Mệnh đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh. Trong mắt hắn, cái kia nam tử khôi ngô rơi trên mặt đất, một đôi lạnh lùng ánh mắt trực tiếp khóa chặt hắn. Dám giết ta phó Vĩnh Hoàn nhi tử, ngươi là chán sống, vẫn là ngại chính mình qua được quá thoải mái. Ngươi đời này là xong. Hắn một bên nói, một bên thì chân áp mà đến. Lại là sinh tử kiếp cảnh áp bách. Đừng nhìn lấy phó Vĩnh Hoàn xem ra tuổi trẻ, kỳ thật sợ đã có 70-80 tuổi. Hắn chỉ cùng Lý Thiên Mệnh nói một câu, tiếp đó, nghiền ép, mang đi, để hắn sống không bằng chết. Cứ như vậy, ngay tại hắn thần sắc lạnh lùng. Đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, một bàn tay hướng về hắn chán đắp lên đi thời điểm. Lý Thiên Mệnh trong tay, giơ lên một cái lệnh bài. Nhân Nguyên Thánh lệnh. Phó Vĩnh Hoàn tại chỗ quỳ trên mặt đất, con mắt trợn tròn, toàn thân phát run. Hắn lấy run rẩy ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, lúc trước sát cơ, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoảng sợ của hắn phản ứng, không ra Lý Thiên Mệnh đoán trước, kiếm vô ý nói qua, lệnh bài này có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nguyên lai tên của nó, gọi là Nhân Nguyên Thánh Lệnh. Tam Nguyên Đạo Điển lên, có quan hệ với Nhân Nguyên Thánh Lệnh đơn giản miêu tả, gặp lệnh bài, như là Nhân Nguyên Tông chủ đích thân tới. Kiếm vô ý tại Khương Phi Linh trước mặt, cung kính khẩn trương, nhưng là đối phó Vĩnh Hoàn loại này người tới nói, hắn đều là thần vực đỉnh phong tồn tại, hòa thượng thần đều không khác mấy. Tiểu nhân cũng không biết, đại nhân là tông chủ người, còn mời đại nhân chuộc tội. Phó Vĩnh Hoàn mồ hôi lạnh ứa ra nói. Ngươi nhi tử chết vô ích, Lý Thiên Mệnh nói. Có thể chết ở trong tay đại nhân, là vinh hạnh của hắn. Phó Vĩnh Hoàn vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, loại lời này đều nói được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này thái cổ thần tông đẳng cấp xâm nghiêm, thật sự là đáng sợ. Phó Vĩnh Hoàn sợ, không chỉ là chính mình chết, mà chính là toàn cả gia tộc huyết mạch. Ngươi cũng không cần khoa trương như vậy, hắn tìm hai ta lần phiền phức. Muốn không phải hắn chả phải dùng ta bằng hữu tử vong uy hiếp ta, ta cũng sẽ không muốn tính mạng hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc ấy tình huống như thế mạo hiểm, vạn nhất phó bác điên rồi, Lâm Tiêu Tiêu liền không có, nhất kích mất mạng là duy nhất phương thức giải quyết. Phó bác đáng chết, đại nhân chuộc tội, ta trở về liền đem hắn nghiền xương thành tro.
Phó Vĩnh Hoàn than thở khóc lóc. Không cần đến, khác như thế vặn vẹo, ta sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân xin phân phó. Nhân Nguyên Thánh lệnh sự tình, đừng tìm người khác nói, khác lộ ra, ta muốn điệu thấp. Nếu để cho người khác biết, ta có thứ này, người nhất định phải chết. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nhất định, Phó Vĩnh Hoàn dập đầu, nhớ tinh tường. Lăn. Được rồi, Phó Vĩnh Hoàn nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp ra bên ngoài lăn ra ngoài, đến bên cửa lên, lúc này mới lặng lẽ nhảy ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhìn mà than thở. Thứ này thật tốt dùng, hắn đem Nhân Nguyên Thánh lệnh thu vào. Kiếm vô ý, đáng sợ như vậy. Huỳnh Hỏa gặp cái kia kiếm vô ý, đối Lý Thiên Mệnh rất khách khí, còn tưởng rằng hắn không tính là gì, không nghĩ tới hắn có khủng bố như vậy quyền uy. Không phải hắn đáng sợ, là tôn thần đáng sợ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thái cổ thần tông. Hắn hiểu được. Ở cái này mạnh được yếu thua, thế lực rắc rối khó gỡ tông môn, muốn là không ai bảo bọc, chỉ có một cái biện pháp có thể bất tử. Cái kia chính là, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm cháu trai. Người sống tại dạng này trong giang hồ, có lúc coi như không tìm phiền toái, phiền phức đều sẽ tìm tới môn. Nhất là minh hội chiến. Toàn tông chinh chiến, ai có thể chỉ lo thân mình. Bên ngoài đình viện, Phó Vĩnh Hoàn rơi trên mặt đất, rõ ràng sửa lại một chút quần áo trên người. Phó Thúc Thúc, người đâu, trực tiếp giết a, có phải hay không có điểm tiện nghi hắn? Hiên Viên Tích Tích đuổi theo hỏi. Phó Vĩnh Hoàn nhìn nàng một cái, nói, ngươi hại chết nhi tử ta, còn muốn hại chết ta. Có ý tứ gì? Hiên Viên Tích Tích trợn mắt nói. Phó Vĩnh Hoàn trực tiếp nghênh ngang rời đi, một khắc đều không muốn tại nơi này dừng lại. Đến cùng giết không có giết a? Mọi người bao vây quanh hỏi. Vào xem, Hiên Viên Tích Tích sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng có một chút dự cảm không hay, trực tiếp tới đẩy cửa, phịch một tiếng, đại môn mở ra, Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa ra vào, một đôi thiêu đốt ánh mắt, thiêu trên thân nàng. Ngươi không chết, Hiên Viên Tích Tích khó có thể tự tin hỏi. Cút, Lý Thiên Mệnh một chân ước lượng tại trên ngực của nàng, đem đạp bay ra ngoài. Ầm, đại cửa đóng lại đồng thời, Hiên Viên Tích Tích đập xuống đất, ngã cái chụp ếch. Tứ tiểu thư, ngươi không sao chứ, mọi người khẩn trương bao vây quanh. Qua, Hiên Viên Tích Tích nhịn không được khóc lên, chỉ tại Nhân Nguyên Tông, nàng còn không có bị khi dễ như vậy qua. Tìm ta ca, đem ta ca, đều tìm cho ra. Hiên Viên Tích Tích thống khổ gào thét. Lý Thiên Mệnh ở bên trong, nghe được nàng ở bên ngoài kêu la. Đụng lên loại này người thật sự là suối quẩy, không dứt. Nói thật, có lúc bị loại này tự cho là đúng người dây dưa lên, xác thực rất phiền phức. Ngoại trừ cho nàng quỳ xuống dập đầu, cũng chỉ có thể phản kháng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh còn thật chưa sợ qua. Muốn đánh liền đến, không đang sợ. Nhưng là, tại Thái Cổ Thần Tông cùng ta so bối cảnh, ai sợ ai a? Lấy Khương Phi Linh thân phận bây giờ, lão để cho nàng thiên vị không thích hợp, nhưng có người khi dễ phía trên, nàng hộ một chút ân nhân, vấn đề không lớn. Kỳ thật cũng không cần đến nàng. Một cái, Nhân Nguyên Thánh lệnh, như vậy đủ rồi. Nhà cách vách phòng tu luyện. Một mảnh trong mờ tối, Lâm Tiêu Tiêu đứng ở chỗ này. Tại trước mắt nàng, cái kia, huyết hồn lôi ngục ma long, nằm sấp trên mặt đất, một đôi diễm con mắt màu đỏ, cùng ánh mắt của nàng đụng vào nhau. Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu biết, nó không phải cái gì ma long, nó là thái cổ tà ma. Hôm nay thưởng thức được tử vong mùi vị sao? Biết người yếu có bao nhiêu hèn mọn cùng bất đắc dĩ sao? Thái cổ tà ma nhe răng cười hỏi. Ta đã sớm thưởng thức qua, Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ngươi còn không khát vọng thực lực, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi biến vận mệnh của ngươi, ngươi mới sẽ không tùy ý hắn bài bố. Đừng tưởng rằng hắn hiện tại đối ngươi tốt, hắn đều là đang phán đoán uy hiếp của ngươi, nếu để cho hắn phát hiện, ngươi đối với hắn có tâm làm loạn, cái này ngươi tuyệt đối lập tức giết ngươi. Thái cổ tà ma nói. Thế nhưng là, ta cũng không tâm làm loạn, ta cảm thấy hắn rất tốt, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, thái cổ tà ma có chút táo bạo, nói, người này còn có tôn nghiêm sao? Hắn bóp lấy cổ của ngươi, muốn chơi chết ngươi thời điểm, ngươi làm sao không cảm thấy hắn tốt đâu? Hắn cùng vệ gia cùng một chỗ, giết cả nhà ngươi thời điểm, ngươi làm sao không cảm thấy hắn tốt đâu? Ngươi không dùng phủ lên, ta não tử rất rõ ràng. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Ngươi, tiếp tục như vậy, ngươi căn bản lấy không được con mắt của ta.
ngươi không hoàn thành ước định, ta liền tiếp tục cầm tù, bọn họ, hồn linh, để chúng nó không được an bình. Thái cổ tà ma cả giận nói. Vu U, ngươi chớ quá mức, cùng lắm thì cá chết rách lưới, ta không sợ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cau mày, hung ác nhìn lấy nó. Ta quá phận cái gì à? Lâm Tiêu Tiêu, ta nói cho ngươi cái bí mật. Nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Lý Thiên Mệnh à? Ha ha, hắn là trộm thiên nhất tộc, là tộc ta tử thù. Ta tuy nhiên thoái hóa, tuy nhiên sắp chết, tuy nhiên thành ngươi cộng sinh thú, nhưng là trí nhớ của ta cũng không có toàn ném, bọn họ nhất tộc người, chuyên đảo chúng ta thái cổ tà ma ánh mắt. Nó ánh mắt vô cùng dữ tợn, đó là lớn nhất cực hạn oán hận. Cái gì nhất tộc? Trộm thiên nhất tộc, cánh tay trái của hắn, hình sáu cạnh lân giáp, cũng là rõ ràng nhất tiêu chí. Thái cổ tà ma nói. Bối cảnh của hắn, giống như ngươi lợi hại, đều đến từ vực ngoại tinh không? Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Đúng. Ngươi còn biết hắn cái gì? Ngươi không cần biết, ta hiện tại biết cũng vô dụng, lấy ta hiện tại thực lực này, bị khóa chết tại Viêm Hoàng Đại Lục, chỗ nào đều không đi được. Thái cổ tà ma khổ não nói. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta dám 10.000 cái khẳng định, hắn đến Thái cổ thần tông, chính là vì Thái cổ tà ma chi nhãn. Làm sao lại như vậy? Bọn họ trộm thiên nhất tộc, cần muốn ánh mắt của chúng ta, mới có thể giác tỉnh năng lực. Bọn họ là vô sỉ kẻ trộm. Hắn sẽ tranh đoạt con mắt của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng. Đúng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thì vĩnh viễn chậm hắn một bước, trước kia ngươi không có đối thủ cạnh tranh, có thể chậm rãi tu hành, nhưng bây giờ không được, ngươi nhất định phải vượt qua hắn, nếu không, ngươi cái kia hai cái cộng sinh thú, vĩnh viễn không có đường về. Thái cổ tà ma cười lạnh nói. Lâm Tiêu Tiêu trầm mặc. Nàng oán hận, thống khổ, giãy giụa. Hắn đã lợi hại như vậy, ta làm sao có thể đuổi được? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ có một cái biện pháp. Ngươi nói. Ta tuy nhiên lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là ta có trăm vạn năm trí nhớ, có trăm vạn năm tu hành cảm ngộ, ngươi cùng ta đồng tu một đạo, ta có thể đối ngươi tiến hành thiên ý quán đỉnh, để ngươi trực diện ta tu hành hết thảy, không lại dùng phồn tinh thiên ý quá độ. Thái cổ tà ma nói. Bị giới hạn cộng sinh hệ thống tu luyện, nó nhất định phải Lâm Tiêu Tiêu cường đại, nó mới có thể cường đại. Cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, ngự thú sư thiên ý là chủ thể, có kéo theo tác dụng. Ngươi trước kia, vì sao không làm như vậy? Bởi vì ngươi rất có thể chống đỡ không nổi, thiên ý trực tiếp sụp đổ, hồn phi phách tán. Không có cái này trộm thiên nhất tộc, ta không cần mạo hiểm như vậy. Một khi để hắn đạt được, ta thì xong đời. Cái kia con mắt, có thể tăng lên chúng ta gấp 10 lần khôi phục tốc độ. Thái cổ tà ma vội vàng nói. Ta ý chí yếu ớt như vậy, rất có thể thì hồn phi phách tán. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói. Ngươi sẽ không, ngươi sẽ chống đỡ đi xuống. Thái cổ tà ma cười lạnh nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn là thất bại, ta sẽ còn tiếp tục tra tấn bọn họ. Ngươi không có có thất bại tư cách, ngươi đến chống đỡ đi xuống. Thái cổ tà ma nứt ra miệng rộng. Tiếp tục cười lạnh. Vu U, ngươi là muốn dựa vào cái này, chúa tể ta cả đời sao? Lâm Tiêu Tiêu thanh âm khàn khàn, có chút tê tâm liệt phế. Tại sao lại không chứ? Ai để ngươi đối bọn nó, có sâu như vậy cảm tình a? Ngươi trẻ tuổi, hữu tình cũng là tội, người yếu không xứng có cảm tình, càng không xứng có tôn nghiêm. Thái cổ tà ma híp mắt, nó duỗi ra đầu lưỡi, liếm lấy một chút Lâm Tiêu Tiêu tóc, màu đen dịch nhờn. Theo mái tóc dài của nàng lên ảo 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 rơi xuống. Vu U, người sớm muộn chết không yên lành. Lâm Tiêu Tiêu thanh âm như thâm uyên một dạng lạnh lùng. Người cũng thế, Thái cổ tà ma nói. Đình viện, đình nghỉ mát. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được, linh hồn kiếp phó tại cánh tay trái của mình bên trên du tẩu. Không sai, nó đem Lý Thiên Mệnh cánh tay trái, xem như binh khí nghỉ lại. Cho tới nay. Nó đều đợi tại cái này địa phương. Lý Thiên Mệnh duỗi ra cái này cánh tay trái, lấy ra tu di giới chỉ bên trong một quyển sách. Đây là giá trị 300 triệu thánh tinh sinh tử chiến quyết. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trang bìa trang, viết 5 cái trực thấu linh hồn chữ lớn. Cửu U thần ma chảo. Lão tử rốt cục có thể học mới chiêu, thần tiêu kiếm quyết là xuyên cái giám thần kiếm, hôm nay đây là cái quái gì? Chen cái gì long chảo thủ? Huỳnh hỏa móng vuốt nhỏ nhảy lên, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, gạt ra một cái ổ gà đến, hướng trên tay hắn chiến quyết nhìn qua. Lăn, ngươi liền không thể muốn chút khỏe mạnh. Ngươi quá nông cạn,
kê ra ta ngôn ngữ ngả ngớn, chỉ là vì che giấu nội tâm ngây thơ, để cho mị lực của ta giá trị giảm bớt một số, cứ như vậy, còn lại gà trống mới có đường sống. Huỳnh Hỏa kiêu ngạo nói. Ta đã hiểu, nói trắng ra là, người vẫn là một cái tiểu hoàng gà. Gà thế nào, ta hiện tại phát hiện, làm một con gà rất tốt. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Miêu miêu đâu? Nó gần nhất phát minh một loại dưới nước ngủ phương pháp, tại trong ao đây. Lão Tam đâu? Sát phách cửa ngồi xổm, chờ nó, u u tỉ tỉ, đi ra đâu, lại nói cái kia Lâm nhà đầu, giống như đang chuẩn bị đột phá cổ chi thánh cảnh, bế quan. Cái kia được, cái này chiến quyết, vẫn là chúng ta hai cái luyện đi. Miêu miêu cùng Lam Hoang đều có móng vuốt, đồng dạng có điều kiện tu luyện, mà lại đều có 10 kiếp luân hồi chi thể. Đáng tiếc cái này hai hàng một cái ham chơi, một cái thích ngủ, không trông cậy được vào. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa tiếp cận ở cùng nhau, lật ra cửu u thần ma chảo, bắt đầu nghiên cứu. Lại nói nơi này viết, cái này gọi, tử kiếp chiến quyết, là cái có ý tứ gì? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Sinh tử chiến quyết có hai trọng, một loại là thích hợp, sinh kiếp trong lúc đó, tu luyện, sinh kiếp chiến quyết, một loại là thích hợp tại, tử kiếp trong lúc đó, tu luyện, tử kiếp chiến quyết. Sinh kiếp chiến quyết, có thể phát huy ra sinh kiếp trong lúc đó, sinh kiếp chi lực, loại kia khí huyết tràn đầy, liên tục không ngừng, hùng hậu kéo dài đặc tính, bình thường lấy liên chiêu chiếm đa số. Tử kiếp chiến quyết, thì có thể phát huy ra, tử kiếp chi lực, thô bạo, tử vong, diệt tuyệt tính lực lượng, bình thường lấy một chiêu tất sát chiếm đa số. Chúng ta bây giờ chỉ có thiên chi thánh nguyên, liền thời cổ thánh nguyên đều không có, coi như hiểu cái này sinh tử chiến quyết huyền ảo cùng hàm ý, không có sinh tử kiếp lực. Nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng, phù hợp không được sinh tử chiến quyết tối cao uy lực. Có điều, lại thế nào đều so, cổ thánh chiến quyết, mạnh hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh giải thích nói. Tử kiếp chiến quyết, so sinh kiếp chiến quyết cường sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái kia ngược lại là không nhất định, vẫn là quyết định bởi tại chiến quyết bản thân, còn có người thi triển một cá nhân tình huống. Hai loại chiến quyết chỉ là loại hình khác biệt, luận lực sát thương. Tử kiếp chiến quyết xác thực cao một chút. Cái kia, Vĩnh Định Các, bên trong, thì quyển này thuộc về tử kiếp chiến quyết, còn lại đều là sinh kiếp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Người có chiến quyết ngọc giản, ta không có, ta có thể sử dụng. Có thể a, ngự thú sư cùng cộng sinh thú vốn là một thể. Mà lại, hiện tại chiến quyết đối phổ thông cộng sinh thú tới nói, có chút phá lệ phức tạp. Ngoại trừ ngươi, không có mấy người có thể thành. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa vô cùng tự hào. Cái này cửu u thần ma chảo chỉ có một chiêu, chúng ta trước luyện đi, đây đã là nhân nguyên tông có thể mua được tốt nhất chiến quyết. Ta quay đầu lại tìm một môn kiếm pháp, nhìn có thể hay không đem bất diệt kiếm thể uy lực, phát huy đến càng mạnh trình độ. Lý Thiên Mệnh nói, bất diệt kiếm thể đột phá 10.000, còn có thể tiếp tục gia tăng. Có thể, đây không tính là cổ thánh chiến quyết a. Cũng không tính, ta quay đầu tìm chút tiền bối hỏi một chút. Thái cổ thần tông bên trong năng nhân dị sĩ, khá nhiều. Chúng ta bây giờ có khả năng nhìn đến, chẳng qua là một góc của băng sơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đem nhân nguyên tông xem như thái cổ thần tông toàn bộ, không khỏi có chút thiển cận. Lại nói ngươi tôn sùng như vậy cái này cửu u thần ma chảo, uy lực cường ở nơi nào? Huỳnh Hỏa nói. Chủ yếu vẫn là thích hợp ta, đây là một loại nắm giữ phức tạp biến hóa chảo pháp, thiên biến vạn hóa, cần phải phối hợp, chảo bộ, mới có thể sử dụng. Nhưng người ta đều không cần, làm tử kiếp chiến quyết, uy lực của nó, khẳng định siêu việt tất cả cổ thánh chiến quyết, càng quan trọng hơn là, nó phức tạp mà hung lệ, bổ sung mê hồn cùng đâm hồn hiệu quả. Bây giờ, linh hồn kiếp phó bám vào cánh tay trái của ta phía trên, nó ngoại trừ có thể vọt tới binh khí của người khác phía trên, còn có thể để tay trái của ta, bổ sung nhất định linh hồn sông thứ, tại thánh nguyên cùng bất diệt kiếm khí tiến công đối thủ thời điểm, lấy cửu u thần ma chảo bổ sung linh hồn kiếp phó linh hồn đâm xuyên. Phối hợp lại càng mạnh. Nói ngắn gọn, ta có thể phát huy ra, cái này cửu u thần ma chảo mạnh nhất hiệu quả. Lý Thiên Mệnh nói, người cái này là tương đương, đem tiểu phong cho mang ở trên người a. Huỳnh Hỏa cười nói, chờ ta lại đứng vững gót chân, nhìn xem tình huống, liền trở về đem tiểu phong mang tới. Lý Thiên Mệnh nói, liền biết ngươi ngày nhớ đêm mong, quên không được ngươi tiểu phong. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, gà tặc. Im miệng, ăn ta một chiêu long chảo thủ. Ha ha, tranh thủ thời gian luyện thành, cầm Lâm nha đầu thử tay nghề đi. Lý Thiên Mệnh đuổi kịp nó, nói, các loại gặp Linh Nhi,
ngươi cũng chớ nói lung tung a. Sao, ngươi sợ Linh Nhi lại hái nấm sao? Ngọa tào, Lý Thiên Mệnh mơ hồ có dự cảm bất tường. Xem ra ta phải đối Tiêu Tiêu đến hung ác một chút, không có việc gì thì đánh nàng mấy trận, tránh khỏi để cái này gà tặc, nắm được cán. Sát phách Lâm Tiêu Tiêu, run lẩy bẩy. Còn thật đừng nói, cái này, cửu u thần ma chảo, muốn luyện thành, có thể không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều phân ra một chút thời gian, một bên tại trạm tinh cổ lộ tu hành, sau khi trở về hấp thu dung hội, một bên suy nghĩ cái này cửu u thần ma chảo. Sinh tử kiếp cảnh chiến quyết, trọng yếu nhất điểm, vẫn là siêu việt sinh tử kiếp ý chí, cần tại sinh tử uy hiếp bên trong, mới có thể hiểu hắn chân chính ý vị. Bình thường tới nói, thư thư phục phục thánh chi cảnh giới, là rất khó hiểu loại kia con đường tu hành, không sinh thì chết khủng hoảng. Nhưng trùng hợp chính là, Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cũng là gấp 10 lần già yếu. Hắn cảm giác mình, giống như là tại sinh tử kiếp bên trong khá hơn chút năm, cho nên ngoài ý liệu là, kinh nghiệm của hắn, ý chí, chỗ nơi thân tình huống, cho hắn tu luyện sinh tử chiến quyết, nhất là tử kiếp chiến quyết cung cấp thiên nhiên trợ giúp. Siêu việt sinh tử, mới có thể thành thần. Tử kiếp chiến quyết, cần chịu chết dũng khí, cố tìm đường sống trong chỗ chết, nói ngắn gọn, đây chính là phương pháp liều mạng. Không sợ chết, mới có thể không chết. Hắn tuy nhiên vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng, nhưng cũng đã đang tìm tòi sinh tử chi lộ. Làm hắn lĩnh ngộ, cùng tử kiếp chiến quyết, cửu u thần ma chảo, vô hạn phù hợp, cứ như vậy, cái môn này chiến quyết độ khó khăn, cũng chỉ còn lại có chiến quyết bản thân huyền ảo. Nói như vậy, đừng quản thái cổ thần tông cái gọi là thiên tài, có ngày ý truyền thừa, có trời sinh thánh thể, chỉ tại chiến quyết tu hành lĩnh ngộ phía trên, vẫn kém ta Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp một mảng lớn. Cho nên nói, ta loại này, còn có Tiểu Phong loại kia, mới tính thiên tài chân chính. Như vậy, Lâm Tiêu Tiêu giống như ta, theo hạt bụi nhỏ bên trong mà đến, nàng dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía sát phách. Cổ Phong đường phố, Vĩnh Định Các. Ô ô, nhị ca, người mau ra đây, người bảo bối muội muội khiến người ta cho đánh thảm rồi, ô oa. Hiên Viên Tích Tích tại trên bậc thang ngã một phát, liền bò mang lăn đi đến phòng đi. Mặt của nàng vẫn sưng cùng đầu heo giống như, ánh mắt chỉ còn lại một cái khe hở, miệng đầy hàm răng rơi xong, thì cùng là lão nãi nãi giống như. Nàng còn không có tới gần, trong phòng môn liền đã mở ra. Một người mặc trường bào màu vàng thanh niên, khoanh tay nhìn lấy nàng. Thanh niên vóc người gầy cao, giữ lấy một luồng tròm râu nhỏ, ánh mắt hẹp dài mà âm lãnh, xem xét cũng là cái nhân vật hung ác. Nhị ca a, người muội muội hàm răng đều bị người đánh không có, thật thê thảm a. Hiên Viên Tích Tích kêu khóc nói, nàng tiếng khóc này thật là có chút lớn, đoán chừng nửa cái đường phố người đều có thể nghe được. Đừng khóc náo loạn, ta đều biết, ta vừa đi tìm Phó Vĩnh Hoàn. Nhị ca nói, Phó Thúc Thúc nói thế nào, hắn hôm nay thật là có thể bướng bỉnh, chính mình nhi tử bị người làm thịt, còn xám xịt chạy, thật là một cái thứ hèn nhát. Hiên Viên Tích Tích nói, Tích Tích, người đều 21 tuổi, có thể hay không thêm chút não tử. Phó Vĩnh Hoàn đã không dám đắc tội, liền mối thù giết con cũng không dám báo, chịu nói rõ chính xác đối phương có bối cảnh, hắn cô dám trêu chọc. Nhị ca nói, không dám trêu chọc, cái này Phó Vĩnh Hoàn tại sao cùng ngươi nói? Hắn liền nói, để cho ta đừng tìm Lâm Phong phiền phức, càng khác nhắc lên hắn. Ta hỏi hắn cụ thể nguyên do, hắn không nói. Thanh niên ánh mắt âm trầm nói, đây không phải cố lộng huyền hư sao, có thân phận gì là không thể nói, chẳng lẽ cái này Lâm Phong là tông chủ con riêng a? Hiên Viên Tích Tích im lặng nói, làm sao có thể, người khác nói mò, bất quá Tích Tích, lập tức liền là minh hội chiến, tại thời điểm then chốt này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vấn đề này có chút kỳ quặc, minh hội sau khi chiến đấu, lại đến suy nghĩ một chút, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Thanh niên nói, ý tứ chính là, ta khổ sở uổng phí đánh, ta trước mặt mọi người, bị đánh thảm như vậy, còn bị người nhạo báng, cái này khiến ta về sau, làm sao ra ngoài gặp người a? Hiên Viên Tích Tích ngốc trệ nói, ngươi thì sợ một đoạn thời gian không được sao? Nhị ca, chúng ta thái cổ Hiên Viên thị người, cái gì thời điểm muốn tại chính mình tông môn sợ rồi? Lại nói gia tộc bọn ta tại thái cổ Hiên Viên thị, đó cũng là danh môn vọng tộc, liền minh chủ đều là ta biểu đệ. Ngươi cùng minh chủ quan hệ tốt như vậy, thì làm chết một cái đệ tử mà thôi, cái gì thời điểm biến đến khó như vậy rồi. Hiên Viên Tích Tích tương đương khó chịu. Im miệng đi ngươi,
thông minh cơ linh một chút, khác chuyện xấu. Thanh Hà hội, kiếm vương Minh khí thế hung hung, còn có 10 cái đệ tử Minh hội không có giải quyết, ta rất bận rộn, người khác vào lúc này cho ta làm phiền phức. Nhị ca quát lớn. Nhị ca, Hiên Viên Tích Tích trừng to mắt, nàng thực sự tức không nhịn nổi, cả giận nói, ngươi lần này cần là không giúp ta, ta liền đem ngươi làm bẩn chính mình đường muội sự tình nói ra, nàng thi thể chôn ở nơi nào, ta cũng đều biết đâu, vấn đề này muốn là bại lộ, nhìn ra ra cùng thúc thúc đánh không chết ngươi. Tích Tích, thanh niên ánh mắt đột nhiên biến đến hung ác. Hiên Viên Tích Tích khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói, nhị ca đừng nóng giận, ta chính là quá thảm rồi, ta khó chịu a. Cái này khiến ta làm sao tại trước mặt bằng hữu lăn lộn a, ta không sống được ta. Được thôi, ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ngươi đừng làm rộn. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Ân, chuyện này không cho phép đề. Nhất định. Sau một ngày, Lý Thiên Mệnh ngay tại tu hành, sát phách bỗng nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Hắn đi phòng tu luyện, hướng sát phách nhìn qua, chỉ thấy đại lượng thiên địa linh khí. Hướng về Lâm Tiêu Tiêu bên kia hội tụ mà đi, tựa như là một há to mồm, không ngừng thôn hấp lấy thiên địa tinh hoa. Nàng thành cổ thánh rồi. Động tính này tại thần đô tính toán rất lớn, nhưng là tại Thái Cổ Thần Tông, không tính là gì. Nhân Nguyên Tông nơi này, thường xuyên có người thành tựu cổ chi thánh cảnh, mọi người nhìn lắm thành quen. Tốc độ phát triển thật là khá nhanh, bất quá, còn không phải đối thủ của ta. Hắn các loại sát phách động tính không sai biệt lắm. Vừa mới qua đi. Sát phách trong phòng tu luyện, động tĩnh rất nhanh biến mất, thiên địa mây khói tán đi, hết thảy quy về tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng nàng sẽ ra ngoài, nhưng đã nửa ngày còn không có động tĩnh, hắn liền đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy chỗ hắc ám, một bóng người nằm dạp trên mặt đất, gầy gò hai vai run nhẹ nhẹ. Làm gì đâu, ngươi, diễn khổ tình hí a. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mắt nàng, cúi đầu xem xét. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, khóe miệng là sơn vết máu màu đen, mặt đất đã nôn một vũng máu. Trên mặt của nàng có rất nhiều màu đen sợi tơ, xem ra tựa như là đầu đã nứt ra một dạng, bờ môi đều thành tử sắc, hơi khô nứt. Mà lại, không chỉ là gương mặt, liên thủ trưởng cũng là như thế, cảm giác tựa như là, toàn thân nhanh bị xé nứt một dạng. Khí tức của nàng 10 phần yếu ớt, tinh thần ý chí rất kém cỏi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Nàng cúi đầu, đem mặt đừng đi qua, dùng khàn khàn mà thanh âm run rẩy nói, người đừng tới đây, ra ngoài. Người đây là đột phá cổ chi thánh cảnh sao? Tại sao ta cảm giác, người đây là tại ăn độc dược đây? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lý Vô Địch đột phá cổ chi thánh cảnh, thọ nguyên tăng vọt 500 năm, khí huyết cùng thánh nguyên đều tại tăng gấp bội gia tăng, sinh mệnh tầng thứ thuế biến, mà trước mắt cái này Lâm Tiêu Tiêu sau khi đột phá, thì cùng kịch độc quấn thân giống như, vô cùng thê thảm. Người không biết, còn tưởng rằng nàng chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, rốt cục còn sống đây. Người đi, Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, muốn bỏ rời đi. Bỗng nhiên choáng váng, nàng cả người mới ngã xuống đất, triệt để hôn mê đi. Coi như đã hôn mê, ngón tay đều còn tại run rẩy. Giả chết sao, Lý Thiên Mệnh đá nàng một chân, không có động tĩnh gì. Chết thật à. Hắn dò xét một chút, cảm giác cái này chỉ còn lại một hơi. Tình huống như thế nào, tu luyện còn có thể đem chính mình chơi chết. Hắn đứng ở bên cạnh, cảm giác cũng không giúp được một tay. Được rồi, nằm dạp trên mặt đất cũng không thích hợp, cho ngươi chỉnh cái địa phương nằm nằm đi. Không sống nổi đừng trách ta. Hắn tiến lên hai bộ, đem Lâm Tiêu Tiêu bế lên. Thật nhẹ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, Lâm Tiêu Tiêu cái này chỗ ở, khắp nơi đều là lạnh như băng, một cái bài trí đều không có, tự nhiên cũng không có nằm địa phương. Hắn liền ôm về chính mình bên kia đi, bên này gian phòng nhiều, có một ít có đệm giường. Lạnh quá, Lâm Tiêu Tiêu giống như là nói mê, oa ở trên người, toàn thân run rẩy. Ngươi lạnh quan ta lông sự tình, Lý Thiên Mệnh cho nàng ném đệm giường đi lên, xoay người rời đi. Đi hai bước, quay đầu nhìn nha đầu này còn giúp ở phía trên, bờ môi đỏ bừng, xem ra xác thực quái đáng thương, một người cửa nát nhà tan, chạy đến cái này xứ lạ đến, còn sống thành cái dạng này. Thật sự là chịu tội. Cho ngươi đắp lên, hắn rời cái chăn mền, cho ném trên người nàng đi. Lại đi hai bước, hắn vẫn là muốn chính mình có phải hay không có chút quá vô tình, hắn liền ra ngoài, đem ngay tại chổng vó phơi nắng Miêu Miêu, bắt lại trở về. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì? Bản mèo ngay tại phơi trứng đâu? Miêu Miêu khó chịu nói.
cẩn thận quá Dương gia gia đem ngươi trứng thiêu hết rồi. Lý Thiên Mệnh chừng nó liếc một chút, đem nó ném tới Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, nói, cho nàng ấm áp. Không, bản mèo theo không bán đi nhan sắc, Miêu Miêu nói. Cho phép ngươi lớn lên ngủ đến nàng tỉnh lại. Được rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn nó đáp ứng sảng khoái như vậy, thì cảm giác mình thua lỗ. Được rồi, khắc chỉnh những thứ này chăn mền, ngươi biến thành đế ma hỗn độn, cho nàng vây quanh. Lý Thiên Mệnh nói. Đem nàng nghiền nát làm sao bây giờ? Không dùng ngươi động thủ, ta chôn. Lý Thiên Mệnh, ngươi mỏng như vậy tình, có phải hay không sợ bị bản mèo nắm được cán? Miêu Miêu như tên trộm cười nói. Lăn, lão tử thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngây thơ, ngươi vừa mới ôm công chúa hình ảnh, gà đại ca đã họa xuống. Ngươi xong, ha ha. Nói thêm câu nữa, đem lông của ngươi lột sạch. Lâm Tiêu Tiêu nằm gần nửa ngày liền đi, Lý Thiên Mệnh vội vàng tu luyện, không sao cả nhìn nàng. Trước mắt hắn tiến trình cũng không tệ lắm, ban ngày tại trạm tinh cổ lộ cùng Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp phía trên, lĩnh ngộ thiên ý, buổi tối thì diễn luyện cửu u thần ma chảo. Ước chừng là nhân nguyên thánh lệnh phát huy tác dụng, Hiên Viên Tích Tích cũng không có lại đến trêu chọc hắn. Cả người Nguyên Tông đệ tử, tựa hồ cũng bởi vì minh hội chiến, tiến hành sau cùng xông vào, cơ bản đều đang bế quan. Kể từ đó, Thái Cực Phong Hồ xem ra đều thanh tịnh không ít. Cứ như vậy, đông đã tới. Lý Thiên Mệnh cảnh giới, đột phá đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 8, ngày nào đó, trên trời rơi xuống bão tuyết. Trong vòng một đêm, thiên sơn đầu bạc. Liền Thái Cực Hồ đều đông lạnh lên, rất nhiều kiến tạo tại đáy hồ kiến trúc, còn phải chuyên môn khai thông nói, còn có một số có thiên văn kết giới ngăn cản, băng tuyết không cách nào tới gần. Bay trên trời cao phía trên. Nhìn phía dưới băng phong vạn lý, tuyết trắng mênh mang, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tinh khiết không ít. Đây mới là Thái Cổ Thần Tông, đẹp nhất dáng vẻ. Thần Đô là một cái thủy đô, đại giang đại hà giao thoa, mà cái này Thái Cổ Thần Tông, là bạo tuyết bay tán loạn tuyết quốc. Nghe nói, Thần Tông tuyết chỉ cần bắt đầu hạ, cái kia đến sang năm mới có thể ngừng. Thấu xương giá lạnh sẽ tới chỗ tàn phá bừa bãi, cái kia tuyết hoa tại hàn phong bao phủ phía dưới, phá tại huyết nhục phía trên. Đau đớn vạn phần. Dạng này âm hàn, liền nắm giữ thánh thể ngự thú sư, đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Một ngày này, phong tuyết đan sen, Lý Thiên Mệnh trong đình viện, đắp đầy tuyết trắng. Lam Hoàng tại trên mặt tuyết trượt, chơi đến quên cả trời đất. Tầng thứ 8 về sau, còn kém 2 trọng cảnh giới, liền có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chính mình thành tựu cổ thánh thời gian, sẽ không quá xa. Thực lực bây giờ. Miễn cưỡng tính toán có thể tại Nhân Nguyên Tông, chỗ đứng trận cước. Là thời điểm, đem ta, trạm tinh cổ lộ, thời gian gia tăng một chút. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Thêm vào đệ tử minh hội, đánh lên tầng quản lý. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Lâm Tiêu Tiêu đã từng nói, cũng muốn tiến một người đệ tử minh hội, tham gia minh hội chiến. Lý Thiên Mệnh liền tới tìm nàng. Gõ cửa nửa ngày, không có trả lời, hắn liền đẩy cửa đi vào. Băng lãnh trên mặt đất. Nằm một cái áo đen thiếu nữ. Lại giả chết. Lý Thiên Mệnh rất im lặng. Hắn kiểm tra một hồi, nhà đầu này tình huống so với lần trước còn thảm, trong mắt đều nhanh vỡ vụn, trực tiếp thì hôn mê, xem ra tại vùng vẫy dẫy chết. Nàng tuy nhiên trải qua không phải người tra tấn, nhưng may mắn, có thể là bởi vì thể chất quan hệ, một hai ngày sau đều có thể khôi phục. Nàng và nàng cộng sinh thú, tạo thành mới cộng sinh hệ thống tu luyện, cái kia chính là nói. Nàng thu được huyết hồn lôi ngục ma long, thể chất. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Miêu Miêu xuất mã, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, cho nàng ấm ấm thân thể. Hai ngày sau, nàng khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không đột phá đến cổ chi thánh cảnh tầng thứ 2? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Nàng gật đầu, khôi phục về sau, nàng mới giống như là một cái, khí huyết bàng bạc cổ chi thánh cảnh cao thủ. Ngươi mỗi lần nửa chết nửa sống. Cũng là vì đột phá a. Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Đúng. Tu luyện tăng lên là một kiện chuyện tốt, không phương pháp thích hợp, mới có thể dẫn đến người dạng này, bí qua hóa liều một hai lần có thể, nhiều lần cũng là đối với sinh mạng cùng thiên ý tiêu hao, cũng không thể làm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Khác ngây thơ, người đuổi không kịp ta. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu giật mình, cắn môi một cái. Đi thôi. Ngươi không phải muốn cùng ta cùng một chỗ, thêm vào đệ tử minh hội sao? Hôm nay liền đi, ta muốn làm cái tiểu đầu lĩnh, gia tăng điểm trạm tinh cổ lộ thời gian.
Mặt khác, mình hội chiến chỉ còn lại 7-8 ngày đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lại không gia nhập, thì không tham gia được minh hội chiến. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đi. Lý Thiên Mệnh kêu lên chính mình ba cái khắp nơi lắc lư cộng sinh thú. Làm sao không để nhà ngươi, thêm ra tới chơi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nó nhát gan. Chơi nhiều rồi, lá gan thì mập. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ đi ra đình viện, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, hai người dẫm ra hai đầu dấu chân. Phong tuyết còn tại tàn phá bừa bãi, lúc nói chuyện, đều có một cỗ vũ khí bao phủ. Nhân Nguyên Tông đệ tử minh hội, hết thảy có hơn 30, ngắn nhất đều có trên vạn năm lịch sử, người phải vào cái nào minh hội? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Long Vũ Minh, Lý Thiên Mệnh nói. Long Vũ Minh chủ muốn từ Thái Cổ Hiên Viên Thị người đem khống, bọn họ minh chủ cũng là Thái Cổ Hiên Viên Thị đệ tử hạch tâm. Người cùng Hiên Viên Tích Tích có mâu thuẫn, đi dễ dàng bị khi phụ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái kia không có gì, ta chủ yếu là coi trọng bọn họ phần thắng lớn, bọn họ là lớn nhất đệ tử minh hội, thực lực siêu quần, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Vậy liền chọn nó, Lý Thiên Mệnh nói. Không sợ phiền phức. Không sợ a, mục tiêu của ta, cũng là thay thế mạnh nhất minh hội minh chủ, chỉ huy cái này mạnh nhất minh hội, cầm tới minh hội chiến đệ nhất, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh nói. Tin. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tin. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, ta nhớ được Long Vũ Minh, phía dưới chia làm 10 cái đường, mỗi cái đường, lại chia rất nhiều phân đà, chỉ có phân đà chủ, mới có tư cách bổ nhiệm tầng quản lý, đúng không? Đúng thế. Cách chúng ta nơi này, gần nhất Long Vũ Minh phân đà là Thanh Phong Đà. Xuất phát, liền đi cái này Thanh Phong Đà. Hôm nay, ta muốn trộn lẫn cái, chấp sự, làm một làm, Long Vũ Minh chấp sự, có phải hay không có thể trên sự dẫn dắt 100 người đệ tử? Làm một cái tiểu đầu lĩnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Hắn tại thần đô làm qua tinh tướng, thống soái vạn người, nhưng luận chiến lực, vẫn là cái này Long Vũ Minh, chấp sự, mang trên 100 tiểu đệ, hiển nhiên càng mạnh. Bình thường tới nói, bài danh trước 5 đại hình đệ tử liên minh, đều có 30.000 đệ tử trở lên. Trong đó, Long Vũ Minh thanh thế to lớn, nắm giữ 100.000 đệ tử gia nhập liên minh, là Nhân Nguyên Tông hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ. Một cái minh hội, bao gồm Nhân Nguyên Tông 1/5 đệ tử. Cái này Long Vũ Minh minh chủ, danh xưng là Nhân Nguyên Tông bá vương, cái kia đều chẳng qua vì. Mấu chốt là, nơi này đều là người trẻ tuổi tự mình thành lập giai cấp, không có trưởng bối nhúng tay, tất cả mọi người là người đồng lứa, nhưng lại cứ thế mà cao hơn quyền lực địa vị đến, nghe rất trò đùa, thế nhưng là làm cái này minh hội vận chuyển vài vạn năm về sau, vậy thì cùng chân chính Hoàng Triều, không có gì khác biệt. Nếu như đem Nhân Nguyên Tông nhìn thành một cái học phủ, đệ tử kia liên minh, cũng là học phủ học sinh, tự mình xây dựng quyền thế tổ chức. Nói thật, bọn họ cơ cấu vô cùng nghiêm minh, mỗi người đệ tử liên minh, thì cùng thật bang phái không sai biệt lắm. Trong đó, Long Vũ Minh là hoàn thiện nhất nghiêm mật minh hội. Hắn thiết lập một cái minh chủ, hai cái phó minh chủ. Minh chủ phía dưới, phân loại 10 cái đường, thiết lập 10 cái, đường chủ, lấy Long Vũ Minh làm ví dụ. Mỗi cái đường chủ, đô thống suất hơn vạn đệ tử, là thực sự người trên người. Mỗi cái đường phía dưới, thiết lập 10 cái hai bên phân đà, mỗi cái phân đà đều có, đà chủ thống soái hơn 1.000 đệ tử. Long Vũ Minh, hết thảy trên 100 cái đà chủ. Mỗi cái trong phân đà, thì còn có 10 cái hai bên, chấp sự, mỗi cái chấp sự, thống soái trên 100 người đệ tử. Long Vũ Minh hết thảy hơn 1.000 chấp sự. Cái gọi là chấp sự, cũng là cụ thể cầm làm sự tình. Bình thường đà chủ, đường chủ, trên cơ bản hưởng thụ chí tôn đãi ngộ, mà chấp sự bận tíu tít. Bất quá, có hơn 100 người có thể sai xử, cũng rất dễ chịu. Chỉ cần lên làm chấp sự, cái kia chính là đệ tử liên minh tầng quản lý, có thể gia tăng trạm tinh cổ lộ thời gian tu hành. Đây là Thái Cổ Thần Tông, cổ vũ Nhân Nguyên đệ tử tham gia đệ tử liên minh cử động. Bọn họ cổ vũ cạnh tranh. Tất cả mọi người là người đồng lứa, càng là có thể trèo lên trên người. Càng là có cơ hội phía trên Địa Nguyên Tông, thậm chí Thiên Nguyên Tông. Phổ thông đệ tử, trạm tinh cổ lộ thời gian dài vì nửa canh giờ, lên làm chấp sự, có thể kéo dài vì một canh giờ. Lên làm đà chủ, mỗi ngày có thể tu hành một cái nửa canh giờ, thành đường chủ, mỗi ngày có thể có 2 canh giờ. Lấy hiệu suất của ta, trước mắt mỗi ngày 2 canh giờ, đã là cực hạn, nhiều hưởng thụ không tới. Bất quá, đây đều là quá độ. Lý Thiên Mệnh mục tiêu cuối cùng nhất. Vẫn là minh chủ.
Minh chủ tùy ý ra vào trạm tinh cổ lộ, không nhận thời gian hạn chế, cho dù là tiểu minh hội minh chủ đều như thế. Lý Thiên Mệnh nếu không phải vì làm đệ nhất minh chủ, hắn chọn cái tiểu minh hội là được rồi. Nói thật, muốn tại minh hội chiến trong lúc đó, trở thành Long Vũ Minh minh chủ, khẳng định rất khó. Nhân Nguyên Tông thâm căn cố đế bố cục, mỗi cái minh chủ khổ tâm kinh doanh phía dưới, tâm phúc của bọn hắn cùng thành viên tổ chức đều 10 phần ổn định. Cái này, cũng không phải tùy tiện có thể lật đổ. Thanh Phong Đà. Gió tuyết hạ Thanh Phong Đà, bao la mà rộng rãi. Thanh Phong Đà cùng sở hữu hơn 1.100 vị Long Võ Minh đệ tử, bình thường thường xuyên ở chỗ này luận bàn, vui đùa tụ hội. Thanh Phong Đà đà chủ, Cố Thanh Giao, là cái tài mạo song toàn nữ tử, yêu thích thi thư, tài hoa cùng võ đạo xa gần nghe tiếng, rất nhiều đệ tử mộ danh mà đến, 10 phần ngưỡng mộ, thậm chí vì nàng thêm vào Thanh Phong Đà. Tại Thanh Phong Đà đệ tử trong lòng, Cố Thanh Giao cũng là nữ thần. Đệ tử liên minh có một cái kỳ lạ hiện tượng. Phàm là đà chủ, đường chủ là mỹ mạo nữ tử, như vậy hắn dưới cờ, khẳng định nam đệ tử chiếm đa số, nhưng nếu vì tuấn nam, dưới cờ ngược lại nữ đệ tử nhiều. Thanh Giao sư tỷ tốt. Sư tỷ thật xinh đẹp. Sư tỷ quá đẹp, có thể chú ý ta một chút sao? Thanh Phong Đà hành lang phía trên, một người mặc màu xanh nhạt váy dài, hất lên một kiện trắng như tuyết da trồn trường bào mỹ mạo nữ tử đi qua, dọc theo đường nam nữ ảo ảo vẻ mặt vui cười đối mặt. Tỷ, mau tới, tích tích tỷ chờ ngươi đã lâu. Hành lang cuối cùng đi tới một thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu niên mắt ngọc mày ngài, dài đến 10 phần thanh tịnh, cười rộ lên như hoa tươi tràn ra một dạng, giống như là nữ tử. Tích tích đến đây, nàng khỏe chưa? Cố Thanh Giao bước nhanh hơn. Nàng được thời điểm ra đi, có thật nhiều màu xanh nhạt hồ điệp, ở tại bên người bay tán loạn, dường như nàng là thấm hương bông hoa. Cái kia một kiện trắng như tuyết cáo áo khoác bằng da, nhưng thật ra là một kiện áo choàng kéo tại trên mặt đất, để khí chất của nàng càng thêm xuất trần, càng lộ vẻ đoan trang lộng lẫy. Tốt hơn nhiều, thiếu niên nói. Cố Thanh Giao bước vào Thanh Phong Đà trong đại sảnh, liền nhìn đến một cái thiếu nữ áo vàng ngồi trên ghế, mấy cái nam nữ trẻ tuổi ngay tại bưng trà đưa nước, nhào nặn bả vai. Lui ra, Hiên Viên Tích Tích lười biếng nói. Đúng, sư tỷ, mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi lúc này mới lui ra, trên đường trả lại Cố Thanh Giao hành lễ. Thanh Giao, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, Hiên Viên Tích Tích nói. Lần trước tặng cho ngươi, Phước Ngọc bánh ngọt, hiệu quả như thế nào? Hàm răng lớn tốt không có, Cố Thanh Giao hỏi. Tốt tốt, chán ghét, không nói cái này. Mất mặt, Hiên Viên Tích Tích nói. Tích Tích tỷ, bên cạnh thiếu niên kia bỗng nhiên lộ ra vẻ hung hãn, hỏi, ngươi nhị ca còn không có tra rõ ràng, cái này Lâm Phong nội tình sao? Không có, người này rất cổ quái, chúng ta hoài nghi hắn là bỗng nhiên trà trộn vào Thái Cổ Thần Tông. Hồ sơ phía trên không tìm được hắn, ngược lại là cái kia Lâm Tiêu Tiêu, là thông qua tông môn khảo hạch tiến đến. Hiên Viên Tích Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Chiếu ta nói, đừng quản nhiều như vậy, ta đi giúp ngươi đòi lại cái này giọng điệu. Đem tên kia phế đi, thiếu niên nói. Thanh Doãn, vẫn là thôi đi. Ngươi thiên phú kinh thiên, 15 tuổi thì tu luyện tới cổ thánh cảnh tầng thứ 3, ngươi thiên tư này, tiếp qua mấy năm, là có thể đi vào Thiên Nguyên Tông, vẫn là chuyên tâm về việc tu hành, Tích Tích tỷ coi trọng ngươi nha. Hiên Viên Tích Tích thưởng thức nói. Tích Tích tỷ, nói cho ngươi một tin tức tốt, Thiên Nguyên Tông, Quý Bắc, thần sư, đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ, hắn nói lấy thiên phú của ta, 18 tuổi liền có thể tiến Thiên Nguyên Tông, đến lúc đó, hắn tự mình chỉ đạo ta. Cố Thanh Doãn kiêu ngạo nói. Thật đó a, quá vì ngươi cao hứng. Hiên Viên Tích Tích hưng phấn phía dưới, ôm lấy thiếu niên. Nữ tử kia thấm hương để Cố Thanh Doãn có chút hoa mắt váng đầu, khuôn mặt lập tức đỏ lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Tích Tích trắng như tuyết khuôn mặt. Tích Tích tỷ thật là dễ nhìn, Cố Thanh Doãn nói. Hừ, tuổi còn nhỏ, miệng vẫn rất ngọt, Hiên Viên Tích Tích có chút thẹn thùng nói. Hi hi, người đủ a, đại đệ đệ ta 5-6 tuổi, còn ở lại chỗ này giả bộ nai tơ. Bên cạnh Cố Thanh Giao mỉm cười nói. Nàng biết, so sánh Cố Thanh Doãn, Hiên Viên Tích Tích thiên phú xác thực không cao, thậm chí có chút không xứng với Cố Thanh Doãn. Nhưng là, bọn họ tỷ đệ ánh mắt sáng ngời rất, cha mẹ của bọn hắn tại Thái Cổ Thần Tông thế lực thấp, hai tỷ đệ người muốn là đều có thể trèo lên Thái Cổ Hiên Viên Thị, về sau cũng không cần sầu bối cảnh. Thanh Doãn thật đáng yêu, người có thể phải giúp ta giám sát chặt chẽ điểm, phù sa không lưu ruộng người ngoài, biết không?
Hiên Viên Tích Tích nói. Cố Thanh Giao khẽ cười cười. Nàng biết, đệ đệ nhất định phải tiến Thiên Nguyên Tông, có vốn liếng này, hắn cùng Hiên Viên Tích Tích sự tình liền thành. Kém 5-6 tuổi tính là gì? Kém mấy trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Tông môn, độ kiếp phong, những cái kia sinh tử kiếp cảnh lão quái vật, còn không phải thường xuyên đến Nhân Nguyên Tông, tìm mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu thiếp. Bọn họ chính trò chuyện phải cao hứng đâu, bỗng nhiên có một người đệ tử đến báo. Thanh Giao sư tỷ, bên ngoài tới hai người đệ tử, nói muốn gia nhập chúng ta Long Vũ Minh, còn muốn làm chấp sự. Có chấp sự thực lực sao? Cố Thanh Giao hỏi. Minh hội chiến sắp đến, các đại đệ tử liên minh tại điên cuồng cướp người, loại này đưa tới cửa, không có khả năng không muốn. Minh hội chiến đoàn chiến, cần đại lượng pháo hôi chống đỡ chàng. Không biết, có một cái thiên chi thánh cảnh, khẩu khí ngược lại là thẳng phách lối. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, để bọn hắn vào đi. Cố Thanh Giao dừng một chút, hỏi qua tên gọi là gì sao? Một cái gọi Lý Thiên Mệnh, một cái gọi Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Tích Tích trực tiếp đứng lên, nói, nàng đây là tới muốn chết đâu. Đoán chừng không biết ngươi cùng quan hệ của ta, càng không biết, ngươi ở chỗ này đi. Cố Thanh Giao nói. Nàng khoát khoát tay, ra hiệu để hai người kia tiến đến. Đúng rồi, thiếu niên Cố Thanh Doãn bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói, Tích Tích tỷ, ngươi nói cha không được cái này Lâm Phong lai lịch, người này có thể hay không dùng tên giả rồi. Hắn tên thật Lý Thiên Mệnh. Có khả năng, bọn người tiến đến liền biết, Hiên Viên Tích Tích nhìn chằm chằm cung điện bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ chốc lát sau, một cái áo đen thiếu niên tóc trắng đi đến, sau lưng còn theo một thiếu nữ. Hiên Viên Tích Tích ánh mắt phun lửa, cái này không phải liền là Lâm Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu sao? Trong lúc nhất thời, hỏa khí trực tiếp đi lên. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một đạo nóng bỏng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải là Hiên Viên Tích Tích sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Nàng là Long Vũ Minh, ta không biết nàng và Thanh Phong Đà người có quan hệ. Chúng ta đổi một cái phân đà. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có Hiên Viên Tích Tích tại, muốn lăn lộn cái chấp sự làm, khẳng định thật phiền toái. Lý Thiên Mệnh là muốn thuận lợi thêm vào Long Vũ Minh, không phải đến phá quán. Đi thôi. Long Vũ Minh phân đà trên trăm, hắn lời nhắc cùng cái này Hiên Viên Tích Tích dây dưa. Đứng lại. Hiên Viên Tích Tích hô một tiếng. Cản bọn họ lại. Xem ra nàng tại Long Vũ Minh rất có mặt mũi, tại nàng ra lệnh một tiếng, chạy ra đến trên trăm cái đệ tử trẻ tuổi, chỉ ít có hơn 20 cái cổ chi thánh cảnh, đem Lý Thiên Mệnh trùng điệp bao vây lại. Làm gì đâu, còn muốn bị đánh, Lý Thiên Mệnh đối người này, có chút không kiên nhẫn được nữa. Không có a, người vừa ở bên ngoài, nói người muốn vào chúng ta Long Vũ Minh, làm chấp sự. Hiên Viên Tích Tích híp mắt hỏi. Nàng và Cố Thanh Giao liếc nhau một cái, đã nảy ra ý hay. Hiện tại vẫn không có tra rõ ràng bối cảnh, nàng nhị ca còn tại để cho nàng chống đỡ một hồi, nhưng muốn là Lý Thiên Mệnh chính mình đến cửa, muốn khiêu chiến, chấp sự, vị trí, muốn là ra chút chuyện, không trách nàng Hiên Viên Tích Tích a. Đúng thế, Lý Thiên Mệnh nói. Ta tới nói đi, Cố Thanh Giao đem Hiên Viên Tích Tích đẩy đến sau lưng đi, đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh hai mắt tỏa sáng. Cái này thanh y cô nương như hoa sen mới nở, thanh tịnh tự nhiên, đường cong là lướt, còn thật rất đẹp. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các người muốn gia nhập Long Vũ Minh, vì Long Vũ Minh hiệu lực. Cố Thanh Giao hỏi. Đúng. Có thể, ta có thể cho phép các ngươi thêm vào. Hiện tại, các ngươi đã là Long Vũ Minh đệ tử. Cố Thanh Giao nói. Nhẹ nhàng như vậy, Lý Thiên Mệnh còn coi là các nàng sẽ cự tuyệt đây. Nghe nói. Ngươi còn muốn khiêu chiến chấp sự vị trí? Cố Thanh Giao hỏi. Có tư cách này sao? Lý Thiên Mệnh nói. Có, bất quá, từ xưa đến nay, đều không có thiên chi thánh cảnh làm qua chấp sự, ngươi có bản lãnh này sao? Cố Thanh Giao hỏi. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Rất đơn giản, đánh bại một cái hiện hữu chấp sự, là có thể. Cố Thanh Giao nói. Cái nào mấy vị là chấp sự? Đi ra để cho ta chọn chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu được. Đối phương không để cho mình đi, còn dự định để cho mình chọn chiến chấp sự ghế, nó mục đích, đơn giản cũng là muốn thừa dịp khiêu chiến, quang minh chính đại ngược chính mình một trận. Coi như xảy ra chuyện gì, đều có thể từ chối vì trình tự bình thường. Dù là cái này Lý Thiên Mệnh, sau lưng có chút thân phận, có thể hù sợ Phó Vĩnh Hoàn, nếu là hắn bị ngược, người sau lưng cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ.
Dù sao, bọn họ cũng không phải ỷ thế hiếp người bao vây hắn. Thật là phách lối. Người này là cái kẻ ngu à. Đến chúng ta Thanh Phong đã phách lối. Hôm nay có mấy cái chấp sự tại chỗ. Đem hắn đuổi ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người này không phải thiên chi thánh cảnh sao. Cũng là đem Tích Tích tỷ đả thương cái nào. Cái này đáng đâm ngàn đao, mỹ nữ đều có thể đi xuống tay. Tại Thanh Phong đã đệ tử dăm ba câu nghị luận bên trong, Hiên Viên Tích Tích sau lưng, một thiếu niên đi ra. Ánh mắt của hắn mãnh liệt như lửa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, vô danh chi bối, ta Cố Thanh Doãn tới đón thụ ngươi chấp sự khiêu chiến. Thanh Phong Đà, thuộc về Thanh Minh Đường. Cố Thanh Doãn không phải Thanh Phong Đà đệ nhất thiên tài, mà chính là có trên 10.000 người Thanh Minh Đường đệ nhất thiên tài. Qua! Chúng ta, Thanh Minh Đường, đệ nhất thiên tài xuất thủ. Mới 15 tuổi, nghe nói 3 năm sau, liền muốn đi Thiên Nguyên Tông, nhất phi trùng thiên, trở thành tông môn trụ cột. Rất nhiều Thanh Phong Đà đệ tử, đều ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Cố Thanh Doãn, vừa là hâm mộ, lại là kính sợ. Bọn họ Cố gia tỷ đệ bối cảnh không tính quá cao, gia Cố Thanh Doãn nhân vật như vậy, tương lai gia tộc đều muốn bởi vậy quật khởi. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, thiếu niên trước mắt này để hắn nhớ tới Vũ Văn Thánh Thành, đồng dạng tuổi tác không lớn, lòng cao hơn trời, loại này người làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, đầu não nóng lên, chuyện gì đều làm được. Có thể thay cái lông dài toàn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi.